Bạn đang nghe truyện trên kênh youtube Động truyện Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thư giãn nhé Phù hiểu, em là của anh Tác giả Độc độc Thể loại Ngôn tình Cán bộ cao cấp Nam Phúc Hắc có hơi lưu manh Ngọt, sủng, sắc, he Phần 2 Bắc Kinh trong những ngõ nhỏ quanh co ở đông trực môn nhị hoàng có dấu một quán ba tên là ngoạn gia kiến trúc quán nhã nhặn mà không kém phần lộng lẫy những người đã từng ghé qua đều biết quán này cực kỳ cực đắt đỏ nên dù đã khai trương được hai năm nhưng vẫn rất ít khách đến các nhà buôn xung quanh đó đều đoán bao giờ thì quán này đóng cửa đây tối nay quán ba cho mở nhạc nhẹ trong quán lác đác vài người khách ngồi dưới ánh đèn mờ thưởng thức những ly rượu tay có giá cắt cổ và nếu là khách nam thì ánh mắt anh ta sẽ như có như không, liếc sang vị trí bên trái bàn phi tiêu. Vút! Một mũi phi tiêu được ném ra, trúng vào vùng chính điểm của bia. Người ném phi tiêu là một cô gái trẻ, cô để tóc ngắn vào vận bộ váy công sở. Cô rất đẹp, đẹp đến mức nếu cô đi trên đường, thì kể cả đám tuyên truyền viên của các thẩm mỹ viện, nhưng người tôn thợ câu. Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn. Cũng không dám tiến đến phát tờ rơi cho cô chỉ cần là người hơi chút chú ý đến tin tức trong thành phố thì đều sẽ nhận ra cô cô là ngôi sao mới nổi của giới tư pháp nổi tiếng từ vụ án gần đây nhất là người mà giới truyền thông dự đoán sẽ trở thành nữ kiểm sát trưởng trẻ nhất từ trước đến nay cô vừa từ nước ngoài về và cô chính là tiêu thiển thiển các nhân viên phục vụ ở quầy rượu của quán bar thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô một cách căng thẳng bởi vì hai hôm trước cũng chính người đẹp này đã dẫn một đám người đến kiểm tra đột xuất nơi đây tuy rằng hôm đó đám người nọ không điều tra ra cái gì nhưng bọn họ có phải nhân viên mới đi làm buổi đầu tiên đâu mà không biết có quán bar nào là không dính líu tới mấy hoạt động bất hợp pháp chứ chỉ xem dính nhiều hay dính ít mà thôi xem tình hình thì có vẻ người đẹp này định lập chiến công bằng cách xử lý nơi này ai à da bây giờ họ chỉ mong sao sếp lớn ông chủ giấu mặt của họ có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nếu không họ đành phải đi nơi khác tìm việc vậy. Phật Chiếc phi đao được ném ra với lực cực mạnh, cắm sâu vào hồng tâm. Tuy biên ngắm không nhẹ chút nào nhưng cũng phải trung lên. Tiêu thiển thiển cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ, lướt qua má trái cô. Cô dừng mọi động tác lại, đôi mắt đẹp của cô như sáng lên một quần sáng không tên. Nhưng chỉ trong giây lát, cô đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên. Cô đặt chiếc phi tiêu trên tay xuống khay pha lê cạnh đó rồi ung dung xoay người lại một cách tao nhã nhìn sang người đàn ông đã mấy năm cô không gặp dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua người đàn ông tuấn mỹ và xuất sắc này bước về phía cô mang theo sự tự phụ và một khí phách chỉ có ở nơi anh tiêu đại tiểu thư lâu rồi không gặp đường học chính mỉm cười dường như anh không hề nhìn ra cô đẹp đến mức nào anh chào hỏi cô như chào hỏi một người bạn của bình thường hừ công việc của đường đại thiếu gia bận quá nên tôi vẫn chưa hẹn trước được. Tiêu Thiển Thiển đang đắm mình trong dòng ký ức, chợt hồi hồn, cô cười lạnh một tiếng. Đường học chính không đáp lời mà chỉ cười, anh búng tay gọi bồi bàn. Người sau hiểu ý, đến quầy ba lấy rượu cho anh. Ồ, ra quán này là của anh ư. Tiêu Thiển Thiển nhướng mày. Sao không bảo sớm, lần trước mặt vu phi dẫn tôi đến, tôi còn thấy chỗ này khả nghi. Sau đó tôi có kiểm tra đột xuất chỗ này. Không sao, biết ngay là thằng ranh mạc vu phi dẫn cô ta đến mà nếu cô rỗi thế thì tôi sẽ dặn họ phối hợp điều tra với cô anh cúi đầu chăm một điếu thuốc Cô hiểu ghét mùi thuốc nên thỉnh thoảng anh mới hút một điếu bất ngờ thay hóa ra khói thuốc và men say vẫn có thể gợi dậy trong anh chút chút hoài niệm một điếu thuốc dài và mảnh ghé vào xin lửa từ đầu điếu thuốc của anh trong chốc lát trong những làn khói khuôn mặt của một đôi trai túng tú gái xinh đẹp kề sát vào nhau bầu không khí mờ ám tràn ngập nơi đây. Quả nhiên là có quan hệ mờ ám với ngoạn gia. Đám khách lườm bóng lưng cực kỳ cân đối nọ, với ánh mắt quán giận. Cả có thể không xuất hiện được không? Một đám khói trắng mang theo mùi bạc hà, bay ra từ đôi môi đỏ thắm. Tiêu thiển thiển liêm diêm mắt, hưởng thụ sự gần gũi sau thời gian dài xa cách. Ấy thế mà đã 10 năm trôi qua. Con ngươi của đường học chính rủ xuống, nhìn cô gái đẹp trước mặt. Kỳ thật, Mạc Vô Phi nói không sai chút nào. Giờ đây khi đã không còn sự vụng dại ngày xưa, từ cô toát lên sự gợi cảm của một người đàn bà, sự gợi cảm dụ dỗ người ta phạm tội. Nhưng có vẻ như tính cách cô vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Chẳng rồi à. Cô nhướng mắt với anh qua làn khói, nửa như cười, nửa như không cười. Cô khách sáo rồi. Bình thường thì anh chẳng thèm để bụng chút chuyện ngoài dự liệu này đâu, nhưng không hiểu sao lần này anh lại rất là bực mình. Chẳng lẽ cái người ta gọi là dục vọng không được thỏa mãn chính là đây? Đáng đời. Tiêu Thiển Thiển vừa ngậm thuốc vừa nở nụ cười tươi trói. Nếu vẫn không tìm được anh, thì tôi sẽ xới tung chỗ này lên. Đường học chính ung dung liếc cô một cái. Cứ tự nhiên. Anh đừng tưởng tôi không dám, tôi sẽ mang khẩu đáp liêu 58 đến. Bắn một trái pháo cho nơi này nổ tung luôn. Ha 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 ra cái người đàn bà phách lối này vẫn cứ mở miệng ra là đạn với pháo. Đường đại thiếu gia buồn cười quá nên bật cười. Cô vẫn muốn làm nữ tướng quân à. Câu nói hùng hồn khi còn niên thiếu, như vang lên bên tai. Cuối cùng tiêu thiển thiển cũng thôi không vạch lá tìm sâu nữa. Nhớ đến chuyện mình từng giống giạt thầy thốt trước mặt mọi người trong khu. Ánh mắt cô cũng trở nên dịu dàng. Đương nhiên rồi, bà nội vĩnh viễn là mục tiêu của tôi. Bồi bàn mang lên cho họ hai ly gin đá. Thật là đúng dịp, hai người cũng ly rồi một hơi uống cạn. Chỉ trong chớp mắt, những hồi ức chung đã kéo gần khoảng cách sinh ra, do sự xa cách lâu ngày giữa hai người. Đường học chính dẫn cô lên phòng nghỉ ở lầu 2, tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Hai người hàng huyên không ít chuyện trời nam đất bắc, chuyện trò đến là vui vẻ. Xem ra chuyện nhà lão Kim, chắc chắn có dính líu đến anh rồi. Tiêu thiển thiển lắc ly rượu đỏ trong tay, đi thẳng vào vấn đề một cách đột ngột. Đường Học Chính cười bảo: "Tôi vừa về đến, tôi nghe cô nói mới biết có vụ này đấy chứ." "Được rồi." Tiêu Thiển thiển vắt hai chân vào nhau và dựa lưng vào sofa một cách tào nhã. "Nếu tôi đã nhúng tay vào thì tôi sẽ chơi đến cùng với các anh, nhưng mà." Đôi môi đỏ của cô cong lên, cô liếc anh, nửa như cười, nửa như không cười. "Anh hy vọng tôi ở đội đỏ hay là đội xanh nào?" tự do lựa chọn, xã hội dân chủ mà. Đường học chính trả lời cô. Nhưng nếu đã đứng trong hàng ngũ của đảng, thì nên chọn màu của đảng cho may mắn. Nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tôi cũng nghĩ vậy. Hàm răng cô cắn lên quả anh đào, dùng để trang trí ly rượu. Lưỡi cô tách thịt quả và hạt ra. Nuốt phần thịt quả chua chua, ngọt ngọt. Cô liếm khóe môi còn vương nước hoa quả. Vừa ngậm hạt anh đào vừa nói. Trước kia tôi không chơi được trò này, bây giờ thử xem sao. đừng học chính khoác một tay lên thành sofa, nhấp một ngụm rượu tinh chế, và nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Một lát sau, tiêu thiển thiển đẩy lửa ra trước, nhã hộp anh đào trơn bóng ra. Cô như trẻ con vui vì chơi được trò chơi nào đó, cười, bảo với anh. Nhìn này bây giờ, tôi cũng đã thu phục được nó rồi nè. Chất cồn gọi về những ký ức xa xăm. Thời niên thiếu dại khờ, hai người từng vì bốc đồng mà cùng nhau chơi một trò chơi ấu trĩ. Lần đầu tiên nếm thử trái cấm, họ từng say mê trò chơi đó. Giấu những người khác đi mua một căn hộ nhỏ, rồi suốt ngày ở lì trong đó không ra. Đường học chính hiếp mắt lại, anh thấy cơ thể mình có hơi nóng lên. Cơ thể đã kiên chuyện ấy một thời gian dài của anh, theo bản năng đã xuất hiện phản ứng. Anh khẽ rủ một tiếng, đứng dậy và lên tiếng đuổi khách. Muộn rồi để tôi cho người đưa cô về nụ cười của tiêu thiển thiển dần phai nhạt. Cô còn đang hớn hở vì có thể làm hạt anh đào biến mất. Sao thế, anh còn những hoạt động khác à? Ờ. Nếu việc nghĩ cách xem để đòi những tổn thất từ cơ thể phù hiểu cũng được coi là một hoạt động. Hồ nước thu trong đôi mắt cô như lăn tăng gần sống. Tiêu thiển thiển không ngờ rằng anh lại phản ứng lại theo cách này. Nhưng cô cũng chỉ như vậy trong chớp mắt thôi vì ngay sau đó cô đã đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên cũng được, hôm khác chúng ta tiếp tục tán gẫu. Cô bước đến gần anh, cuối mình hôn lên hai bên má anh, và đôi môi đẹp thủ thỉ với anh. Chúc anh có một giấc mơ đẹp. Cô cũng vậy. Đường học chính không thể ngờ rằng. Có một ngày, anh bỗng giữ thân như ngọc vì một người con gái. Có một người đàn bà đẹp ngay trong tầm tay anh, mà anh không thèm động đến. Nhìn thân hình yếu điệu, thước tha của cô xa dần. Lạ thay, anh không chút hối hận vì cơ thể có hơi nóng lên do bị người ta kích thích, nên đường học chính cởi quần áo ra, rồi vào tắm nước lạnh. Khi này trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc tương lai sẽ bắt Phù Hiểu bồi thường. Ở một thị trấn nhỏ cách đó rất xa, Phù Hiểu bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Hồi hồn sau những khoảnh khắc đắm mình trong dòng suy tư, ngay lập tức cô nghĩ đến bạn trai mới nhận chức của mình. Cô ngó đồng hồ trên màn hình laptop giờ này, chắc anh ấy đã đến nơi rồi nhỉ? mình có nên gọi điện thoại quan tâm anh ấy chút chút không? Phù hiểu luôn cho rằng không có tin gì chính là một tin tốt. Bình thường bạn bè cô mà có đi đâu xa, cô cũng sẽ không hỏi họ đã đến nơi an toàn chưa. Bây giờ đột nhiên cô muốn xác nhận anh đang bình an. Thì việc này chỉ là cái cớ của cô mà thôi. Cô muốn được nghe giọng nói của đường học chính, thậm chí còn muốn được nhìn thấy bóng dáng anh. Kỳ thật, khi anh vừa rời khỏi tầm mắt cô, cô đã bắt đầu nhớ anh nhớ anh một cách khó hiểu và không vì lý do gì. Khi ngủ, trong giấc mơ cô mơ về anh. Khi ăn cơm, cô nghĩ về anh. Cô ngồi ngẩn người trước laptop cả nửa ngày trời, rồi mới phát hiện mình vẫn chưa viết thêm được chữ nào. Cuối cùng, khi quá đổi muộn phiền, cô cố ép mình tập trung vào công việc. Không dễ chút nào để cô bắt được cảm hứng viết, nhưng chỉ một cơn gió lạ thoảng qua là bóng dáng anh lại chiếm cứ suy nghĩ của cô. Phiền chết đi được, Phù Hiểu cuối cùng cũng điện thoại cho anh. Cũng nên quấy rầy anh chút chiến dĩ. Không thì chỉ có một mình cô khó chịu thôi à. Đang định đi vào phòng tắm, thì đường học chính nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nên anh quay lại xem sao. Anh nhướng mày, quả là có hơi bất ngờ thật. Cô bé này còn biết chủ động gọi cho anh cơ đấy. Càng ngày càng có tiền đồ nha. Anh cười tiếp điện thoại. Alo. Đường học chính. Đối phương có vẻ không chắc lắm, nên gọi lên một tiếng khi này cô mới phát hiện là cô đã rất hiếm khi gọi cho anh bây giờ bỗng gọi cho anh cô thấy kỳ kỳ hửm đường học chính đi đến cạnh cửa sổ sát đất phóng mắt nhìn những ngọn đèn xa xăm khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy yêu thương à thì anh đến nơi chưa cô hiểu ngồi đối diện với màn hình laptop đưa tay lên rờ rờ mũi cô thấy mình hình như đã rất thất trách mới đến Biết cô đang chột dạ, đường học chính cố nín cười, đáp lời cô bằng một câu không mặn không nhạt. Ờ. Còn phải nói gì nữa nhỉ? Phù hiểu vội vắt óc tìm tòi, suy nghĩ. Anh có mệt không? Hỏi xong thì cô vô cùng hối hận. Với sức khỏe siêu phàm của anh, thì sao mà mệt được cơ chứ? Có bay ra nước ngoài, anh cũng chả mệt nổi đâu. Cũng tạm ổn. Nhịn cười khổ sở thật đấy kẻ ho một tiếng để ngăn tiếng cười bật ra, anh trả lời cô một cách ngắn gọn. Không được, không thể đã kích sự tích cực nơi cô. Nếu không cô bấn quá, cúp điện thoại của anh thì còn gì vui nữa. Giận rồi à?" Thấy anh lạnh nhạt đáp lời mình, thì phù hiểu thấy hơi lo lo, Có e thẹn trực tiếp nhận sai. "Em không cố ý, em mãi viết quá nên quên cả thời gian." À. Khi này ẩn trong giọng nói anh mới là sự nguy hiểm chân chính. Ý của cô ngốc nọ là anh rất dễ bị người ta quên bén chứ gì càng che càng lòi mà cô hiểu không biết phải nói gì tiếp sau cứ chuyện với anh là cô lại nói toàn những câu ngớ ngẩn vậy nhưng em luôn nghĩ về anh nên mới bắt đầu viết được có một lát cô đã nhầm rồi những lời cô nói không những ngớ ngẩn mà còn càng lúc càng ngớ ngẩn hơn cô không tự chủ ứng hồng đôi má đường học chính không nhịn nổi nữa bật cười sằng sặc cái nàng ngốc này quá thật thà rồi. Không cho cười. Phù hiểu thẹn quá hóa giận. Em cướp máy đây. Được, được, anh không cười nữa, em đừng cướp. Đường học chính nhìn ảnh phản chiếu, khuôn mặt đang cười tươi rói của mình trên tấm kính thủy tinh. Thầm nghĩ, đã thương cô ấy đến vậy, sao mình không dỗ cô ấy đi cùng mình luôn chứ? Để rồi bây giờ, người chịu khổ lại chính là mình. Muốn ghi chặt lấy cô ấy, hôn mấy cái, nhưng đối tượng thì không có ở đây vợ bao giờ em đến chỗ anh thế? Anh đi đón em. Phu hiểu mém sặc. Sao đột nhiên hai người họ lại nhảy đến cái vấn đề xa lắc xa lơ thế này? Đợi bao giờ em rảnh nha? Cô cười hì hì. Đúng rồi, anh có thấy chìa khóa ở đâu không? Em định ra ngoài mới phát hiện là không thấy chìa khóa đâu. Thế nên cả một ngày cô không xuống lầu rồi sao? Phải chăng anh nên khen cô cực kỳ bình tĩnh đây? Đường học chính bó tay luôn làm sao anh nhớ được mấy chuyện vặt vãnh đó song thời thế tạo anh hùng chẳng phải sự chậm chạp của cô sắp kích lên loại tiềm năng đó nơi anh rồi ư anh chậm rãi nhớ lại tối qua là anh mở cửa chắc là ở trong túi áo khoác của anh hả cô hiểu có manh mối thì vội đứng dậy đi tìm nhưng vừa tiến thêm được một bước cô đã chợt nhớ ra một sự kiện nào đó sau đấy chỉ trong nháy mắt cô hóa đá Đại ca theo em nhớ thì hình như sáng nay anh mặc cái áo đó thì phải. Đang tự mình vào cửa sổ sát đất, đường học chính cũng ngẩn ra. Anh không khỏi liếc về phía chiếc áo khoác đen mà anh quăng dưới đất. Chẳng lẽ? Anh quay vào phòng cuối người nhặt chiếc áo lên vũ vũ. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên và một chùm chìa khóa nhỏ rơi xuống sàn. Ờ. Lần này thì đến lượt anh chột dạ. Đường học chính. Phù hiểu gọi tên anh, giọng lạnh te. Ừ. Đường học chính không người xuống, nhặt chùm chìa khóa lên. Nhìn nhóc búp bê trên móc treo chìa khóa, anh mỉm cười lắc đầu. Anh mà cũng phạm loại sai lầm này cơ đấy. Trong nhà sắp hết thức ăn rồi. Ngày mai mà còn không để cô ra ngoài thì, anh muốn bỏ đói cô đấy hử. Em cứ yên tâm, em ngủ một giấc dậy, là chìa khóa về đến nhà liền. Đường học chính cười khẽ một tiếng, sao anh nở để cô bị đói chứ? Anh lừa trẻ con đấy hử dịch vụ chuyển phát nhanh cũng đâu nhanh vậy chứ. Anh hại em phải thay khóa rồi nè. Cô bất mãn trách cứ. Không cần thay đâu, muộn nhất là trưa mai chìa khóa sẽ về đến. Em đừng tắt máy nhé. Đừng học chính cam đoan với cô. Anh là anh không yên tâm cái đám thợ sửa khóa. Cô vốn dễ tin người, nếu gặp phải tên thợ sửa khóa có ý đồ xấu, rồi gã lại phát hiện cô sống một mình. Cô mà gặp phải nguy hiểm gì thì anh cưới ai? nhưng quả thật cô sống một mình như bây giờ, có hơi không an toàn. Thật không? Phù hiểu nửa tin nửa ngờ. Thật đó. Đường học chính mềm giọng dỗ dành. Cứ tin anh đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi. Mai lúc nào đồ về đến anh sẽ gọi cho em, em đừng mở cửa cho người lạ. Càng nghĩ càng thấy lo, anh phải mau mau đón cô lên Bắc Kinh cho yên tâm mới được giữa trưa hôm sau chiếc di động đặt ở đầu giường quả thật tréo chuông phù hiểu cựa mình thức giấc alo cục cưng bé bỏng dậy đi thôi chìa khóa của em về đến cửa nhà em rồi kìa nghe vậy phù hiểu vội khoác thêm áo ngoài xỏ dép rồi chạy ra nhà ngoài sau khi mở cửa nhà cô thấy một chàng thanh niên đội mũ và mặc trang phục của nhân viên chuyển phát nhanh chàng thanh niên cười đưa cho cô một chiếc hộp phù tiểu thư đây là bưu kiện của cô mời cô ký nhận cho cô hiểu tròn mắt nhận hàng xong cô không khỏi khen ngợi anh là nhân viên của công ty chuyển phát nào thế nhanh thật đấy hồi trước mỗi lần dương mật gửi đồ cho cô có nhanh cũng phải ba ngày lận chàng thanh niên cười ngốc bảo công ty chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân ở bắc kinh thường thì phí dịch vụ của công ty tôi cao hơn các công ty chuyển phát nhanh khác anh đọc lầu lào, lào câu trả lời mà cấp trên dặn anh nói ra anh nghĩ chả biết trong hộp là cái thứ cơ mật gì mà có thể khiến đại sếp cử mình bay chuyến bay đêm đến đây. Còn yêu cầu mình đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh rồi đưa bưu phẩm đến ngôi nhà bình thường này. À, vậy làm phiền anh rồi. Nếu thế thì có khi phí chuyển phát, đắt bằng phí thuê thợ bẻ khóa bẻ 100 cái khóa cũng nên. Vô hiểu có phần xấu hổ. May mà anh ta không biết trong hộp đựng cái gì, chứ không thì mất mặt quá. Không cần khách sáo vậy đâu, tôi đi đây chào cô phù tiểu thư. Sau khi chàng thanh niên nọ đi khỏi, phù hiểu ngồi xuống sofa, mở bưu kiện ra. Vừa mở ra là cô thấy chùm chìa khóa thân quen của mình liền. Hai người họ rõ là hài mà, vì một chùm chìa khóa mà đình đám vậy đấy. Cô bật cười, cầm chùm chìa khóa lên lắc lắc, thì phát hiện trên nhóc búp bê ở móc treo chìa khóa, có quấn một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Cô ngắm kỹ, đó là một chiếc dây chuyền đeo cổ mắt to bằng bạch kim mặt dây truyền hình có bốn lá được nạm đá xanh. Thứ này, không phải hàng thật đó chứ. Cô tháo chiếc dây truyền xuống. Có lẽ là anh chàng lại bày trò. Đeo quà tặng người ta lên nhóc búp bê cũng nên. Ngố quá đi mất. Cô bật cười, định lấy điện thoại ra gọi. Trêu anh chàng mấy câu, thì chợt phát hiện trong bưu kiện vẫn còn sót đồ. Thế nhưng lại là một chiếc thẻ tín dụng. Thẻ có màu đen, trông sang trọng mà vẫn nhã nhặn. Cô đánh vòng phiên âm tên chủ thẻ, thì thấy trùng vần với tên cô rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy khi cô còn đang do dự thì đường học chính đã gọi đến em nhận được đồ rồi hả vâng nhìn chăm chăm vào hai món đồ không phải của mình sau thoáng do dự phù hiểu hỏi đường học chính có phải anh lại đánh rơi cái gì rồi không không hớn hở như những người đàn bà khác thì thôi sao lại có thái độ này vậy đường học chính phát hiện cô bé nhà mình quả thật còn rất nhiều điểm khác biệt chờ anh khám phá. Anh cười khổ. Quà tặng em để tạ tội đó, anh sợ em lén mắng anh. Hả? Tặng cô ư? Hình như nó là bạch kim thì phải. Đá nạm trên mặt dây chuyền cũng là đồ thật phải không? Chỉ một chiếc dây chuyền này, nói theo cách của cô Dương thì cũng đủ để mua một chiếc ô tô rồi. Tuy chiếc dây chuyền đó là anh chọn đại vì thời gian quá gấp, nhưng cô cũng đừng nghi ngờ anh tặng vòng cổ giả cho người phụ nữ của mình chứ rốt cục trong suy nghĩ của cô anh nghèo đến mức nào à xin lỗi em không có ý gì đâu chỉ thuận miệng hỏi thế thôi phù hiểu lại bấn rồi ý của em là món quà này quý quá em không thể nhận em không thích sao đừng học chính câu mày trước kia những người đàn bà khác có thích trang sức gì thì anh cũng chỉ ném thẻ cho họ tự đi mua thôi tối qua thấy đóng vòng vèo nhẫn giết trên người tiêu thiển thiển anh mới phát giác cô quá mộc mạc mặc dù anh thì anh thấy cô như vậy đã tuyệt lắm rồi anh nghĩ phụ nữ chắc ai cũng thích đeo đồ trang sức thế là anh kêu người ta cầm đỡ một món trang sức đến cho anh định để cô đeo tạm rồi hôm nào cô lên bắc kinh anh sẽ đưa cô đi mua trang sức cô thích sau không phải thế cô hiểu thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong lòng cô nhìn chăm chăm mặt dây truyền hình cỏ bốn lá lấp lánh mà không biết nên nói sao cho anh hiểu ý mình. Chỉ là... Đầu dây bên kia có người gọi. Đừng thiếu. Đừng học chính đáp lời người nọ. Rồi bảo với cô. Em thấy chiếc thẻ chưa? Em cất nó đi. Muốn mua gì cứ quẹt thẻ đó là được. Không phải lo đắt trẻ gì cả. Anh có chút việc cần xử lý. Anh cúp máy trước đây. Thứ này? Hả? Không biết vì cái gì mà cô cứ thấy tấm tức trong lòng. Xong thấy anh bảo anh có việc thì cô quyết định để lần khác nói. Bye bye. Một thời gian sau vụ hiểu lầm trên, tình cảm của hai người ngày càng thấm thiết, nhờ những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn. Vụ hiểu trăn trở lắm, vì anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc của cô. Vốn khi viết, cô luôn từ chối tất cả những sự quấy nhiễu từ môi trường xung quanh. Nhưng bây giờ cô lại không đỡ để di động sang chỗ khác, vì sợ để nhỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Cô từng vì chuyện này mà trách anh, song sự trách cứ của cô chỉ rước lấy những tiếng cười sung sướng của anh. Thế thì em đừng viết nữa, anh đuôi em. Không được, không có việc gì làm sẽ nhàm chán lắm. Đường học chính đã quen với việc, cô luôn phản ứng lại anh một cách không lãng mạn chút nào rồi. Anh không trông mong gì, nên cũng chẳng thất vọng chi. Dây chuyền đeo lên có đẹp không? Phù hiểu vô thức, liếc chiếc hộp trên bàn trang điểm một cái. À. Ờ. Cô ẩm mưa đáp lời mường tượng ra hình ảnh chiếc dây chuyền anh tặng trên chiếc cổ trắng gần của cô mắt anh như cháy lên ngọn lửa bao giờ thì em cho anh ngắm vâng được rồi tối nay em bật webcam cho anh ngắm câu nói của cô tạo một cú quá hoàn hảo những hình ảnh tưởng tượng trong đầu anh tăng biến chỉ trong chớp mắt đường học chính một lần nữa hoài nghi cô ấy viết tiểu thuyết dành cho nữ thật à đúng là hiếm có khó tìm nha cứ nghĩ đến chuyện này là anh lại phá ra cười. Nghĩ mà xem. Đám phụ nữ xung quanh anh ai cũng nhanh nhạy. Mà bạn gái chính quy của anh thì chậm chạp trong vụ tình cảm thôi rồi. Phù hiểu không rõ đầu cua tai nheo ra làm sao. Cô đâu có kể chuyện cười chứ. Anh cười nắc nẻ thế làm gì. Thế là tối nay anh không lên chắc webcam được à. Vấn đề xuất hiện ở câu cuối cùng nên cô hốt thuốc theo bệnh. Không phải, lâu lắm rồi không được trông thấy em, anh nhớ. Đường học chính đang ngồi một mình với chiếc laptop. Ánh vào mắt anh là những số liệu, biểu đồ xanh xanh đỏ đỏ, mà trong đầu anh lại hiện rõ khuôn mặt tươi cười của Phù Hiểu. Cô thấy mặt mình nóng nóng. Cô vẫn đang trong giai đoạn làm quen dần với những câu tán tỉnh thẳng thắn của anh. Khoảng hơn 4 giờ chiều, chuông cửa nhà Phù Hiểu lại vang lên. Vì trước đó cô không nhận được điện thoại của ai cả, nên thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Là ai vậy? Sau khi mở cửa, cô còn thấy khó hiểu hơn. Bởi vì người đến thế nhưng lại là chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ, đã chuyển chìa khóa đến cho cô lần trước. Phù tiểu thư, đây là bưu kiện của cô, mời cô ký nhận cho. Tôi không sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, có phải anh nhầm địa chỉ rồi không? Làm sao mà nhầm được, khách hàng của anh chỉ có một người thôi. Chàng thanh niên đỡ nụ cười xã giao đúng chuẩn. Không nhầm đâu ạ, à, phù tiểu thư, đây là đồ đường tiên sinh mua cho cô. Hả? Là cái gì đây nhỉ? để người ta chờ lâu thì cũng ngại, nên cô đón lấy hộp bưu kiện không nhẹ chút nào nọ. Ký nhận rồi cười tiễn nhân viên chuyển phát nhanh rời đi. Trước khi đi, chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ nọ, còn nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô. Quay vào nhà, cô xé giấy gói ra. Trong bưu kiện là một chiếc laptop đỏ, kiểu dáng rất nữ tính. Nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Anh ấy định làm cái gì vậy? Phù hiểu điện thoại cho anh. Alo anh mua laptop gửi đến chỗ em làm gì thế? Lúc này đường học chính đang ngồi trong phòng hiệu trưởng trường quân đội. Sau khi nhận được điện thoại của cô, anh khẽ gật đầu với mấy vị thủ trưởng quân hàm thiếu tướng, rồi đi ra ngoài cửa tiếp điện thoại. Một vị sĩ quan lớn hơn anh khoảng 10 tuổi, lại ở cùng khu với anh, tò mò hỏi. Ông cụ đường bảo thế thật à? Ngồi ở ghế chủ tịch, thầy hiệu trưởng rầu rĩ. Lão thủ trưởng bảo không được có ngoại lệ nhưng nửa năm rồi tất cả các sự kiện yêu cầu sinh viên phải có mặt học chính đều không tham dự hôm nay cậu ấy đến đây thế này rất nhiều binh sĩ có ý kiến bảo tôi thiên vị cậu ấy Hừ, thấy nên chỗ này của ông mới là trường học toàn máy nhóc tân binh sao học chính nó thích chỗ này của ông cho nổi một vị sư trưởng khác ghen tức dạo trước học chính bảo muốn nghỉ ngơi lấy sức một thời gian ông nhận được tin muộn hơn lão ta nên cậu chàng đã bị lão ta kéo về trường ông tiếc đứt ruột lão lý bên ông đông nhân tài lắm rồi đừng tranh với người khác nữa ông thì biết cái quái gì mới mấy hôm trước thôi mấy thằng tranh cấp dưới của tôi đi làm nhiệm vụ với học chính khi về chúng nó đòi làm phản đòi đi theo học chính luôn ai bảo ông cụ đường dạy cậu chàng giỏi vậy chứ tuổi trẻ đã đủ tư cách trở thành binh vương lòng dũng cảm thể lực và mưu lược đầy đủ vũ khí tân tiến mấy cũng chỉ cần liếc qua là dùng thành thạo những thiên tài quân sự như cậu chàng là tương lai của bọn ông đó ha 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 lão lý xem ra ông không đủ sức hấp dẫn rồi ông đủ chưa ông giúp tôi cướp học chính về đi ê ê đừng có châm chỉa của người khác vậy chứ thầy hiệu trưởng vội xen vào mọi người cùng phá ra cười lại nói đến đường học chính khi này anh đã ra khỏi phòng anh dựa người vào tường cười hỏi nhận được rồi chứ em nhận được rồi sao anh lại gửi laptop đến chỗ em thế phù hiểu hỏi không phải vì cái láp kia cũ nên em mới không thích không chịu nhận ư anh mua cái mới cho em rồi đó anh đùa anh ấy nghĩ vậy ư một cơn giận không tên bỗng dâng trào phù hiểu cướp điện thoại luôn đầu bên kia chỉ còn nghe đến tiếng túc dài khi nghe thấy những tiếng túc dài báo hiệu đầu bên kia đã cướp máy đường học chính vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao anh nhìn di động thì thấy máy hiển thị màn hình chính. Anh gọi lại cho cô, lại nhận được thông báo đối phương đã tắt máy. Hết pin rồi à? Anh thoáng cau mày. Tối nay đường học chính bị gọi về nhà tổ ở trên núi. Ông cụ đón đầu anh, hỏi. Nghe nói anh không chịu kết nạp thần duệ làm hội viên quán ba của anh. Đồng chí đường học chính, anh như thế là không được đâu. Anh làm thế sẽ gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong nội bộ. Đường học chính nhìn ông cụ quắc thước, râu tóc bạc phơ trong chiếc áo tôn trung sơn lâu rồi không gặp ông cụ vẫn tinh thần gớm ông ngoại con nói cho nội ạ à. hừ còn ai khác ngoài gã tư bản đó chứ ông cụ đường khẽ hừ yên như trẻ con đang giỏi ai đó vậy đường học chính kẻ lắc đầu bước vào phòng khách bức tường đối diện cửa vào phòng khách treo một bức tranh chữ nổi tiếng cạnh bức tranh là bàn thờ phật ở giữa căn phòng là một chiếc sập gỗ lớn trên sập là chiếc bàn trà bằng gỗ lê, trên bàn trà có bày một bộ trà cụ. Anh tháo giày, ngồi lên sập, đưa tay nhấc siêu nước nóng, rót vào ấm trà gớm một cách thành thạo. Thẳng nhảy kia, đừng im thích thế, cho nội đáp án chính xác đi nào. Ông cụ đường cũng ngồi lên sập, không chịu tha anh khi chưa nhận được câu trả lời. Chẳng phải ông ngoại chỉ đùa nội thôi ư. Anh rót một chén trà nóng cho ông cụ. Nào, con mời nội uống trà đường phu nhân trong chiếc váy đi chơi thanh lịch xuống lầu. Nghe tin ông con trai độc nhất về nhà, bà vội vàng đi ra phòng khách. Thấy anh chàng ngồi uống trà với ông nội ở phòng khách, bà cười trách. Anh còn biết về nhà cơ đấy. Đường phu nhân cũng ở nhà cơ ạ. À? Đường học chính ngạc nhiên lắm. Đường phu nhân ngồi lên sập, bực bội lườm anh chàng một cái. Đại thiếu gia, ngài cứ biệt tâm biệt tích hoài, nên mẹ ngài đành về đây mà ngóng ngài mau mau về nhà cho con sợ quá sợ quá anh cười một cách lưu manh rồi rót một chén trà đưa cho mẹ đường phu nhân đón lấy dạo vừa rồi anh đi đâu hả đúng anh khai thật ra cho nội trường học báo với nội là anh lâu lắm rồi anh không đến trường anh làm thế chẳng phải là vi phạm kỷ luật rồi ư ông cụ cũng hùa theo chuyện riêng của con chẳng có gì để nói cả đường học chính uống cạn chén trà lãng sang chuyện khác sao lại là đại hồng bào thế? Trà Long tỉnh hết rồi ạ. À. Thằng tranh này, càng ngày càng lắm mấy chuyện thần thần bí bí nha. Ông cụ đường không hài lòng với câu trả lời của anh chàng, nhưng chẳng làm gì được. Nếu anh chàng đã không muốn nói, thì đừng ai mơ tưởng viễn vông là moi được tin gì từ miệng anh chàng. Hiển nhiên là đường phu nhân, cũng rõ mười mươi tính ông con. Bà nhấp một ngụm trà với phong thái tào nhã, lịch thiệp và không hỏi thêm nữa đường phu nhân tự dưng con thèm món ngọc bích ngưu cân mẹ nấu quá, mẹ làm cho con ăn đi. Đường học chính chợt nhớ ra. Bà Hàng Ngọc Tố trước khi lấy chồng là tiểu thư nhà họ Hàng, sau khi lấy chồng là đường phu nhân. Lần đầu tiên bà vào bếp không phải vì chồng mà vì ông con trai quý báu mà bà mất 10 tháng mang nặng đẻ đau. Bà sẵn giọng. Cứ về đến nhà là lại thế, chỉ giỏi hành mẹ anh thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ quý bà nào đó vẫn vội vội vàng vàng đi vào bếp, xem có đủ nguyên liệu nấu món nọ hay chưa. Đợi bà Hàng Ngọc Tố đi khuất, đường học chính hoác người giúp việc, bảo người nọ lấy laptop cho anh. Ông cụ, con có cô này muốn giới thiệu với nội, nhất định nội sẽ thích. Nghe vậy, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng ông cụ đường ngạc nhiên lắm. Thằng tranh này, thế nhưng chủ động giới thiệu bạn gái với cụ cơ đấy. Xem ra con bé hiện tại rất có sức hấp dẫn. Chỉ có điều, thằng cháu cụ toàn quen với mấy cô nàng phấn son lòe loẹ loẹt, mà mấy cô đó thì cụ chẳng ngưng cô nào. Hừ, lão chỉ là ông già quê mùa, bạn anh thấy lại ghét cho mà xem. Yên tâm có khi cô ấy còn quý nội hơn con ý. Cô bé nhà anh rất chi là kính người già, yêu trẻ nhỏ mà. Hả? Lời này của anh quả thật đã gợi lên trí tò mò nơi ông cụ. Cô bé nhà ai mà thằng cháu trai cụ để ý thế nhỉ? nếu thật là một cô gái tốt thì biết đâu sinh thời, cụ còn được bế chắc. Trong lòng vẫn băng khoăn vụ cô đột nhiên tắt máy lúc chiều. Đường học chính mở cửa sổ chắc web cam ra, thấy ai canh của cô sáng đèn thì gửi đề nghị xem web cam cho cô luôn. Đề nghị gửi đi được một giây, hai giây, thì bỗng bị đối phương từ chối. Ê già, sao không lên hình vậy? Người không hiểu lắm về khoa học kỹ thuật như ông cụ mà cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp chỉ vào góc màn hình hỏi. Đường học chính díu mày, thử lại lần nữa. Nhưng lần này anh chưa kịp gửi yêu cầu thì đã bị hệ thống từ chối. Nguyên nhân là đối phương thoát khỏi mạng rồi. Sao lại biến thành đen thua thế này? Cô ấy thoát mạng rồi. Đường học chính xịu mặt ra, tắt laptop. Anh cầm di động lên và bấm máy. Mấy giây sau, tự ống nghe truyền ra thông báo tắt máy như lần gọi trước. Ông cụ hiểu ra liền. Dẫn anh à cô bé này gây phết, cũng to gan phết. Anh cũng muốn hỏi cho rõ. Sau đang yên đang lành, cô lại cướp điện thoại của anh, đóng web cam không cho anh nhìn. Đường học chính xuống khỏi sập, đi đến góc không có ai. Gọi cho một số điện thoại khác. Ở bên đó có chuyện gì không? Tất cả đều bình thường, đừng thiếu. Có khách à? Không có ạ, à, phù tiểu thư đang ở nhà một mình. Hả? Đường học chính nhớ mày, hỏi một cách khiêm tốn thế sao cô ấy lại không nhận điện thoại của tôi thế hàm lượng khoa học của câu hỏi này cũng hơi bị quá cao đi nếu chuyện này xảy ra với một gã lâu la như anh thì bạn gái không nghe điện thoại chỉ có một lý do thôi đó là cô nàng đang giỏi nhưng anh không cho là người phụ nữ của đường thiếu có thể giống cô gái của anh giỏi anh mà giỏi đường thiếu ừm thì có lẽ là có chuyện gì đó đi xem cô ấy có chuyện gì anh chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh đã giao hàng thôi ạ à. vẻ mặt của chàng thanh niên đang nghe điện thoại trông như năng nỉ đừng thiếu em biết phải lấy cớ gì bây giờ ạ à. còn cần tôi tìm cớ cho cậu nữa hả hành vi ngoài dự kiến của phù hiểu khiến đại thiếu gia rất khó chịu trong người một lúc lâu sau chàng thanh niên khi này đã trong trang phục của nhân viên chuyển phát nhanh một lần nữa nhấn chuông cửa nhà phù hiểu cô gái trong nhà ra mở cửa với vẻ bình tĩnh song khi thấy người đến là anh, thì cô có vẻ rất là ngạc nhiên. Anh nhân viên chuyển phát đấy ư, còn chuyện gì nữa vậy? Chàng thanh niên lúng túng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, mỉm cười nói. Phù tiểu thư, rất xin lỗi vì đã quấy rầy cô, tôi lỡ để mất tờ hóa đơn có chữ ký của cô rồi, phiền cô ký lại tờ khác giúp tôi nhé. Phù hiểu chớp chớp mắt. Vừa khéo, không cần nữa đâu, anh trả mấy đầu này về cho người gửi giúp tôi đi. Anh đâu có đến đây, để làm gay gắt thêm mâu thuẫn chứ. Chàng thanh niên đã vả mồ hôi lạnh đầy trán nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười xả giao, nói. Phù tiểu thư tôi không tự quyết định vấn đề này được, đành phiền cô bàn bạc lại cho ổn thỏa với người gửi, rồi hãy trả hàng vậy, nếu không chúng tôi sẽ không có thẩm quyền xử lý. Thế thì, phù hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Vậy tôi không trả hàng nữa. Đúng, đúng, không thể trả hàng được. Coi như là tôi gửi bưu kiện khác cho anh ấy vậy chuyện anh viết hóa đơn giùm tôi tiểu thư à ngày thai cho tiểu nhân đi có được không nụ cười của chàng thanh niên cứng lại trên mặt anh chờ tôi một lát để tôi đi đóng gói tiện thể gói luôn thẻ tín dụng và dây chuyền để gửi trả phù tiểu thư chàng thanh niên chuyển phát nhanh vội gọi cô lại cô biết rồi đó chúng tôi là công ty tư nhân nếu để khách hàng của chúng tôi cho rằng hàng bị trả về do lỗi từ phía chúng tôi thì khách hàng nhất định sẽ rất tức giận vậy nên phiền cô nói chuyện với đường tiên sinh trước nhé anh nhanh nhẹn bấm máy gọi cho đường học chính sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy anh lập tức bảo với đối phương đường tiên sinh phù tiểu thư muốn nói chuyện với ngài tôi không xin cô đó chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ làm động tác nặng nề phù hiểu cũng hết cách đành nhận lấy chiếc điện thoại một cách không tình nguyện alo cục cưng bé bỏng có chuyện gì vậy em Đường học chính dịu dàng hỏi, anh vừa đi lên lầu và vào trong phòng mình. Không hiểu sao mà nghe được giọng cô, anh như thở vào nhẹ nhõm. Không có gì. cô hiểu liếc nhân viên chuyển phát nhanh một cái, anh chàng nọ rất tâm lý tránh đi, để hai người họ có không gian riêng mà trò chuyện. Sao điện thoại của em lại tắt máy thế? Không muốn nhận cuộc gọi của anh, nên tắt máy. cô hiểu rầu rĩ đáp. Tình hình là bất tri bất giác anh bị người ta ghét bỏ sao em lại không muốn tiếp điện thoại của anh? Hai người họ đâu có cãi nhau chứ. Thiền. Phù hiểu đáp rất xúc tích. Đường học chính trúng động. Từ ngày mở mắt chào đời đến nay, anh chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. Sao tự dưng anh lại bị phụ nữ ghét bỏ thế này? Hồi tưởng lại lịch sử huy hoàng của mình, trong hai mươi mấy năm qua, anh còn tưởng là phụ nữ, sẽ không bao giờ nói từ đó với anh cơ. Đường học chính không nói gì, nên phù hiểu lại càng buồn hơn. Cô cắn môi dưới, nói. Tóm lại, em sẽ trả hết mấy đồ đó cho anh, chúng quá đắt, em không nhận nổi. Cô không cần đồ anh đưa. Đường học chính phụng phiệu. Không thích hả? Không thích thì em cứ để đó, em nói với anh em thích loại nào đi, để anh mua cho em. Đường học chính. Anh coi tôi là loại người gì hả? Phù hiểu nổi giận. Tôi không cần mấy thứ đồ đó của anh. Thế thì cô ấy muốn đồ của thằng nào? Đường học chính cũng bực tức. Anh không ngờ lần đầu tiên trong đời, mình mất công tặng đồ cho một cô gái, lại đổi lấy kết cục này. Có giỏi thì em cứ không cần đi. Anh. Phù hiểu mím chặt môi. Có phải anh ấy cho là cô nên cảm động rớt nước mắt không? Tôi thà dùng cái laptop rách của tôi, còn hơn vì mấy vật ngoài thân mà lúc nào cũng có cảm giác mình bị người ta bao. Dứt lời cô cúp máy luôn, tiếng tút lại vang lên. Gì? Chẳng phải cô nàng này không phải nàng kiều, mà đừng thiếu dấu trong lầu vàng ư. Nhân viên chuyển phát nhanh, người đang núp dưới gầm cầu thang nghe trộm ngạc nhiên. Lại còn cúp điện thoại của anh cơ đấy. Đừng học chính khó mà tin đổi vào tay mình, cô ấy vừa nói cái gì cơ. Bao cô ấy? Nói luyên thuyên gì vậy? Anh suy một tiếng rồi gọi lại. Phù hiểu cố nặng ra một nụ cười, rồi đưa điện thoại cho chàng thanh niên. Thoáng liếc chiếc di động đang rung bần bật trong tay, khuôn mặt cô xỉu xuống. Cô nhấn nút từ chối, rồi mới trả điện thoại cho chủ nhân của nó. Ê già, phải làm thế nào bây giờ? Chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ, đón lấy chiếc điện thoại nóng phỏng tay nọ. Khi anh đang nghĩ xem có nên gọi lại cho sếp không, thì sếp anh đã gọi lại rồi. Alo, đường, tiên sinh ạ. À? Anh vội bắt máy. Đưa điện thoại cho cô ấy nghe đối phương rất ngắn gọn, xúc tích trong dùng từ. Vâng. Thế là chàng thanh niên vì không cẩn thận mà lỡ tham gia vào chuyện gia đình của sếp, thầm than khổ. Rồi tiếp tục khổ nhục kế, quay sang làm vẻ mặt năn nỉ với phù hiểu. Phù hiểu ấy ngáy. Xin lỗi anh, tôi không nghe đâu, anh cúp máy đi. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau. Để một người lạ phải khó xử vì bọn họ thì bất lịch sự với người ta quá. Bảo cô ấy gọi ngay lập tức lại một mệnh lệnh nữa. Phù tiểu thư vậy cô nhớ gọi sớm vào nhé. Chàng thanh niên với khuôn mặt nhăn như khỉ, tường thuộc lại ý của anh. Ừm, được rồi. Tốt. Đầu dây bên kia cúp máy rồi. Cuối cùng chàng thanh niên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh cũng rất muốn hóng chút tin tức giải trí, nhưng giữ gìn mạng sống vẫn quan trọng hơn. Nhỡ đâu hai người họ cãi cọ nhau, rồi sếp của anh cảm thấy là anh đã nghe được những chuyện không nên nghe vậy chẳng phải anh xong đời rồi ư vì anh chàng nọ nặng đi quá nên khi quay vào nhà phù hiểu cầm chiếc di động màu đen của mình lên do giữ trong chốc lát rồi gọi cho anh luôn cô sợ để anh chờ lâu anh hứng lên lại gọi cho nhân viên chuyển phát nhanh nọ để người ta phải quay lại vậy thì mất mặt quá thôi bỏ đi bây giờ nói rõ ràng với nhau cũng tốt cứ giáp dẫn mập mờ thế này cô cũng thấy khó chịu chuông điện thoại mới réo có một tiếng đã có người bắt máy Cô miếm môi lên tiếng, dù không quá tình nguyện. Alo. Đầu dây bên kia lớn tiếng chất vấn. Vừa nãy em nói gì cơ? Anh không nghe rõ sao? Phù hiểu không muốn nhắc lại những lời đó chút nào. Đường học chính cố hít sâu mấy hơi. Anh thấy vụ này hơi là bị vớ vẩn. Sao em lại có những suy nghĩ kiểu đó? Anh tưởng em muốn nghĩ vậy lắm hả? Chiếc xe dưới nhà anh bảo là đứng tên em. Bảo anh trả có cái chìa khóa thôi, anh cũng phải tặng kèm sợi dây chuyền. Đúng rồi, còn đính kèm một chiếc thẻ đen nữa chứ. Lần này thì anh đưa em một chiếc laptop, lý do là anh cho rằng em không thích chiếc laptop kia của anh vì nó cũ. Lần sau, có phải anh định tặng một căn hộ cho em luôn không? Quả là anh định thế thật, hơn nữa anh còn đang tiến hành rồi cơ. Chẳng phải căn hộ đó của cô, không quá an toàn ư. Đường học chính thầm phản bác, nhưng anh bắt đầu ý thức được độ nguy hiểm của vấn đề. Lẽ nào những hành động của anh Khiến cô hiểu lầm là anh muốn bao cô. Phù hiểu, vợ à, đừng giận nữa. Cân tức của anh lập tức bay sạch. Anh mềm giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia. Anh không có ý đó đâu. Phù hiểu cắn môi dưới, không muốn nói gì thêm. Đường học chính kiên nhẫn giải thích. Một người đàn ông mua đồ cho người phụ nữ của mình chẳng phải chuyện đương nhiên ư. Em là người phụ nữ của anh. Anh luôn muốn đặt vào tay em tất cả những thứ đồ tốt nhất trên thế giới này. Trước kia, những người đàn bà khác, chỉ cần anh đưa thẻ cho tự đi mua sắm là đã hớn hở lắm rồi. Anh nghĩ chắc anh bị thái độ đó họ làm hư rồi. Nên quên là vợ anh không giống những người đàn bà khác. Lời dỗ dành mang theo sự yêu chiều, truyền vào trong tay phù hiểu. Khiến cô dao động. Lẽ nào cô chuyện bé xé ra to rồi? Không nói trước với em là lỗi của anh. Tặng quà cho em qua loa kiểu ấy cũng là lỗi của anh. Em đừng giận nữa nhé em. Tuy đây là lần đầu tiên anh dịu giọng năng nỉ con gái, nhưng đường học chính chẳng thấy không quen chút nào. Anh có dự cảm, có lẽ sẽ có rất nhiều lần đầu tiên của anh dành cho Phù Hiểu. Anh! Anh nghĩ vậy thật chứ? Phù Hiểu hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Đương nhiên, hay là em cầm theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân lên Bắc Kinh đi, chúng mình đi đăng ký luôn. Đối phương cực kỳ chắc chắn. Thế thì, ừm. Đột nhiên phát sinh tình tiết mới, lẽ nào cô đã hiểu lầm anh? Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Nếu thế thật thì cô giỏi anh, rồi cô nổi giận với anh. Không được, mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tránh được thì cứ tránh đi đã. Vậy thì, em còn có chút chuyện, em cướp máy trước nhé. Hả, lại muốn đá anh nữa à? Đá hai lần rồi, em còn chưa thấy đủ ư. Anh rất tin ý nghe ra cô đang ấy nấy. Một người không bao giờ chịu để vụt mất những cơ hội tốt là đường đại thiếu gia lập tức tấn công không không em không có ý đó hình như mình rất không biết tốt xấu chưa gì đã hai lần cúp điện thoại của anh ấy rồi vẫn thấy anh phiền hả không nhắc thì thôi chứ cứ nhắc đến là anh lại thấy ấm ức không đâu mà lão đại giọng càng lúc càng nhỏ phù tiểu thư tôi nói thật ngài đừng giận ngài có thấy nhân tình nào trông như ngài không song có khúc người có lúc bây giờ đến lượt nhà trai rồi đây. Nghĩ đến những chuẩn mực về nhân tình hay được nhắc trong tivi và tiểu thuyết, lại ngẫm chính mình, phù hiểu xấu hổ không tả xiết. Có nhân tình nào như ngày đây, liên tục cúp điện thoại của người bao nuôi, mà người bao nuôi còn phải gọi điện năng nỉ ngài bớt giận không? Em biết lỗi rồi mà, còn chưa được ư. Cô bấn đến mức cả khuôn mặt hồng lượng lên. Anh nói thật chí lý, cô, một không gợi cảm, hai không xinh đẹp quyến rũ ba không biết lấy lòng người ta cô không đạt được tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn để trở thành nhân tình cả người ta mà có tuyển nhân tình thì cũng sẽ không tuyển cô thấy giọng cô đầy vẻ hối lỗi thì đường học chính không khăng khăng truy cứu nữa ngược lại anh đổi giọng nhẹ nhàng thấm thía bảo với cô biết lỗi rồi thì tốt em đã giác ngộ được gì qua chuyện này nào nghi ngờ đại nhân là tiểu nhân không đúng vô cớ nổi giận với đại nhân là lỗi của tiểu nhân ạ à cô hiểu đã bị tẩy não hoàn toàn rồi về sau em không dám nữa nếu lần sau gặp phải tình huống này thì sao phải nghĩ theo hướng tích cực nhất vững tin vào đảng và nhân dân ạ à. cuối cùng đường đại thiếu gia cũng tạm hài lòng nhớ đến mấy thứ đồ khiến cô hiểu làm nọ anh mềm giọng mấy thứ đồ kia nếu em để bụng thì vứt cả đi cho bỏ tức lần sau anh sẽ chu đáo hơn khoản tặng quà em bây giờ em thấy không sao rồi anh cũng đừng tặng đồ đạc gì cho em nữa phù hiểu vội khuyên lúc nãy là em nghĩ linh tinh ý mà bây giờ mọi hiểu lầm đã được giải tỏa em ngại gì mà không nhận mấy đồ đó chứ nhưng thẻ tín dụng đó của anh thì em không nhận đâu anh chỉ là một anh bộ đội lương cao mấy cũng không thể tiêu hoang thế được còn nữa anh cũng phải xả giao nhiều không nên lãng phí đâu cẩn thận kẻo tương lai không còn tiền mua sữa cho con đấy đường học chính công môi cười khổ nói em cứ hành anh thế này thì đến con anh còn chẳng có lo chi đến tiền mua sữa cho con nó luyên thuyên gì vậy phù hiểu không ngờ anh lại đột ngột kéo cô vào vấn đề này nên hận anh một câu nhưng cũng vì câu đó của anh mà cô không khỏi ngọt lòng hôm nay vì anh mà cô buồn từ chiều đến giờ cô thậm chí đã nghĩ đến tình huống tệ nhất không ngờ tất cả chỉ là lo nghĩ vẩn vơ của cô vốn chỉ thế thôi đã đủ làm cô thở phào nhẹ nhõm rồi huống chi bây giờ anh lại còn ám chỉ thế này khóe môi cô không khỏi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Giọng nói nũng nịu của cô rơi vào tai đường học chính, khiến giết hầu anh giật giật. Vợ em mau chuẩn bị tốt đi. Bây giờ với anh, mỗi giây mỗi phút đợi chờ đều như bị tra tấn. Chuẩn bị cái gì cơ? Người nào đó còn ngốc nghếch hỏi lại. Đường học chính không khỏi bật cười. Chuẩn bị sinh cho anh một thằng cu bụ bẩm. Cái gã này thật là tuyệt không chịu bỏ lỡ cơ hội nào cả phù hiểu lại đen mặt rồi nếu nói phù hiểu làm chiếc chìa khóa là để hai người cỏ sát với nhau thì sau vụ cô hiểu lầm anh muốn bao cô hai người đã tiến một bước dài trong tiến trình hiểu nhau và bước vào giai đoạn yêu nhau cháy bỏng trong trường thuyết thậm chí phù hiểu còn đầu tư nguyên một chiếc di động mới có chức năng gọi video vì đường đại thiếu gia nói muốn nhìn cô một cái hai người trao nhau những lời ngọt ngào suốt cả ngày khiến trái tim phù hiểu không lúc nào là không đập nhanh cả mỗi tối trước khi đi ngủ phù hiểu có thói quen kể những chuyện diễn ra với mình trong ngày với ảnh bà mẹ giống như nhật ký bằng lời vậy chuyện cô kể có lúc thì ngắn gọn xúc tích có khi lại tường tận kỹ càng nhưng dạo này tất cả những câu chuyện của cô chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất chính là đường học chính mọi lời cô nói đều là về anh mẹ mẹ không biết anh ấy đáng ghét cỡ nào đâu hễ có cơ hội là anh ấy lại dạy con lợi ích của việc vận động trên giường là gì làm con sắp sắp không giữ được nữa thế nào mà cô lại nhớ nhung cái cảm giác anh hôn cô chứ lẽ nào khi tình cảm của một đôi trai gái đạt đến một mức nào đó hai người sẽ hy vọng thân mật với nhau hơn nữa sẽ muốn làm chuyện ấy với nhau ư ừ. lần đầu tiên suy nghĩ một cách nghiêm túc vấn đề nọ cô sợ hãi chút chút cũng mong đợi chút chút có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai có lần thứ hai rồi sẽ có lần thứ ba. Phù hiểu dần buông lỏng phòng tuyến của mình. Thêm vào đó, đường học chính cứ lấn dần từng bước. Cô có cảm giác là cô sắp đầu hàng anh rồi. Sau đó vào một ngày nọ, người đàn ông chợt phát hiện ra vũ khí trí mạng, và thế là phòng tuyến của cô tan vỡ. Hôm đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Hôm đó là một trong những hôm ít ỏi mà đường học chính chát webcam với cô. Bỗng anh cười gian bảo. Vợ, cuối cùng anh cũng đã biết vì sao em nhất quyết trả cái laptop này cho anh rồi? Cái gì? Điều đó không phải điều hiển nhiên ư. Chỉ là em bày tỏ ý mình kiểu này hơi bị hàm súc quá rồi, nhỡ đâu anh không phát hiện ra thì chẳng phải uống công em trăn trở tìm cách ư. Anh dán mắt vào màn hình như thể đang xem gì đó. Em bày tỏ ý gì cơ? Phù hiểu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Người đàn ông đang xa tít ở Bắc Kinh không trả lời. Cứ tiếp tục xem cái gì đó và chắc lưỡi liên tục. Rốt cuộc là anh đang xem cái gì hả? Cô chưa động đến laptop của anh bao giờ, đã được chưa? Là lỗi của anh, phát hiện ra quá muộn. Đường học chính gãi cầm, cảm thán. Đẹp đó, đẹp đó. Đừng khơi gợi trí tò mò của người ta vậy chứ. Cái gì đẹp cơ? Em muốn xem không? Anh đã tân bốc đến mức đó rồi, thì cô có không muốn xem nổi không? Gửi sang cho em đi không thành vấn đề anh nhận lời một cách cực kỳ sẵn khoái kích chuột mấy cái rồi gửi file cho cô luôn là hình ảnh sao phù hiểu vừa nhận file vừa nghĩ thầm trong bụng đừng là nói nha mở file ra là cô biết xuất xứ liền cô lập tức đờ người ra mất bò mới lo làm chuồng cô quát không cho anh xem nữa thế nhưng lại là mấy tấm hình lần trước dương mật tải về máy anh a di đà phật dạo đó tuy tâm trạng cô không được tốt, nhưng sao cô lại có thể quên vụ đó cơ chứ? Cô trợn mắt với tấm hình dương mật, chụp cô tự sướng với áo ngủ trên màn hình. Thôi tôi rồi, sao lại trông thấy cả quần chip dưới váy ngủ thế kia? Đáng yêu thật, em mặc chiếc quần lót viền hoa nè. Từ ống nghe điện thoại truyền đến giọng cười gian của đường học chính. Không cho xem. Một kiếp sai chân, muôn kiếp hận mà. Vợ, em thấy anh có thể không xem sao, người thật không chịu an ủi anh, giờ anh uống rượu độc giải khác cũng không được à. Em xem này, cánh tay trắng ngần cặp đường mảnh khảnh, ôi, chắc chỉ cắn nhẹ thôi là chúng sẽ đỏ lên liền, chẳng qua anh chưa có cơ hội làm thế bao giờ, hay tối nay mơ anh về nói nhỉ. Gã này, gã này, nó muốn y cô, ngay trước mặt cô. Y, nghĩa là dê hay dâm. Phu hiểu thầm mắng mình không chịu tìm hiểu người ta cho kỹ, đã sa chân vào lưới tình của người ta cô khẽ trên lên, che mặt, không thèm nói nữa. Kỹ thuật chụp ảnh của Dương Mật tốt ghê, xem cái miệng nhỏ nhắn của em, có giống thạch hoa quả không nè, chắc nó mềm lắm nhỉ, có khi mềm như bầu ngực em cũng nên. Vốn anh chỉ định trêu cô thôi, nhưng khi ngắm nàng phù hiểu nũng điệu, điệu đà nóng bỏng trong mấy bức ảnh nọ, anh không khỏi nóng phừng cả người. Ngừng, 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 không cho xem cũng không cho nói nữa. Cô sắp bốc cháy rồi, nghe em thì anh được lợi gì nào giọng anh như trầm hơn giờ phút này đầu óc phù hiểu đang rối như mớ bồng bông cô đâu nghĩ được phải lấy cái gì ra dụ kỵ anh chứ thế là cô hỏi lại một câu thế anh muốn được lợi gì nào ha ha tiếng cười bật ra từ lòng ngực đường học chính vợ anh chỉ muốn em thôi em biết rồi mà điều anh muốn là có cô trọn vẹn không cho anh dậu đổ bìm leo kiểu ấy Hả? Vậy cũng chẳng sao, anh đã bảo sẽ chờ em rồi mà. Anh tuyệt đối không nuốt lời đâu. Nhưng mà em cũng biết đó, bản năng của đàn ông khó kiểm soát lắm. Sáng mai anh sẽ rửa hết chỗ ảnh này ra, rồi mang chúng theo bên người. Biết rồi mà, biết rồi mà. Em cho anh, em cho anh còn không được ư. Cả đàn ông siêu xấu xa này nữa. Có may mắn trúng sổ số độc đắc, cũng không vui được như anh chàng khi này. Ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang cực kỳ e thẹn nọ, qua cửa sổ webcam. Một cảm giác thỏa mãn chợt trào dân trong lòng đường học chính. Bao giờ? Lại còn, lại còn hỏi cái đấy nữa hử? Phù hiểu tự giỏi mình, úp mặt vào cánh tay để trên bàn. Lần gặp tới của chúng ta, được rồi chứ? Ngọn lửa như cháy lên, nơi bộ phận nào đó nằm dưới bụng anh. Nếu có thể anh rất rất muốn lao đến đó ngay đêm nay, để ăn cô vào bụng, ăn cô sạch sành xanh luôn. Chỉ có điều, Bây giờ anh không thể rời đi được. Dự án nọ của quán bar đang ở giai đoạn mấu chốt. Anh rất mong đợi. Anh nói với giọng khàn khàn. Vậy anh mau xóa mấy ảnh đó đi, xóa hết đi cho em. Phù hiểu ủ rũ, ôm đầu lắc lư. Dạ, dạ, dạ. Đường học chính tỏ ra cực kỳ hợp tác. Anh di chuột loạn lên rồi kích chuột đại mấy cái. Rõ là vân rồi để đó mà. Thôi bỏ đi, anh chịu nghe em mới là lãi. Vô hiểu tiếp tục vùi đầu vào tay tự hờn giỏi mình. Cô chả buồn nhìn mấy thao tác đối phó của anh nữa. Anh mà dễ dụ thế đã tốt. Người đàn ông cười ha hả. Thật ra phù hiểu vẫn có toàn tính riêng. Cô biết dạo này đường học chính bận chết đi được. Anh căn bản không thể rời khỏi Bắc Kinh. Anh có muốn xong việc cũng phải tầm hai tháng nữa. Đến lúc đó cô đã sẵn sàng rồi thì tốt. Chưa sẵn sàng thì năng nỉ anh không nhận vụ này cũng được. Tóm lại là hiện tại cô tạm tránh được vấn đề này còn sau này để sau này tính. Song chắc vì nhân cách cô quá tồi, nên ông trời ngứa mắt cô, không chịu giúp cô. Sau một cú điện thoại của Dương Mật, cô thật muốn lấy đậu hũ ra đập chết chính mình cho rồi. Thật ra chuyện sắp xảy ra là một chuyện rất rất tốt. Hiểu, cuối cùng tuổi tao cũng được làm đám cưới rồi, tiệc cưới vào mùng 1 tháng 5, ở Bắc Kinh. Thật à, thế thì tốt quá. Khi chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Phù Hiểu cũng rất phấn khởi bao giờ thì mày lên đây với tao? Theo thói quen, cô ngó lịch trên laptop. Hôm nay là 18 tháng 4, còn hơn 10 ngày nữa. Tao. Nhanh như chớp, cuộc đối thoại tối qua hiện lên trong suy nghĩ của cô. Chết, chết chắc rồi. Cô hoảng hốt, trận tròn mắt. Mày bảo gì cơ? Dương bật cười hì hì truy hỏi. Tao không đến dự có được không? Đi thì chẳng phải cô tự tìm tổ kiến lửa, mà dẫm lên ư mày bảo gì cơ? Tao nghe không rõ lắm. Dương bật dịu dàng hỏi lại. Tao đi. Sát khí quá nặng, nên trái tim nhỏ xinh của cô không chịu nổi. Thế mới là chị em tốt của tao chứ. Họ hàng nhà tao vốn không nhiều, tao lại chẳng thân với ai trong đám chị em, như thân với mày. Bảo mày lên đây giúp tao giữ thể diện, mày lại còn chối đầy đẩy. Yên tâm đi, vé máy bay của mày tao chi. Vụ vé viết đó không phải vấn đề. Nếu biết chuyện này, nhất định người nào đó còn muốn chi tiền vé máy bay cho cô hơn ý chứ đợi đã hai đứa mày vẫn chưa mời đường học chính đâu nhỉ chẳng biết tiêu nhiên đã mời chưa tụi tao tổ chức gấp quá không phát thiệp cưới toàn gọi điện mời thôi dương mật trả lời sau đó cô tỏ vẻ cảnh giác mày hỏi cái đó làm gì không không có gì cô định kể với bạn nhưng trong tình huống hiện tại, sao cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng cho được? Trước mắt cứ thế đã. Dương Mật cũng không nghĩ nhiều. Nếu không bận gì thì mày lên đây với tao sớm nhé, còn nhiều việc phải lo lắm. Phù hiểu ở 12 tiếng coi như đã trả lời. Sau khi cúp điện thoại cô thộn ra. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bây giờ phải làm thế nào đây ta? Khi lòng cô đang rối như mớ bồng bông, thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô hiểu vô thức liếc nhìn, quả nhiên là người đàn ông cô đang sợ gặp nhất đây mà. Cô lượm chiếc di động, hận không thể phá hỏng di động của mình, bằng những cái lượm sắt như dao luôn. Chẳng qua cái gì phải nghĩ cuối cùng vẫn phải nghĩ. Trở về với hiện thực chuông điện thoại réo không ngừng. Cô thoáng do dự rồi tiếp điện thoại, thầm cầu nguyện là anh đừng nhận được tin trên sớm thế. Nào ngờ đầu dây bên kia, lại mở đầu bằng một tràng cười nắc nẻ. Giọng cười cho thấy tâm trạng của chủ nhân đó hiện đang khoái trá đến mức nào. Thảm rồi. Phù hiểu sởn cả gai ốc. Phù tiểu thư, nghe nói em sắp lên Bắc Kinh du lịch, lần này anh nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Hết lòng báo đáp việc em từng tận tình giúp đỡ anh. Anh tuyệt không để sự tận tụy của em muốn phí đâu nha. Cái gì gọi là ra vẻ đứng đắn, cái gì gọi là mặt người giả dạ thú nào. Phù hiểu thầm gào lên trong lòng. Này nhé, chưa chắc em đã đi đâu. Giọng cô không nhỏ chút nào, nhưng đối phương vẫn làm như không nghe thấy bao giờ em xuất phát anh đặt vé máy bay ngày mai cho em nhá phù hiểu xém xỉu luôn ý của anh đã rõ đến không thể rõ hơn rồi em còn công việc chưa làm xong mà có phải em kết hôn đâu lên đó sớm làm gì còn ép cô nữa là cô sẽ không đi bằng mọi giá đó dù cô không ở trước mặt anh nhưng anh vẫn mường tượng ra được vẻ mặt của cô khi này thôi bỏ đi đợi lâu thế rồi còn so đo có sớm thêm được một hai ngày không làm cái gì. Thế bao giờ em định đi, thì bảo anh một tiếng nhé, anh sẽ đặt vé máy bay giúp em. Em tự đặt vé. Ừ, được, em tự đặt. Thái độ sẵn sàng hợp tác trong mọi tình huống này khiến người ta không thể soi mói nổi. Phù hiểu vốn là người ăn mềm không ăn cứng, nên nhất thời thấy ấy nấy với chàng lắm. Có phải cô đã quá phóng đại rồi không? Có lẽ anh chỉ phấn khởi vì cô sắp đến chỗ anh thôi phải chăng cô đã hiểu lầm anh, cho rằng anh quá mức cầm thú rồi. Còn đường học chính thì biết tổng tính cách này của phù hiểu. Ở cách xa cô cả ngàn dặm, anh khoe ra cặp răng nanh sáng ăn. Vợ ngoan ơi, em còn trốn đi đâu được nào. Thế là phù hiểu thì cứ dùng già dùng dằn, dương mật thì cứ dục lên dục xuống. Khó lắm phù hiểu mới kéo dài được đến ngày 29. Ngày 29 tháng 4, cuối cùng phù hiểu cũng lên chuyến bay đi Bắc Kinh, mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp lần này thì cô nghe theo kiến nghị của đường học chính, nói dối dương mật, là ngày mai cô mới lên đó. Bởi vì cô đột nhiên rất muốn chỉ có hai người họ bên nhau. Hình như, quả thật cô có hơi hơi. Ừm, được rồi. Cô rất nhớ anh. Trưa nay quán bà ngoạn gia mở tiệc. Thời gian chả hợp lý chút nào. Mục đích của bữa tiệc là để chúc mừng trò chơi lớn gần đây của họ, chấm dứt trong thắng lợi. Đồng thời giới thiệu hội viên mới của quán người tham gia trò chơi vừa rồi khi trò chơi đang tiến hành và cũng là công thần lớn của trò chơi. Tiêu Thiển Thiển Bởi vì các cửa tiệm quanh khu đó đều mở cửa vào buổi tối, nên vào thời gian này, bãi đậu xe cảnh ngách nhỏ nọ vắng tanh. Chỉ có nhân viên quản lý là mắt chữa miệng chữ A nhìn từng chiếc, từng chiếc siêu xe nổi tiếng thế giới, nối đuôi nhau đi vào. Sau đó là đám thanh niên cả trai lẫn gái ăn vận thời trang, và trông rất sang trọng bước xuống xe. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Trong quán bar nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại rất rộng rãi tỏa ngát hương rượu. Quán rất hiếm khi đắt khách thế này. Nhìn đám thanh niên con nhà giàu, con ông to bà lớn lũ lượt kéo vào, mà đám nhân viên phục vụ của quán giật mình kinh hãi. Đám cậu ấm cô chiêu này chỉ hay xuất hiện trong các bản tin thôi. Sao họ lại thấy mấy câu cậu ấy trong ngoài đời, còn sang hơn trên báo đài vậy? Mày định dở trò gì? mà giữa trưa kêu gia đến quán bar. Mặt vu phi chống tay lên quầy ba, vò mái tóc rối bù, mới được nhuộm màu bạch kim của anh chàng. Tối nay tao không rảnh. Ngồi sau quầy ba, đường học chính bỏ đĩa vào máy phát nhạc, khóe môi anh công lên một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng không ngờ là tận hai chuyện vui, đến với anh cùng một lúc. Chuyện phải kể đến đầu tiên là chuyện nhà lão Kim. Lúc trước lão Kim quyết báo thù, cho bày chó giữ nhà của lão bằng mọi giá nên mới kéo tiêu thiển thiển vào phe lão kim không ngờ hành vi đó lại là rước sói vào nhà thậm chí còn là một con sói cái với hàm răng sắc nhọn tiêu thiển thiển phối hợp với mặt vu phi hai người họ một trong bóng tối một ngoài ánh sáng đã đào ra tất cả tội lỗi của nhà lão kim nhà họ kim đã quá thối nát đó biến khỏi võ đài từ đây và tiêu thiển thiển cũng nổi tiếng chỉ sau một cuộc chiến trò chơi vừa rồi được sinh ra ở đây Đương nhiên khi thành công sẽ được Khánh Công ở đây rồi. Còn chuyện vui thứ hai, niềm vui bất ngờ của anh thì là hôm nay cô bé kia sẽ đến Bắc Kinh. Anh còn tưởng cô sẽ trốn đến tận ngày cuối cùng cơ. Mày nói cái mẹ gì thế? Tối nó không rảnh ngã. Có công to việc lớn nào quan trọng hơn là Khánh Công chứ? Tao phải đi đón người. Nguyên thủ quốc gia hả? Là một người còn quan trọng hơn thế. Tao đi với mày. Thằng ranh này còn bí mật giấu anh cơ đấy. Miễn đi. Đường Học chính nhả ra một ngụm khói trắng. Anh nghĩ lát nữa còn phải đi tắm một cái, kẻo người ta lại ghét bỏ anh. Miễn gì cơ? Nhân vật chính của tiệc khánh công hôm nay, Tiêu Thiển Thiển, cầm một ly Maga Red đi đến. A chính, ly này không ngon, nể mặt tôi là nhân vật chính của hôm nay, anh pha chế cho tôi một ly đi. Cô chớp chớp đôi mắt quyến rũ. Vụ này hơi phiền rồi đường học chính quát bạc tender. Tiêu đại tiểu thư ghét cậu rồi đó, hôm nay mà cậu không làm vừa lòng cô ấy, thì tự mai khỏi đi làm luôn. Hừ, chuyện này đã nằm trong dự kiến của tiêu thiển thiển rồi, nên cô cũng không quá thất vọng. Cô bực bội liếc xéo anh một cái, rồi dán người vào mặt vu phi. Chuyện các anh vừa nói là chuyện gì thế? Không có gì. Đường học chính đáp một câu cục lũng. Ngay sau đó anh dập đứa thuốc, mọi người đã đến khá đông đủ rồi, bắt đầu thôi. Này! Hay! 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 Đường học chính bỗng gõ lên mấy chiếc ly trước mặt, cao giọng. Tiêu thiển thiển, sếp, nữ tướng quân tương lai. Ngay lập tức, ngọn đèn rọi vào tiêu thiển thiển. Trong chiếc đầm dài màu bạc, trong cô cực kỳ quyến rũ. Khác hẳn vẻ sắc sảo, mạnh mẽ nơi tòa án. Đám đàn ông hét rầm lên. Vì công thần lớn nhất trong trò chơi truy tìm kho báu của chúng ta, các vị nâng ly chúc mừng. Đường học chính nâng ly rượu lên, bắt nhịp cho mọi người, và một hơi uống cạn ly rượu. CHERS Các hội viên cùng đồng thanh, nâng ly rồi một hơi uống cạn ly rượu. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Có top 3, top 5 hội viên đi đến trò chuyện với Tiêu Thiển Thiển. Cũng có một vài người, vây quanh đường học chính và mặt vui vi cười, đùa, chọc kẹo nhau. Nhưng đông nhất vẫn là đám người, Tò mò về lý do anh mở tiệc khánh công vào buổi trưa Đường học chính chỉ cười cười Mà mượn mấy câu rồi lãng sang chuyện khác Nó bây giờ á à, Hừ Ai biết nó đang làm cái quỷ gì Gia thưởng cho 100 vạn luôn Đã vấp phải quá nhiều trắc trở Nên mạc đại thiếu gia bắt đầu không vui rồi Thật hả Có người hai mắt sáng lên Nhà tao buôn bán tin tức Rất nhiều người muốn khiêu chiến với bí mật mang tên ngoạn gia Tao sẽ thả tin này cho bọn đó nhất định sẽ sốt lắm đây. Nghe ngành báo chí của tụi tao đưa tin mới là hợp pháp nhá, sứ mệnh của tụi tao là phục vụ nhân dân. Mày đừng có lấy trò chơi của thế giới ngầm nhà mày ra, so với tin tức của truyền thông chúng tao. Thôi đi, cái đồ chuyên viết tiểu thuyết nhà mày, thì biết cái gì? Tin tức của nó còn không đáng tin cậy, bằng tin tức nhà mình tự điều tra. Giỏi thì ra tay đi, đừng có nổ nữa. Đám người chỉ lo thiên hạ không đủ loạn quanh đó, vội chăm ngòi ai bảo nhân phẩm của người ta tốt quá cơ, lâu lắm rồi họ có được xem người ta đánh nhau đâu. Còn đường học chính, khi nghe đến ba từ viết tiểu thuyết thì vui lắm. Cô bé nhà anh cũng viết tiểu thuyết nha. Hôm nào anh phải tìm đọc mới được. Ngoạn gia nhớ ai mà nhớ đến ngẩn người vậy ta. Một anh chàng lực lưỡng đen đến mức gần như không thể nhìn ra anh ta là người da vàng. Vừa ngẫm thuốc vừa rót rượu cho đường học chính hỏi. Đường học chính nhìn sang cái gã thuộc trường phái giả thú nếu đấu khoảng lăng nhăng với mặt vu phi thì sẽ là một cuộc chiến sống còn nọ anh cũng ly với gã so với chúng mày tao trong sáng như chú cừu non lạc đường tính từ này là từ khi biết phù hiểu mặt vu phi phục luôn ngụm rượu trong miệng ra ôi chúa ơi tay anh có vấn đề rồi chăng đừng thiếu kể cả khi giả nai anh cũng rất đẹp trai một cô gái ăn vận theo phong cách thời trang lolita nháy mắt mấy cái liền với anh cô rất muốn có một cuộc tình trong sáng với anh. Kết luận duy nhất mà đường học chính rút ra là không thể để phù hiểu tiếp xúc với đám người này. Mạc lửa gần rơm lâu thế rồi mà mày còn chưa cưa được người đẹp tiêu à. Nhắc đến phụ nữ, chàng trai lực lưỡng chuyển luôn sang đề tài hứng thú của anh. Mày muốn gây hả? Bị chọc đúng vết thương lòng, Mạc Phu Phi lườm lại anh chàng. Thấy nó tưởng anh nhuộm tóc màu bạc làm gì? Tóc trắng đã ba trượng dài, Sầu thu dằn dặt bao ngày riêng mang chắc. Đến lượt tao rồi. Chàng trai lực lưỡng rất lịch sự, thông báo trước một tiếng. Đến cả gia cũng chưa cưa được đâu nhé. Nếu mà mày cưa được cô nàng, gia sẽ tự tay viết ngược tên mình treo lên đây. Nhìn bộ dạng vênh váo của anh chàng, Mạc Vu Phi nói cứng. Không phải vì anh trúng phép khích tướng của anh chàng đâu, mà là anh nhìn ra. Trái tim của người đẹp tiêu đã trao cho cái gã ngồi đối diện anh này rồi. Chẳng qua cô nàng kêu quá, cố đợi người ta tán đến mình. Vương Tiểu Xuyên, mau ngủ cô nàng đi, mặt thiếu cứ như gà mắt tóc ý, để gã triển lãm sự bác đại tinh thâm của chữ Hán, trước nhân dân cả nước đi nào. Tốt, ông thích câu này của mày. Chàng trai lực lưỡng Vương Tiểu Xuyên, nhấp một ngụm trong ly. Anh đang tràn ngập tự tin. Đám người lắm chuyện bắt đầu rộn rã bàn tán. Hứ! Đàn ông! Một cô tiểu thư nhà giàu ăn vận theo phong cách thời trang Lolita liếc xéo mấy người họ một cái sau đó cô ngó sang đường học chính ít lời và luôn điềm tĩnh nhìn đi không bị mê hoặc bởi sắc đẹp mới là một người đàn ông chân chính kỳ thật cô đã sai hoàn toàn dù trên phương diện nào và ở thời điểm nào thì người đàn ông này cũng luôn trầm mê nữ sắc trầm mê hơn ai hết chỉ có điều cô không phải người con gái đó mà thôi khi này tâm trí của đường học chính chả bay đến tận đẩu tận đâu rồi ý anh tán phét với đám người một lát, nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ, thì cầm áo khoác đứng dậy. Tôi đi trước đây, mọi người ở chơi vui vẻ. Ố! Đám người ngỡ ngàng. Rủi nhanh vậy ư? Ừ. Anh uống cạn ly rượu của mình, khóe môi cứ cong cong như đang cười, rồi anh rảo bước đi ra ngoài. Còn phải tắm trước khi đi đón cô nữa. À chính, anh đi đâu đấy? Tiêu thiển thiển vội gọi. Đón vợ tôi khi này trong đầu đường học chính chỉ có mỗi một suy nghĩ là phù hiểu sắp đến nơi rồi tâm trạng anh đang rất tốt nên người ta hỏi gì anh đáp nấy luôn trả lời xong anh không khỏi ngẩn ra anh luôn là người trầm tính giỏi về kiểm soát thái độ cũng như lời ăn tiếng nói của mình bật thốt ra câu trả lời trước khi kịp suy nghĩ là chuyện cực hiếm gặp ở anh thử nghĩ xem nếu khi làm nhiệm vụ mà anh cũng hỏi gì đáp nấy thế này thì chẳng phải anh đã xong đời lâu rồi ư hóa ra mình vui đến cỡ đó cơ à. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười vẻ bất đắc dĩ, đút hai tay vào túi, rồi nhanh bước rời khỏi quán bà tối mờ. Hả? Đám người nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cùng phá ra cười, hóa ra ngoạn gia hóm hỉnh tới vậy. Chật! Tiêu thiển thiển nhẹ nhíu mày, không muốn nói thì khỏi nói luôn đi, sao phải viện cái cớ này chứ? Chỉ có mặt vu phi, bạn đối khố của anh, là nhạy cảm phát hiện ra rằng nó nói phép quá thuận miệng, nó lấy tư liệu sống ở đâu. Sau khi xuống máy bay, Phù Hiểu vừa đi đến chỗ nhận hành lý vừa móc di động ra, định gọi điện thoại cho đường học chính. Chợt có một bàn tay đè lên vai cô, làm vai cô triểu xuống. Đồng thời, một hơi thở cực kỳ thân quen vờn quanh cô. Cô dì ơi, đi đường phải nhìn về phía trước chứ. Giọng nói ngã ngớn vang lên bên tai cô. Vì thế nên dù không ngẩng lên nhìn, phù đại tiểu thư cũng biết bàn tay đang đặt trên vai cô là của ai. Cô vẫn cúi đầu, song đôi môi cô thì không giấu nổi nụ cười, nói. Chẳng phải em lập tức sẽ gọi cho anh ư. Khuôn mặt xinh như hoa, với nụ cười tươi rói gần trong gan tấc Đôi con ngươi đen của người đàn ông sáng lấp lánh. Bàn tay to bản của anh, nhẹ nâng khuôn mặt cô lên. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn đồng cháy. Bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột của anh, phù hiểu cứng người. Đứng nguyên tại chỗ, không biết mình nên làm gì. Những hành khách đi sau họ không khỏi chú ý đến họ, nhìn họ với ánh mắt cổ quái, thậm chí cả những người đi đằng trước họ cũng không thể không ngoái đầu liên tục. Tạm thời chiếm được chút an ủi nhỏ nhoi, nụ hôn này không dài lâu lắm. Khi anh thoáng buông cô ra, thì phù hiểu bấn vô cùng, liếc xéo anh một cái. Cô thật muốn mắng anh mấy câu, nhưng khi thấy đôi con ngươi đen sâu thẳm của anh, lấp lánh như đang cười, chỉ vì bóng hình cô in trong đó, cô bỗng không biết phải mắng sao. Sau cùng cô biểu môi, lườm anh một cái, rồi quay đầu, bước đi. Đường học chính cười cười, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô. Anh đưa tay đỡ lấy ba lô của cô. Sau đó bàn tay anh trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, làm ấm cả lòng cô. Phù hiểu e thẹn lắm, quay đi vờ như đang chăm chú nhìn đường. Đường học chính cũng không bảo gì, chỉ nhìn cô một cái, cười cười ra vẻ, anh đã hiểu cầm tay cô kéo cô đi về phía trước. Sau khi nhận vali hành lý, hai người đi qua cổng vào sân bay. Đi xuống bãi đậu xe dưới hầm ngầm, họ vẫn để hai bàn tay họ siết lấy nhau như thế, không tách chúng ra. Phù hiểu vốn tưởng mình sẽ rất nhanh quen với động tác thân mật này. Nhưng trái lại, cô càng lúc càng căng thẳng. Bởi vì cuối cùng cô cũng đã nhớ ra chuyện nọ. Cái chuyện làm cô thẹn muốn chết nọ. Mình về nhà đi. Nhắc vali hành lý vào góp chiếc xe thể thao đen. Đường học chính nói. Trong nháy mắt, trái tim phù hiểu như muốn nhảy lên cổ. Cô vội nói, em đói rồi, em muốn đi ăn. À, xin lỗi, anh quên mất. Đường học chính ngáy nấy Em muốn ăn gì nào? Vừa hỏi anh vừa khởi động xe. Thế nào cũng được. Kỳ thật cô muốn nói là, món nào càng tốn thời gian cho việc ăn càng tốt. Ngồi trên ghế phụ, phù hiểu lý nhí đáp. Thế đi quán cây tứ xuyên nhé cô thích ăn cây mà. Được. Trời khỏi khu vực sân bay, hai người câu được câu chăng chuyện phím. Chủ đề chính của họ là chuyện dương mật sắp kết hôn. Chứ mấy chuyện trai gái yêu đương lãng mạn và sến súa, thì họ không hề nhắc đến. Nhìn biểu cảm thản nhiên trên khuôn mặt tuấn tú của đường học chính. Phù hiểu một lần nữa tự trấn an mình. Chắc mình lo xa quá rồi. Lần trước anh ấy nói thế thôi, chứ chắc gì đã coi là thật ý anh đưa cô đến một quán cây tứ xuyên lâu đời và nổi tiếng. Phu Hiểu thích lắm, cô ăn cay nhiều quá đến nỗi miệng đỏ rộp lên, bắt mắt không chịu được. Đường học chính vẫn chưa đói, thỉnh thoảng mới ném hai ba gấp. Phần lớn thời gian, anh vừa thông dong hút thuốc vừa nhìn cô ăn. Anh không ăn đi, nhìn em làm cái gì? Phu Hiểu có hơi mất tự nhiên, hờn anh một câu. Được, được, anh không nhìn. Nhả ra một vòng khói, anh ngắm cô nở nụ cười đầy yêu thương. Đối nhãn với đôi con ngươi sâu thẳm, như muốn hút hồn người ta vào trong đó của anh, cô vô thức né đi. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, rõ ràng anh trong bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Mà sau khi ngồi gần bên anh, cô lại luôn có cảm giác hiểm nguy, đang quanh quốc đầu đầy thế này. Cứ như có một cơn lốc xoáy cực lớn đang tiến đến và sắp sửa nuốt chửng cô vậy. Nhất định là đầu óc cô có vấn đề rồi. Phù hiểu tự phủ định trực giác của mình, lắc lắc đầu và tiếp tục ăn. Hai người tốn hơn một giờ đồng hồ để dùng bữa, nên khi họ ra khỏi tiệm ăn đã hơn 6 giờ, trời đã sẩm tối. Đường học chính lại kéo cô vào một tiệm bánh gần đó, ôm một đống bánh mì và sữa đến quầy thu ngân. Sau cùng còn yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy thêm cho họ một chiếc bánh gato to tướng. Anh mua bánh gato làm gì? Sống trong thời đại Internet, nên suy nghĩ của Phù Hiểu cũng không quá trong sáng cô không khỏi mừng tượng đến mấy hình ảnh ray tinh 18 cộng. Tâm tình mới hơi bình tĩnh lại của cô, một lần nữa trở nên căng thẳng. Những hình ảnh tưởng tượng trong đầu khiến hai má cô không khỏi nóng lên. Để ăn thôi. Đường học chính rút tiền ra thanh toán, bật cười đáp lại. Quả nhiên là cô quá không trong sáng rồi. Phù hiểu tự khinh biển bình. Nhưng sau khi đã xong xuôi mọi việc, cô vẫn không xua được ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngồi trên xe ngắm dòng xe đông đúc, nghĩ tới việc chỉ lát nữa thôi là đến nhà anh rồi cô cứ thấy tim mình đập nhanh sao ý cô căng thẳng đến mức không nghĩ ra được đề tài gì để nói đường học chính thì như đang tập trung lái xe lắm chả nói câu gì sự tĩnh lặng lan tỏa trong phòng xe nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến bầu không khí nơi đây trở nên mập mờ kỳ ảo ra đến vùng ngoại ô chiếc xe thể thao dũng mãnh vốn được lái với vận tốc rùa bò trong thành phố khi lái đến đoạn đường vắng chợt tăng tốc đặc biệt khi đi vào đường cao tốc, dưới tay lái lộ của chủ xe, cuối cùng chiếc xe cũng được phát huy bản lĩnh thực thụ của nó. Nó lướt nhanh như gió, nhìn xa chỉ thấy một vệt đen lướt trên mặt đường trắng. Nhịp đập của trái tim phù hiểu, cũng gia tốc theo xe. Cô ngắm một bên mặt của người đàn ông tuấn tú, có vẻ cực kỳ bình tĩnh ngồi cạnh. Cô cứ lo lo sao ý. Sau cùng chiếc xe thể thao tiến vào một khu toàn các tòa biệt thự. Lướt vào gara của một tòa biệt thự ba tầng, kiến trúc châu Âu sau đó tắt máy. Tất cả trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Nơi này cách xa chốn phố phường huyên náo, chỉ có tiếng kêu của chú côn trùng vô danh nào đó, như muốn bày tỏ sự tức giận của mình. Đến nơi rồi. Đường học chính nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ngọn đèn tối mờ, đôi con ngươi đen của anh như lóe sáng. Có lẽ do một lúc lâu rồi chưa nói chuyện, nên giọng anh mới như trầm hơn. À, ờ. Phù hiểu như sực tỉnh từ giấc mộng, Cô mở cửa xuống xe. Hai người lấy hành lý và mấy túi bánh ngọt ra. Sau đó đường học chính một mình. Xách cả chỗ đồ lít kích ấy. Phù Hiểu bảo. Để em xách bớt cho. Không cần đâu. Em mở cửa đi. Đây là chìa khóa của em. Anh rút từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Chìa mở cửa nhà là chìa màu đen. Ga ra khá gần cửa vào nhà. Phù Hiểu cũng không nói gì thêm. Cô nắm chặt tay. Nhanh nhẹn nhét chùm chìa khóa còn ấm hơi anh vào túi quần. Hai người thông thả đi về phía biệt thự. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lọc cọc của bánh xe chiếc vali hành lý lướt trên nền gạch. Phù hiểu càng lúc càng bồn chồn hơn. Khi lên thềm, cô giúp đường học chính đăng vali. Vô tình chạm vào tay anh, ngay lập tức tiếng thở dốc vang lên bên cô. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, trên khuôn mặt khuất một nửa, trong bóng tối của anh. Đôi con ngươi với những đốm lửa nóng bỏng bập bùng, đang nhìn chăm chăm vào cô ngọn lửa nơi anh dư lan vào tim cô và bùng lên dữ dội. Cô e thẹn rụt tay lại. Ngay lập tức, cô biết trước đó mình đã không hề lo nghĩ vẩn vơ. Anh ấy thật sự. Không dám nhìn anh thêm nữa. Vô Hiểu bước những bước cứng còng về phía trước, rồi dừng lại trước cánh cửa lớn bằng gỗ lim có khắc hình hoa lan. Đường học chính đứng ngay sau lưng cô, chờ cô mở cửa. Nhiệt độ truyền đến lưng cô càng lúc càng lúc càng nóng. Nóng như thể muốn nướng chính cô vậy. Phù Hiểu cứng người lại, siết chặt chùm chìa khóa trong túi. Cử động tay vài cái nhưng không lấy ra. Người đàn ông cũng không dục cô, cứ đứng ngay sau cô. Em, nên đến nhà Dương Mật thì hơn. Cuối cùng cô vẫn vì nhút nhát mà chọn cách trốn tránh, muốn lách qua anh chuồng đi. Một chiếc chân dài gác lên tường, chặn đường cô. Phù Hiểu, mở cửa. Cánh tay nóng như đang bốc cháy, khiến toàn thân cô nóng lên. Cô định né anh đi, thì lại phát hiện anh khỏe đến đáng sợ em em không thấy chìa khóa đâu có lẽ là rơi ở đằng kia rồi để em đi tìm người đàn ông không nói gì anh cầm lấy tay cô để bàn tay anh trượt theo cánh tay cô rồi mười ngón tay của họ đang vào nhau luồn vào túi quần cô trong chớp mắt có tiếng len keng do kim loại va vào nhau nắm lấy tay cô và cầm chùm chìa khóa ra anh ghé vào tay cô thì thầm chị màu đen nhịp thở nóng bỏng dồn dập của anh phá lên tai cô khiến cơ thể nhạy cảm của cô khẽ run lên trong tình thế như đang cưỡi trên lưng hổ này phù hiểu không còn cách nào khác đành phải cúi xuống tìm chiếc gì màu đen rồi chậm rãi ra khóa vào ổ vài tiếng lách cách vang lên cửa mở ra chỉ trong tích tắc đã xuất hiện thay đổi lớn phù hiểu còn chưa kịp nhận ra thay đổi đó thì đã thấy mình bị ép chặt vào bức tường cạnh cửa trong phòng những nụ hôn trút xuống như mưa và đôi môi cô bị đôi môi khác che lại. Đường học chính quăng đóng đồ trên tay vào một góc và sập cửa đánh rầm một tiếng. Anh mút lấy đôi môi đã thắm của cô, lực mút mạnh như thể muốn nuốt luôn cô vào bụng. Anh bị cô tra tấn đến khổ. Một chân anh lèn vào giữa hai chân cô, nâng người cô lên. Môi và tay anh cùng nhau thám hiểm cơ thể mềm mại của cô, không cho cô tránh né. Phòng khách yên ắng, dội lại tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ của hai người. Rồi tiếng quần áo cỏ sát với nhau vang lên, khiến bầu không khí nơi đây càng thêm mờ ám. Bánh gà tô. Phu Hiểu chống đẩy theo bản năng. Cô yếu ớt muốn dời đi lực chú ý của người đàn ông, đang vùi đầu vào cổ cô liếm láp. Ừ. Vì phải kìm nén trong một thời gian đến là dài, nên khi này lý trí của anh đã bay lên tầng trời thứ 9 lâu rồi, có còn trong cơ thể nữa đâu. Anh vô thức gần một tiếng, đôi môi anh tiếp tục chăm chăm vào thưởng thức món ngon bàn tay to bản anh đặt bên hông cô, cũng nhanh nhẹn luồn vào trong áo cô. Đừng mà. Cô hiểu khẽ run. Cô đưa tay lên, như muốn đẩy bàn tay nóng bỏng, đang tác quái trên da thịt cô của anh ra. Nhưng mà người đàn ông đã dùng một tay, giữ chặt lấy hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Vừa hôn chiếc cầm duyên dáng của cô, vừa khẳng giọng bảo. Vợ, lần này thì trời có sập xuống, cũng không ngăn được anh đâu. Dứt lời anh dùng ngón tay cởi móc cài áo ngực của cô ra. Á! Cô hiểu sợ tới mức né trái né phải. Nhưng bầu ngực đẩy đà dưới áo cô vẫn bị anh nắm lấy bằng một tay và thông thả nắng bóp. Thân thể chưa từng được khai phá, sao có thể đột ngột tiếp nhận nổi loại kích thích này? Cô ra sức dãy dụa. Đừng mà, rất kỳ quái. Đừng mà anh. Chút phản kháng nhỏ nhỏ càng khiến người đàn ông hưng phấn hơn. Anh gầm lên một tiếng gầm đầy thống khổ đôi môi anh một lần nữa tìm đến đôi môi đỏ thấm của cô để giải khát. Tay anh bất giác nắng bóp mạnh hơn. Anh thật muốn cứ thế này mà vùi mình vào trong cơ thể cô. Cả người anh căng cứng như thể muốn nổ tung. Anh phải ghi lấy cô, hôn hít cô, gặm gọ cô mới có thể tạm thời kiềm chế con mảnh thú trong cơ thể anh. Đừng lộn xộn nữa nào, em còn chưa chuẩn bị tốt, lại khiêu khích anh, em sẽ bị thương đó. Cô nào có khiêu khích anh cơ chứ? Đêm mê trong những nụ hôn, nhưng phù hiểu vẫn giữ được chút xíu lý trí. Đừng học chính, hôm nay không làm nữa, được không anh? Bộ dạng rất chi là tội nghiệp đó của cô, khơi dậy thú tính trong người đàn ông. Anh khẽ gầm lên một tiếng. Đã bảo là không được khiêu khích anh rồi mà. Dứt lời, đôi tay cường tráng của anh xé chiếc áo phù hiểu đang mặc thành hai mảnh. Đôi môi đói khác của anh ngậm lấy đỉnh đồi mềm mại của cô. Anh như đứa trẻ không ngừng bú mút khi đầu lưỡi anh mãi mê chơi với một trái anh đào bé bỏng của cô thì một bàn tay anh cũng rất công bằng không ngừng trồng ghẹo bầu ngực đẩy và còn lại hết nắng lại bóp. nàng trinh nữ với đôi má đã ửng hồng sao có thể chống chọi được với thủ đoạn này chứ cả người cô như nhũng ra cô đổ mình lên người anh và theo bản năng cố chống chọi với những cơn sóng tình nóng bỏng đang dâng lên trong cơ thể mình đường học chính cô gọi anh giọng nũng điệu cô cũng không biết mình gọi anh vì muốn anh làm gì anh đây mà đừng sợ anh siết chặt cô trong vòng tay để cô cảm nhận ngọn lửa tình nơi anh anh sẽ không làm tổn thương em đâu đừng sợ trải dọc theo gờ xương quai xanh duyên dáng mảnh khảnh của cô là những dấu hôn những nụ hôn chứa chan tình yêu thương của anh dừng trên cổ cô trên khuôn mặt cô và trên đôi môi cô anh phải nhẹ đấy em sợ đau những nụ hôn dịu dàng của anh, mang theo sự trân trọng mà anh dành cho cô. Cuối cùng cô cũng đầu hàng trước anh, ôm lấy anh thủ thỉ. Tiếng thở dốc như nặng nề hơn. Đường học chính chợt bế bỏng cô lên, khiến cô giật mình bật thét ra tiếng. Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu ngắm khuôn mặt ửng hồng của cô. Quần áo phù hiểu đã sọc sệt lắm rồi. Cô hờn anh một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh và vùi mặt vào gáy anh. Đường học chính nghiêng đầu, kẻ hôn lên tóc cô, rồi bế cô lên lầu khi phù hiểu tỉnh giấc đã là trưa hôm sau ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cô không được thoải mái đưa tay lên che cô muốn đứng dậy kéo rèm cửa sổ nhưng cô phát hiện xương cốt trên người cô như rã hết cả ra nên đành nằm lại trong khổ sở người đàn ông đang ôm cô cũng thức dậy giọng anh khàn khàn vì vừa thức giấc anh hỏi cục cưng bé bỏng sao thế mặt trời chói quá em không ngủ được phù hiểu bất mãn, trì trầm trách cứ. Nghe vậy, đường học chính lập tức bật dậy, khép lại ba tầng rèm của cửa sổ sát đất, nhất thời căn phòng trở nên mờ tối. Cảm ơn anh. Mí mắt vẫn nặng trình trịch, phù hiểu mơ mơ màng màng nói tiếng cảm ơn, rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Đường học chính mỉm cười trở lại bên giường. Ánh mắt anh ngưng lại, trên gương mặt khi ngủ đầy an tĩnh của cô. Lát sau anh lại nhìn xuống cơ thể cô. Da thịt cô chi chít vết xanh tím đồng tử đen như mực, càng lúc càng sâu thẳm. Nhớ đến yêu cầu một lần lại một lần của mình tối qua, bây giờ chính anh cũng thấy mình quá đáng. Rõ ràng biết cô là tấm thân trinh nữ. Trước khi tiến vào, vốn là anh muốn săn sóc cô. Nhưng mà khi xuyên thủng lớp màng mỏng manh ấy, nên mềm mại của cô chặt chẽ bao quanh anh, nhất thời khiến anh mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng. Trước kia dù anh không phải thầy tu, song cũng không phải kẻ phóng đảng, quá ham mê tình dục gì nếu có nhu cầu trong chuyện đó thì anh phóng thích, mà phóng thích xong rồi cũng sẽ không lưu luyến. thế nhưng tối qua và sáng sớm hôm nay anh không muốn rời khỏi cơ thể cô dù chỉ một phút, một giây. vậy nên anh vần vào cô đủ các tư thế, tiến vào cô từ phía trước, phía sau, bên trái và bên phải. kỳ thật anh còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. nếu không phải cô khóc dữ quá, khóc đến hất đi, thì anh nhất định sẽ không tạm thai cho cô. mới nghĩ đến đó thôi mà cơ thể anh đã bắt đầu biến hóa. Hô hấp của anh trở nên dồn dập. Anh đưa tay vuốt về cánh tay mảnh khảnh của cô. Lý trí của anh còn đang trong cuộc chiến kịch liệt. Có nên vương vuốt quỷ của mình tới chỗ cô bé hoàng khăn đỏ hay không? Cuối cùng lý trí của anh giành phần thắng. Anh nhanh nhẹn đứng lên, quyết định đi tìm chút đồ ăn đút cho cô. Cô quả thật đã kiệt sức rồi. Ra khỏi phòng, đường học chính nhặt chỗ quần, áo, đồ lót vương vãi khắp nơi trên nền nhà lên, rồi quăng hết vào thùng rác. Chứ không lát nữa, cô bé da mặt mỏng của anh trông thấy, lại xấu hổ cho mà xem. Anh tìm thấy chỗ bánh ngọt anh chuẩn bị hôm qua ở góc cửa. Chiếc bánh gà tô bị vỡ ra làm bẫy, do rơi theo quỹ đạo ném ngang. Anh nhìn chiếc bánh lắc đầu, cười cười rồi xách mấy túi đồ vào bếp. Một lát sau, anh cắt một miếng bánh gà tô để vào đĩa. Đặt thêm mấy chiếc bánh quy lên cạnh đó. Rồi anh hâm nóng một ly sữa tươi sau đó anh đặt tất cả vào khay và thông thả bưng lên lầu. Mở cửa phòng ra ngắm người con gái của mình say ngủ trên giường. Cảm giác thỏa mãn mùa đến với anh. Vợ ơi, dậy đi thôi, dậy ăn chút gì đã nào. Đặt khay xuống bàn, anh ngồi xuống mép giường gọi. Bị đánh thức khi đang trong giấc mơ, phù hiểu cao mày. Không ăn. Chắc em đã đói rồi, phải ăn một chút mới được. Nào. đừng học chính nhẹ dỗ, ăn xong lại ngủ tiếp được anh nhắc nhở bụng cô rất phối hợp với anh réo lên mấy tiếng phù hiểu đã đói đến mức không ngủ nổi nữa nhưng vẫn quấn mình trong chăn cô không muốn dậy chút nào cô ngồi ở đầu giường lấy tấm chăn mỏng che đi cơ thể trần trùng của mình nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ khoe ra trọn vẹn sự cường tráng của anh cô không khỏi đỏ mặt nghĩ đến những diễm tình đêm qua cô nhẹ giọng bảo em muốn mặc quần áo làm gì có ai khác không cần mặc đâu. Đường học chính thưởng thức cảnh xuân thoát ẩn thoát hiện. Em muốn mặc quần áo. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, làm cô sợ quá. Cô nghĩ về đêm qua, khi anh như một con thú hoang ghi lấy cô, cắn xé cô. Cô còn dám không mặc quần áo sao? Thấy cô kiên quyết, thì đường học chính nhún nhún vai. Anh lấy một chiếc sơ mi đen từ trong tủ quần áo ra cho cô. Khi này, phù hiểu mới hài lòng, đón lấy chiếc áo rồi bảo. Anh quay mặt đi đường học chính cong lên một nụ cười tà. Vợ à, có cần phải như vậy không? Cơ thể em còn chỗ nào mà anh chưa xem qua chứ? Đêm qua anh còn bật đèn ngủ nghiên cứu một phen. Mặt cô kháng nghị kiểu gì, cũng quyết xem đủ và tiện thể hôn đủ. Đáng ghét, quay mặt đi. Cô đỏ mặt, cả giận mắng. Dạ, dạ, dạ. Thấy vẻ mặt đáng yêu nào đó lại xuất hiện trên khuôn mặt cô, đường học chính thầm hít sâu một hơi, xoay người đi, Hồng bình ổn lại nhịp thở của mình Đợi phù hiểu mặc quần áo xong Đường học chính đưa đĩa bánh gà tô cho cô Bổ sung năng lượng nào Cô đón lấy Xoay chiếc điểm một vòng Tìm gì thế Đĩa À anh quên lấy rồi Hả không sao em cầm tay ăn cũng được Nói xong cô cầm luôn miếng bánh gà tô lên Ăn ngấu nghiến Cô thật sự rất đói Chỉ hai ba miếng Đã tiêu diệt sạch sành sanh miếng bánh Ăn xong, cô vẫn chưa hết thèm mà liếm bếp và đưa ngón tay dính bơ lên miệng liếm sạch. Ngon quá! Chiếc hầu của đường học chính giật giật, sau đó anh nói một cách chậm rãi. Ngon thì để anh xuống lấy thêm cho em nhá. Không phải phiền thế đâu, em đi xuống ăn cũng được. Dứt lời, phù hiểu cửa mình định đứng lên. Em cứ ngồi im ở đó đi, anh sẽ mang lên cho em. Đường học chính ngăn cô lại, đứng dậy xuống lầu. Phu Hiểu trông theo bóng lưng anh, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Chà chà, có phải cô đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi không? Mà vị ngọt cứ như thấm cả vào trong tim thế này. Khi đi lên đường học chính cầm cả chiếc bánh ga tô lên theo, Phu Hiểu cười khúc khích. Anh mang lên nhiều bánh thế làm gì? Ăn thôi. Anh đặt chiếc bánh ở cạnh giường. Ngón tay dài của anh quệt một chút kem đưa vào miệng. Nhìn em ăn ngon quá, anh cũng thấy thèm thèm thì có ngon không anh phù hiểu thích cùng thưởng thức món ngon với người ta lắm tạm được đừng học chính nhướng mày anh ngồi ngay trước mặt cô ngón trỏ của anh quệt một ít kem đưa lên môi cô em cũng nếm thử xem em tự ăn phù hiểu bắt đầu cảnh giác đừng khách sáo nể mặt anh tí nào đầu ngón tay anh lướt trên môi cô rồi nhẹ tách đôi môi cô ra đưa ngón tay dính đầy bơ của mình vào trong miệng cô Phù Hiểu không kịp đề phòng, đành đỏ mặt ngậm ngón tay anh, liếm sạch chỗ bơ trên đó. Cảm giác mềm mềm, bước át nơi đầu ngón tay, như lan tỏa khắp cơ thể. Đôi con người đen của đường học chính như tối đi. Ngón trỏ của anh không chịu sự điều khiển của anh, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh, mềm mại của cô. Còn nữa nên khen em nha. Anh khàn giọng nói. Cơn sóng tình của sáng sớm hôm nay vẫn chưa rút hết. Phù Hiểu cuốn quyết, kéo ngón tay đang tá quái của anh chàng ra khen em gì cơ. Cô định để anh dồn sự tập trung vào cuộc nói chuyện. Đường học chính khẽ cười, nghiêng người, kề sát vào cô. Khen em, rất biết cảnh giác. Thế, thế à? Sao nghe như cạm bẫy thế nhỉ? Hai tay của phù hiểu giữ chặt đôi tay anh, sợ anh làm chuyện gì đó ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, anh vừa mua bánh gà tô là em phát hiện ý đồ của anh liền, thật đáng khen. Đường học chính dùng một tay đè cô nằm xuống dưới thân anh, cười đến lại sung sướng. Phù hiểu ngay ra mất một giây. Ngay sau đó khuôn mặt cô đỏ lợn như núi lửa phun trào. Anh, anh, anh. Cô sợ tới mức không dám động cửa luôn. Anh gì cơ. Anh nửa ngày, cuối cùng phù hiểu cũng phun ra một câu đầy đủ. Anh là cái đồ biến thái. Cái bộ dạng ngây thơ, vô tội của anh chàng ngày hôm qua. Còn cả vụ cô tự khinh biển mình nữa chứ. Đường học chính xịu mặt ra luôn nè sao em lại nói thế sao có ăn bánh ga tô mà em cũng bảo anh là biến thái hử không để cô kịp phản ứng lại người ta đã biến sắc mặt nở một nụ cười tà lần sau anh lại biến thái cho em xem nói xong anh cười lớn rồi hôn cô say đắm tránh ra tên xấu xa này khỏe chết đi được ừ được ăn nữa đi người đàn ông coi những nắm đấm, đấm của cô như là mát xa anh đủng đỉnh cởi chiếc sơ mi của anh mà cô vừa khoác lên người ra. Kỳ thật cô mặc nó rất đẹp, phải cởi nó ra anh cũng tiếc lắm chứ. Nhưng cô không mặc gì còn đẹp hơn. Đáng ghét. Ừ. Ngón tay dài vươn ra, quệt lấy lớp kem màu hồng rất ngọt và ngậy. Anh là đồ biến thái, anh đáng ghét. Dứt lời anh bôi lớp kem màu hồng trên tay, lên trái anh đào bé bỏng bên ngực trái của cô. Cười một cách tà mị rồi liếm nơi đó mầm nào thế là cô bé hoàng khăn đỏ lại một lần nữa rơi vào miệng sói hay da không chịu đề phòng kẻ gian trời đất khóc cùng tháng năm ở thành phố bắc kinh mặt trời chói chang nắng như thiêu như đốt trên đường phố đã có những người diện trang phục hè những chiếc áo sơ mi cọc tay và váy ngắn còn phù hiểu người vừa từ trên xe xuống thì mặc một chiếc sơ mi đen dài tay cao cổ và một chiếc quần bò thẩm màu trong cô kính im ỉm. Có cần anh lên đó với em không? Sau khi lấy vali hành lý ra khỏi cốp, đường học chính hỏi. Đừng mà. Vì thiếu ngủ nghiêm trọng, nên phù hiểu uể oải lắm, cô ngáp thẻ. Bây giờ họ bận lắm, để xong vụ đám cưới này đã. Ngắm dãy thèm khá là dài trước mắt, đường học chính nói. Anh đưa em đến thang máy. Không cần đâu, em tự xách được mà. Cô không mảnh mai đến mức đó đâu người đàn ông cười khẽ. Người lúc nãy cả cốc nước cũng không đi lấy nổi là ai yến dĩ. Anh còn dám nói hả? Người phụ nữ lại bấn rồi. Được rồi, không thương lượng nữa. Anh lấy vali hành lý ra, bàn tay dắt tay cô. Đi nào. Phù hiểu khẽ rên lên, để anh dắt đi một cách không quá tình nguyện. Khi lướt qua đầu xe, thoáng thấy logo hình chú ngựa đen tung vó, cô không khỏi ngẩn người. Chiếc phơ ra riêng này là của anh sao? Ừ. Xe của anh không phải là một chiếc Humber ư. Chiếc đó cũng của anh, anh hay dùng hai chiếc này. Hai người đang nói gì vậy trời? Biệt thự hôm qua tụi mình ở, cũng là của anh à? Không phải. Cuối cùng Phù Hiểu cũng có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhà đó đứng tên ông già anh. Hơi thở nghẹn lại nơi cuốn họng. Phù Hiểu ho sặc sụa. Sao thế? Đường học chính ngạc nhiên, bỏ tay khỏi cần vali để vỗ lưng cho cô. Anh! Đừng thiếu! Chợt một giọng nói quen quen, vang lên sau họ. Sau hôm nay, cậu lại rảnh mà đến đây chơi thế. vu hiểu ho sặc sổ hơn, giọng nói đó chẳng phải của tiêu nhiên ư. Vốn cô định để từ từ rồi mới kể với họ, nhưng... Sao lại đột nhiên phát sinh tình huống đột xuất này chứ? Em đỡ hơn chưa? Đừng học chính liếc tiêu nhiên, đang hai tay xách hai túi đồ một cái, rồi lại cúi xuống vỗ lưng cho cô. Tiêu Nhiên ngạc nhiên, sao cô gái đi cùng đường thiếu trong quen vậy? Anh đến gần nhìn cho kỹ.ủa, phù hiểu, em đến rồi à? Sao em không gọi cho tuổi anh để tuổi anh ra đón em? Sao hai người này lại đi cùng nhau vậy? Tiêu Nhiên đang rất phiền muộn. Anh vốn không cho là phù hiểu, có thể trở thành đối tượng của Đường Học Chính, vì cậu ta và cô ấy từng ở trong cùng một ngôi nhà mà vẫn không xảy ra chuyện gì. Á, à, chào anh. Cụ khụ. Em tình cờ gặp được anh ấy nên nhờ anh ấy chở em đến đây. Vô Hiểu ấp úng giải thích, sau đó cô cười, nhìn sang chàng trai nho nhã, lịch sự trước mặt. Mai là anh thành chú rể rồi, chúc mừng anh. Tiêu Nhiên ngẩn ra, nhíu mày, thoáng lộ ra nụ cười khổ. Cảm ơn em. Gì? Vẻ mặt này đâu giống người sắp cưới vợ tức sắp hoàn thành một trong bốn việc quan trọng nhất trong đời chứ phù hiểu liếc đường học chính một cái cô không rõ là có đã chuyện gì xảy ra đường học chính tỏ vẻ anh cũng không biết có chuyện gì được rồi hai người lên nhà đi đã nào dương mật và ba mẹ vợ tớ đều ở nhà tiêu nhiên cố lên tinh thần mời một cách nhiệt tình thế là ba người đi về phía cầu thang tiêu nhiên thấy đường học chính sách hành lý cho phù hiểu thì bảo đừng thiếu để tớ sách cho phù hiểu bảo à cứ để anh ấy xách cũng được không nặng giọng điệu này có vẻ họ rất rất thân nhau ha tiêu nhiên nhìn đường học chính cậu ta chỉ cười lắc đầu khi cô ấy nói vậy anh nghĩ địa vị của phù hiểu trong lòng đường học chính nhất định không hề thấp rốt cuộc họ sẽ phát triển mối quan hệ của mình thế nào và quan hệ giữa họ là loại quan hệ gì dù có tò mò mấy thì anh cũng không thể hỏi thẳng ra đành cười nói lần đến chơi trước, thấy em sách có cái túi bé xíu, sau lần này vác cả vali hành lý thế. Trong này toàn là quà quê mà chú Dương, cô Dương bảo em mang lên, cô chú ấy điện cho em, bảo là ba mẹ anh Tiêu cũng thích ăn, dặn em mang lên nhiều nhiều chút. À, nụ cười của Tiêu Nhiên càng nhạt hơn. Khi đến cửa thang máy, Phù Hiểu khẽ bảo. Anh về đi. Đường học chính gật đầu. Tối anh đến đón em đừng đến tối nay có lẽ em sẽ ngủ với dương mật. Người đàn ông cao mày. Sao em phải tranh chỗ ngủ của tiêu nhiên? Đồng thời còn bỏ trống chỗ nằm trên giường của anh. Gì chứ nhà này coi như nhà gái, kẹo mật đương nhiên phải ở đây chờ tiêu nhiên đến đón rồi. Chẳng phải phong tục ở đâu cũng vậy ư. Phù hiểu tỏ vẻ anh chưa làm phù rể bao giờ, nên không biết đâu. Kiền vậy. Anh còn tưởng chỉ ăn bữa cơm thôi đương nhiên rồi chuyện gì chứ chuyện này là phải chu đáo. Thế còn anh thì sao? Hôm qua có người đẹp nằm trong lòng, hôm nay phải một mình ngắm phòng sao. Phù hiểu ráng nhịn cười. Anh chàng khi này rất giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông đến là tương nghiệp. Cô định dỗ anh thêm thì biết, thằng máy xuống rồi, cô vội dặn. Không chuyện với anh nữa, tối em sẽ gọi cho anh. Hôn cái nào? Anh giữ cô nàng phù hiểu đang muốn chuồn lại. Tiêu nhiên đang nhìn. Phù Hiểu cúi đầu sẵn giọng. Tiêu Nhiên còn đang ấn thang máy cho bọn họ đấy nhá. Hứ. Đừng Học Chính đâu bận tâm đến nhiều chuyện như vậy. Anh tóm lấy cô, trao cô chiếc hôn sâu. Tiêu Nhiên vội quay mặt sang hướng khác, sau đó mới kinh ngạc vì hóa ra họ thật sự đang hẹn hò với nhau. Người còn đau thì đừng cố sức quá. Hôm xong anh dặn dò Phù Hiểu một câu, rồi đưa cô vào trong thang máy, bảo với Tiêu Nhiên. Hai người đi lên đi. Phù Hiểu gần như không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Tiêu Nhiên vẫn mang vẻ mặt bình thản. Đừng thiếu, cậu không lên nhà ngồi chơi một lát à. Anh từng thắc mắc, sao nay cậu ta rảnh rỗi vậy hóa ra. Tớ không lên đâu, tớ còn chút việc. Thế tớ không giữ nữa, mai cậu cố đến nhé. Tiêu Nhiên cười khách sáo, nói. Đến khi đường học chính đi khuất khỏi tầm mắt họ, Tiêu Nhiên mới nhấn nút đóng cửa thang máy. Hai người có chút mất tự nhiên, đi với nhau đến cửa căn hộ hai vợ chồng tiêu nhiên cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng dương bật gào khóc ở bên trong con không lấy chồng đâu con không lấy chồng đâu đã xảy ra chuyện gì vậy nhất thời phù hiểu nhíu chặt cặp mày dương bật là đứa mạnh mẽ nếu không phải có chuyện lớn xảy ra thì con bé sẽ không khóc nước nở thế này trong tiêu nhiên căng thẳng lắm anh vội vàng mở cửa ra đón anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của vợ anh Mật Nhi. Dương Mật nhìn anh, trong mắt cô chỉ có sự thất vọng và đau xót. Cô bặm môi, lau khô hai má đẫm lệ, cố ra vẻ cứng cỏi định nói gì đó. Chợt cô thấy bóng dáng sau lưng anh, dòng nước mắt tuổi thân một lần nữa trào ra. Hiểu, hiểu, tao không lấy chồng đâu, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Cô lao về phía phụ hiểu, ghi chặt lấy bạn như người sắp chết đuối, ghi lấy cây gỗ cứu mạng. Tối hôm qua, Phù Hiểu bị người ta vần vào cả đêm, nên khi này người cô vừa đau vừa mỏi. Bị bạn đâm mạnh vào, cô suýt nữa thì ngã bổ chổng. Cô ráng nhịn đau không kêu ra tiếng, vội vã đỡ lấy Dương Mật, hỏi. Kẹo Mật, mày khóc cái gì? Đã xảy ra chuyện gì hả? Mật Nhi, con đừng thế nữa. Con xem, Hiểu Hiểu đến dự đám cưới của con nè. Đừng khóc nữa, nào. Bà Dương từ phòng khách bước ra, dịu dàng khuyên con. Nhưng nói đến đoạn sau, thì chính bà cũng không khỏi ngạn ngào. Hiển nhiên là tiêu nhiên biết vì sao cô lại khổ tâm đến vậy. Anh thở dài vẻ khó xử lắm, nhưng không cách nào đi đến bên cô an ủi cô lấy một câu. Ông Dương ngồi ở sofa cũng lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, hai bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm. Kẹo mật mày bình tĩnh lại đã nào, có gì tụi mình từ từ nói, có vấn đề gì là không thể giải quyết đâu. Mai mày còn phải trang điểm đừng khóc nữa kẻo hai mắt sưng lên giờ thấy mấy người ai cũng mang tâm trạng nặng nề. Phù hiểu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô bạn, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Dương mật nức nở. Còn nói cái gì? Khỏi, khỏi nói nữa. Chúng ta, về nhà, tao không muốn ở lại đây nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù hiểu dìu Dương mật bước chậm vào phòng. Cô nhìn tiêu nhiên rồi lại nhìn bà Dương. Nào ngờ hai người đều tránh cái nhìn của cô, hình như không ai muốn nói ra thấy vậy cô dìu dương mật đi thẳng vào phòng trong không gian riêng tư có lẽ bạn cô sẽ bình tĩnh hơn một chút đóng cửa phòng hai người ngồi vào mép giường dương mật cúi đầu qua mấy câu đứt đoạn mới kể xong câu chuyện chuyện cũng từ đám cưới mà ra theo tập tục ở quê cô bàn đầu tiên bên tay trái là họ nhà trai ngồi còn bàn đầu tiên bên tay phải là họ nhà gái ngồi nhưng bà tiêu không đồng ý với cách xếp bàn đó bà bảo là bà mời rất nhiều người có vai vế không thể để đám khách đó của bà ngồi ghế dưới. Nên bà yêu cầu ông bà dường ngồi bàn thứ hai bên tay phải. Đối với bà Tiêu thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Dương Mật thì lại là chuyện không thể chấp nhận nổi. Ba mẹ cô ngậm đắng nuốt cây nuôi cô khôn lớn, lặng lội hàng ngàn cây số lên tham gia đám cưới của con gái. Có ba mẹ nào là không mong con mình ở bên mình làm bạn, nhưng hai người họ chưa từng yêu cầu cô phải về gần họ. Chỉ vì cô lấy được một tấm chồng tốt mà vui mừng khôn xiết không nhắc đến nỗi cô đơn và khó khăn hai người họ phải chịu bây giờ nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cô cũng không thể cho hai người họ thì sao cô xứng làm con gái của hai người họ chứ hiểu mày nói tao nên làm gì bây giờ cuối cùng dương mật cũng ngẩng đầu lên cô phát hiện phù hiểu đã khóc từ bao giờ dòng lễ khó khăn lắm cô mới ngăn lại chợt tràn mi. mày cũng thấy tao ấm ức lắm phải không cô siết chặt tay bạn khóc đến nghẹn lời Phù Hiểu ngạn ngào, không nói nên lời, chỉ ra sức lắc đầu. Phù Hiểu từng gặp mẹ của Tiêu Nhiên nên cô biết, bà là một phụ nữ sắc sảo, đành đá. Nếu Dương Mật cứ cứng đối cứng với bà ấy, thì sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Dương Mật và bà ấy sẽ thế nào? Nhưng nếu con bé chịu nhường chịu nhịn thì... Mày thử nói chuyện với mẹ anh ấy xem sao. Cái gì nên nói tao nói cả rồ, còn thiếu nước quỳ xuống van xin bà ta thôi, nhưng bất luận thế nào, Bà ta cũng quyết không đổi ý Càng nói dương mật càng ấm ức Sao bà ta lại cứng tay vậy chứ Còn chẳng phải vì bà ta thấy nhà cô không quyền không thế Cho là gáo vào nhà họ tiêu họ Là dương mật cô trèo cao Thế nên bà ta chẳng sợ ai cả Cũng không thèm để mặt thông gia luôn Tiêu nhiên nói thế nào Anh ta ư ừ. Anh ta nào dám cãi lời mẹ anh ta chứ Dương mật tuổi thân thế này Nguyên do lớn nhất là vì thái độ của tiêu nhiên tao phải sống với anh ta cả đời. Nếu anh ta đã để tao phải uất ức thế này, thì tao còn lấy anh ta làm gì? Không được nói mấy câu ngốc nghếch đó. Tuy nhiên đương nhiên cũng có nỗi khó xử của anh ấy. Anh ấy đối xử với mày thế nào, mày còn không rõ sao. Nếu anh ấy không tốt với mày, thì mày có chịu lấy anh ấy không? Dương mật lặng đi. Anh tốt với cô, cô biết chứ. Nhưng mà bây giờ cô mới thật sự hiểu ra rằng, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình sao cô nở chỉ vì bản thân mình mà để ba mẹ phải tuổi hổ chứ đám cưới của cô con gái duy nhất mà ba mẹ ruột lại ngồi ghế dưới ai biết chuyện lại chẳng chỉ rõ họ cô hiểu biết cô bạn đang nghĩ gì nhưng cô cũng không biết khuyên bạn thế nào cô coi ông bà dương như ba mẹ cô nghĩ đến việc họ gượng cười chấp nhận ngồi bàn thứ hai cô cũng chuyện này nhất định sẽ là dấu đinh trong lòng họ cả đời nhưng nếu trở mặt thì kẹo mật tiêu nhiên còn cả mẹ anh ấy nữa Mật Nhi Đúng lúc này, tiêu nhiên, anh vẫn đứng ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ, gõ cửa. Dương Mật không đáp Mật Nhi, chuyện này là mẹ anh không đúng. Em muốn anh thay bà tạ lỗi với ba mẹ chúng ta thế nào cũng được. Nhưng em à, tính bà vốn vậy rồi. Nếu bây giờ anh hay em phản đối bà, thì sau này bà lại càng khắc khe với em hơn. Sau này, em với bà còn phải chung đụng nhiều. Nếu bây giờ làm căng thì không tốt cho em về sau. Ông bà Dương nhìn nhau thở dài buồn bã em là vợ của tiêu nhiên anh là người con gái anh lựa chọn anh nhất định phải cưới được em về để em tuổi thân là lỗi của anh nhưng anh cam đoan sau này anh sẽ tốt với em cũng sẽ khiến mẹ anh tôn trọng em yêu quý em có được không em mật nhi ba mẹ không có không vui với ba mẹ ngồi đâu mà chả thế con đừng nghĩ nhiều đừng để tiểu tiêu phải khó xử sau cánh cửa phòng dương mật lấy tay che miệng gục vào vai phù hiểu nước mắt cô rơi trong lặng thầm điều phù hiểu có thể làm chỉ là ôm chặt bạn cho cô ấy sự an ủi tối đó tiêu nhiên về nhà ba mẹ ngủ dương mật có lẽ do khóc mệt nên cũng ngủ rất sớm tâm trạng ông bà dương không tốt chuyện trò với cô mấy câu rồi đi ngủ cả phù hiểu thấy lòng nặng trĩu chuyện này trông có vẻ như đã được giải quyết nhưng thực tế chỉ là một bên chịu nhịn chịu nhường bên kia thôi chẳng lẽ quả thật không có biện pháp nào khác ư có lẽ tối nay tiêu nhiên có thể thuyết phục mẹ anh ấy chuông điện thoại vang lên cô giật mình mở cửa ban công rồi đi ra đó tiếp điện thoại alo ngủ chưa từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mà cô đã quen đến không thể quen hơn vẫn chưa ạ à? xuống đi anh đợi em ở cửa thang máy anh đến hà cô vô thức ngó xuống dưới lầu em xuống ngay đây anh chờ em một lát Cô sở giày rồi ghé khàng đóng cửa đi xuống lầu. Cửa thang máy mở ra, thấy khuôn mặt túng mỹ của đường học chính. Không hiểu sao tâm trạng cô bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười đón chào anh. Sao anh lại đến đây? Không có việc gì làm, thì vòng lại đây một lát. Đường học chính rất tinh mắt, anh khẽ nâng cầm cô lên, hiếp mắt lại quan sát. Khóc sao? Đang yên lành khóc cái gì? Vô hiểu đâm lúng túng, thoáng nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của anh. Đâu có. Sao thế? Không quan tâm đến câu phủ nhận nhẹ tên của cô. Đường học chính hỏi ngay. Anh chỉ hỏi một câu đơn giản mà chợt khiến cô rất muốn dựa vào anh. Và cô cũng làm như vậy thật. Cô trầu rĩ ôm lấy anh, dụi khuôn mặt nhỏ xinh vào ngực anh. Đường học chính thích chí lắm, đưa tay ghi lấy cô. Bé ngoan, xảy ra chuyện gì rồi, gia làm chủ cha em. Phù hiểu mím chặt môi, cựa mình rời đi vòng tay anh kéo tay anh đi ra ngoài tụi mình vừa đi vừa nói chuyện họ quẹo vào khuôn viên trước tòa nhà cô hiểu kể qua câu chuyện cho đường học chính nghe kể xong cô lại rầu rĩ cúi đầu đầu tiên đường học chính thở phào nhẹ nhõm anh còn tưởng cô nhóc nhà mình bị ớt ức hóa ra là chuyện của dương mật dương mật khổ sở em khóc theo làm cái gì định làm anh đau lòng đấy hả em cũng đâu muốn khóc nhưng cứ nghĩ đến chú dương cô Dương là em lại không đến được. Chắc chắn trong lòng, họ cũng rất khổ tâm, nhưng họ không nói gì, ngược lại còn khuyên Dương bật. Nói xong, cô cúi đầu, hơi sụt sịt mũi. Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa. Thấy cô lại bắt đầu rầu rĩ, thì đừng học chính vội khuyên. Chuyện nhỏ ý mà, để đấy cho anh. Anh đương nhiên biết địa vị của ông bà Dương trong lòng phù hiểu. Để vợ mình hết buồn thì chút chuyện nhấc tay chi lao này, cớ gì anh không làm huống chi chuyện này với anh tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại anh có thể chứ tia hy vọng hiện lên trong mắt cô có thể dễ như ăn kẹo thật chứ ừ cuối cùng khuôn mặt nhăn nhíu của phù hiểu cũng chịu giãn ra đừng học chính em biết chuyện này có vẻ phiền nhưng em thật sự hết cách rồi em muốn nhờ anh giúp dương mật em nhất định sẽ cảm tạ anh quả thật cô rất hy vọng quả nhiên vẫn là vẻ tươi cười hợp với cô. Chỉ vì chuyện của người khác thôi mà cũng trầu rỉ nửa ngày được, đúng là cô bé tốt bụng mà. Đường học chính lắc lắc đầu, vẻ yêu chiều. Em không khóc cho anh xem là anh đã biết ơn em lắm rồi. Phù hiểu lập tức lao vào anh, trao anh chiếc ôm thật chặt. Tiệc cưới ở Bắc Kinh hay được tổ chức vào buổi trưa, thời gian khá là gấp. Khoảng 5 giờ sáng, phù hiểu thức dậy cùng dương mật, đi trang điểm và thay váy cưới vì có chuyện buồn trong lòng nên Dương Mật rất ít cười, cô hoàn toàn không có vẻ hạnh phúc mà một cô dâu nên có. Phù Hiểu định nói chuyện hôm qua với bạn, nhưng rồi lại thôi. Cô sợ, nhỡ có chuyện ngoài dữ liệu xảy ra, thì chẳng phải bạn mình lại càng thất vọng hơn ư. Thế nên cô chỉ ăn ủi Dương Mật mấy câu, nói đùa chút chút để thay đổi không khí. Sau khi tiến hành một loạt các nghi thức sinh dâu, nhà trai nhà gái, anh tấn công tôi phòng thủ. Cuối cùng tiêu nhiên cũng được trước người đẹp về dinh trong tiếng chúc phúc của mọi người và tiếng pháo rền vang. Anh bé Dương Mật từ cửa thang máy ra đến xe hoa, không ai nhận ra, kỳ thật anh ôm cô rất chặt, như là sợ cô sẽ vùng chạy mất. Vào trong xe, nụ cười trên khuôn mặt Dương Mật phục tắc đồng thời cô khẽ thở dài. Tuy rất khẽ nhưng tiêu nhiên vẫn nghe được. Cánh tay đóng cửa xe của anh cứng lại, bất giác anh đóng quá mạnh tay, cửa xe sập đánh trầm một tiếng. Dương Mật còn chẳng buồn phản ứng lại. Mật nhi, chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi ư ừ. hôm nay em đừng nghĩ nhiều quá làm gì vui lên đi em tiêu nhiên bỏ hoa cưới xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ tối qua anh có nói chuyện với mẹ anh rồi thật ra ý của bà là sợ ba mẹ em ngồi với mấy vị lãnh đạo ấy sẽ cầu nệ còn nữa quê anh không quy định nhà gái phải ngồi bàn đầu tiên em hãy nhập gia tùy tục đi tôi tên là mật nhi là viên kẹo ngọt ngào của ba mẹ nhưng họ nào có ngọt Dương bật cười tự diễu cô nghiêng đầu, ngắm những tòa nhà cao tầng chi chít ở thành phố Bắc Kinh. Những thứ cô Hằng theo đuổi có thật là không sai không? Thế vậy, tiên nhiên không biết nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô. Đến khách sạn nơi đặt tiệc, hai người nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu đón khách. Phù hiểu định đi cùng Dương Mật thì bị bạn ngăn lại. Tao nhờ đồng nghiệp làm phù dâu rồi, mày ở bên ba mẹ tao giúp tao với. Tao không muốn để ba mẹ vào bàn tiệc sớm thế. Cô Hiểu nhìn thẳng vào mắt bạn, cái nhìn đượm buồn. Cô bỗng rất muốn bảo bạn, thôi đừng gả vào nhà họ tiêu nữa cho rồi. Lời sắp thốt khỏi môi mà lại thôi. Được rồi, tao ở đây xem tivi với cô chú. Mày cũng đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác. Trên đời này đâu có nhiều chuyện như ý mình thế chứ. Dương Mật cười khổ. Mày yên tâm, tao không sao. Mày giúp tao an ủi ba mẹ tao với, tao, là đứa con gái bất hiếu. Sau khi Dương Mật đi xuống, Phù Hiểu đi vào phòng nghỉ. Thấy ông bà Dương đang nhìn nhau cười khổ, lòng cô trĩu nặng, thông thả đi đến chỗ họ. Hiểu hiểu, con không phải xuống đó à? Thế thì hay quá, con mau vào nghỉ chút đi. Sáng nay, con vất quá rồi, trước giờ con có dậy sớm bao giờ đâu, hôm nay tờ mờ sáng đã phải dậy, khổ thân con. Bà Dương thấy cô đi đến thì thay một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng kéo cô đến ngồi cạnh bà. Con không sao, Tối qua con ngủ sớm mà. Phu Hiểu cười lắc đầu. Cô Dương tối qua cô chú ngủ có ngon không ạ? À? Ngủ ngon chứ. Tiêu nhiên tháo phát lắm. Chúng ta có phải lo liệu gì cho đám cưới đâu. Chúng ta không có việc gì. Toàn vui chơi giải trí. Ngủ tích thò lò. Bà Dương cười hiền hòa đáp. Chúng ta cũng có nhiệm vụ đấy. Lát nữa bọn trẻ còn kính trà chúng ta mà. Mình có mang bao lì xì không đấy. Đừng có mê ngủ quá mà quên chuyện quan trọng này. Ông Dương cười khà nhắc nhở. Mang rồi, mang rồi, còn mình nữa chuyện gì cũng chả để ý, mình có mang bao lì xì chưa. Ê da, tôi phải kiểm tra lại cái đã. Các bậc ba mẹ trên đời ai cũng thế này ư. Luôn dành cho con cái mình tình yêu vô tư nhất, dù trong lòng có khổ mấy, cũng quyết mãi bay không để ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Phù Hiểu thấy mắt mình ương ước. Ba mẹ tiêu nhiên cũng đang ở dưới lầu đón khách thật ra phần lớn khách đến là họ hàng bạn bè cấp trên cấp dưới của họ dương mật càng thêm nản cô sắp không giữ nổi khuôn mặt tươi cười đó rồi sau khi đón một vị cán bộ cấp phó phòng bà tiêu nhân lúc không có ai bảo với dương mật chỉ xem khách chúng tôi mời toàn các vị lãnh đạo bọn họ nể lắm mới đến dự đám cưới anh chị anh chị không thấy mát mặt à chị nghĩ mà xem bọn họ toàn ngồi ghế chủ tịch giờ sao có thể để họ ngồi ghế dưới cho được đúng không Dương bộc vô thức siết chặt bó hoa cưới. Mẹ! Tiêu nhiên hơi nhíu mày, gọi một tiếng. Đúng lúc này một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước bậc thềm. Đầu xe có treo cờ hồng. Bà Tiêu ngó chiếc xe nghĩ rằng mình đâu có quen biết với mấy ông bà bên quân khu, khách của nhà ai vậy. Sau đó một cô gái trong bộ quân trang phẳng phiêu chỉ huy hai anh lính nhất lãng hoa đi theo. Cô cười tư rói đi đến chỗ cô dâu, chú trễ. Tôi đưa lãng hoa đến theo lệnh của tư lệnh chúc hai vị mãi mãi đồng lòng. Dứt lời cô đưa lên một bao lì xì mỏng. Phù dâu đứng sau lưng Dương Mật vội cười đón lấy. Theo kinh nghiệm của cô, nhất định bên trong là mấy thứ như sát xiết. Bà tiêu liếc lãng hoa thì thấy trên giải băng là dòng chữ. Mừng cả con gái yêu, tư lệnh viên quân đoàn giải phóng, đường trí trung. Bà giật cả mình là tư lệnh của quân khu Bắc Kinh đó. Đây là ông dù lớn mà bà cũng khó với được, sao lại thành khách quý của nhà gái thế này bà đang định hỏi dương mật thì liên tục có người đến chúc mừng tôi thay mặt chủ tịch cốc chúc hai vị tình thắm ngàn thu một lãng hoa một bao lì xì mừng kén được trẻ hiền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn cốc hội nguyên vì hội trưởng bận quá không tiện đến đây nên phái riêng tôi đến chúc mừng đám cưới hai vị một lãng hoa một bao lì xì mừng gả con gái yêu hội trường hiệp hội trung quốc hồ hoành cục trưởng đường phái tôi đến chúc mừng đôi trẻ chúc hai người trăm năm hòa thuận, sớm sinh quý tử. Một lãng hoa, một bao lì xì, mừng kén được trẻ hiền, cục trưởng cục quốc gia, đường trí viễn. Tôi là... Tôi đại diện cho... Bộ trưởng cử tôi tới. Cứ như là có hẹn trước với nhau, đám người không ngừng đưa lãng hoa và bao lì xì, đến trước mặt tiêu nhiên và dương mật. Lãng hoa đã xếp kín hai bên sảnh lớn khách sạn. Tuy những người tặng lãng hoa không ai đến, nhưng những người đó đều rất có tên tuổi có thể nói họ đều là khách quý trong các buổi quốc yến đó tư lệnh chủ tịch hội đồng quản trị cục trưởng bộ trưởng chủ nhiệm tổng giám đốc ủy viên trưởng ôi trời ơi tim bà tiêu đập bình bịch trong ngực chỉ cần so với một trong những người này thôi thì đám khách bà mời cũng thành hàng tôm tép sao tất cả họ đều là khách của nhà gái vây chẳng lẽ kỳ thật nhà họ dương rất có thế lực dương mật cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao tuy những người này ghi lời chút như thể họ là khách quý của ba mẹ cô nhưng cô chắc chắn ba mẹ cô không quen ai trong số họ chẳng lẽ họ đưa hoa nhầm địa chỉ nhưng vài người trong số họ còn viết tên cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên dưới có vẻ nhốn nháo nên phù hiểu phát hiện ra dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trực giác của cô cho rằng đó là kiệt tác của đường học chính cô ngó xuống từ thềm trên của cầu thang hình xoắn ốc thì thấy hai hàng lãng hoa dài và vẻ mặt khác thường của bà Tiêu. Cô không khỏi vui mừng, rút điện thoại di động ra gọi cho anh. Alo, có tác dụng rồi đó, anh đang ở đâu? Anh ở ngay ngoài thôi. Chiếc Lamborghini mới tin, dừng sát thềm. Đường học chính vận bộ cơm lê hè màu bạc, đeo kính râm bước xuống xe. Anh vừa tiếp điện thoại, vừa ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, mỉm cười và thông thả bước lên thềm. Hì, em đợi anh ở cầu thang nhá. Được đường học chính mà xuất hiện là sẽ cướp hết sự chú ý của đám người quanh đó liền. Tuy anh đi có một mình, nhưng khí phách toát ra từ anh như khiến người ta không thể dời mắt khỏi anh được. Tiêu nhiên và dương mật ra đón. Anh tháo kính râm, rút bao lì xì trong túi ra. Chúc mừng đám cưới. Tiêu nhiên nhận bằng hai tay, cười bảo. Đừng thiếu cảm ơn vì cậu đã đến đây. Thấy cậu ta đến, anh không khỏi có suy nghĩ hay cậu ta có quen với những người tặng lãng hoa khi nãy? Những vị lãnh đạo có chức có quyền mà anh chưa từng gặp đó, rõ ràng nâng vai vế nhà họ dương lên. Chuyện nhà họ, trừ phù hiểu ra, người ngoài không ai biết, mà cậu ta lại là người yêu chưa công khai của phù hiểu. Có lẽ phù hiểu kể chuyện này cho cậu ta nên đường thiếu mới nhờ người tặng lễ. Nhưng mà, dù đường thiếu có uy tín cỡ nào thì cũng không thể mời nổi những người này chứ nhỉ anh nghĩ đi nghĩ lại mà không nghĩ ra đương nhiên rồi tớ đã được chú dương cô dương giúp đỡ rất nhiều chuyện vui thế này mà không đến tham gia thì biết ăn nói làm sao Đường học chính trẻ cười nhìn hai hàng lãng hoa dài xem ra đến khá đông đủ rồi dương mật cười cảm kích thấy anh liếc chảy lãng hoa thì trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ phải chăng có liên quan đến anh ta bà tiêu không ngờ anh lại quen ba cô dương mật nhưng cũng không để bụng chuyện đó lắm trong mắt bà đường học chính chỉ là một cậu thanh niên rất có tiền đầu mà thôi. Tiên sinh lãng hoa của ngài phải để đâu đây ạ? À? Sau lưng anh, hai nhân viên đưa hoa nâng lãng hoa bách hợp sang trọng hỏi. Để đâu cũng được. Đường học chính khoát tay. Thế là hai cậu nhân viên nọ chọn một chỗ trống vuông vức, đặt hoa xuống rồi rời đi. Mọi người không hẹn mà cũng nhìn về phía giải băng của lãng hoa. Mừng cả thiên kim, câu lạc bộ phong hoa, đường học chính không nhìn thì thôi, chứ ai nhìn là người ấy ngạc nhiên rớt trong mắt liền. Câu lạc bộ phong hoa ư, đó là nơi tập trung của các nhân vật quyền lực nhất trong thủ đô. Thẻ hội viên của câu lạc bộ đó có chiên ngàn vàng cũng khó mà có được. Nghe nói sếp lớn trong bóng tối của câu lạc bộ đó là người sáng lập tập đoàn xuyên quốc gia hàng thị hàng kiều thiên của Thượng Hải. Năm xưa cụ lập ra câu lạc bộ này. Ngày nay câu lạc bộ do con gái cụ, người gả vào nhà họ đường, quân nhân thế gia quản lý thật như hổ thêm cánh. Năm đó, ông cụ đường, người một đời binh dung. Sau khi binh tĩnh, sáng suốt phán đoán phương hướng sau này, đã bất chấp sự phản đối của mọi người, đi theo con đường mình chọn. Sau trở thành một trong những nguyên lão, người sáng lập nên tầng Trung Quốc. Hai anh em trai, ba người con trai và các cháu cụ đều nhập ngũ. Trừ hai người đã hy sinh thì hôm nay, tất cả đều là nồng cốt của quân đội quốc gia. Việc hai nhà họ đường và họ hàng kết làm thông gia, có thể nói là sự liên hợp giữa hai thế lực hùng mạnh của giới chính trị và giới kinh doanh. Nhà họ đường có căn cơ về chính trị, còn nhà họ hàng lập nghiệp ở Thượng Hải vẫn ngầm chi viện kháng chiến giành chính quyền. Thực lực của họ lớn đến không thể hình dung. Từ việc họ lập nên câu lạc bộ hùng mạnh giữa thành phố Bắc Kinh, nơi được coi là đầm rộng hang hổ này, có thể thấy rõ điều đó. Chỉ có điều, hội viên không được phép sử dụng danh tiếng của câu lạc bộ, trừ chủ nhân của câu lạc bộ. Đừng thiếu cậu ấy đợi chút, cậu ấy cũng họ đường. Lẽ nào cậu ấy chính là đời thứ ba quý báu của hai nhà họ đường và họ hàng. Tuy nhiên không thể ngờ rằng một người luôn bình dị gần gũi như đường thiếu lại có thân thế hiển hách đến vậy. Nên nhất thời anh không biết phản ứng sao cho phải. Ông bà Tiêu đương nhiên biết đến câu lạc bộ phong hoa. Sếp lớn của bọn họ là hội viên của câu lạc bộ đó. Điều họ không thể ngờ đến là chàng trai trẻ phận bề dưới người khi tình cờ gặp còn luôn mỉm cười chào họ lại là ông chủ của câu lạc bộ phong hoa. Họ đúng là có mắt không trồng mà. Dương Bật đứng gì tại chỗ ác khẩu không nói được gì. Cô chỉ cảm thấy đường thiếu khác với người bình thường và có hơi thần bí. Chứ đâu ngờ rằng, hóa ra xuất thân của anh ta hiển hách tới vậy. Trời ơi, đã kích này lớn quá đi mất. Đường học chính thì cứ như không phát hiện thân thế của mình, khiến người bối rối cỡ nào. Anh chỉ cười, bảo với Dương Bật. Chị dâu cô chú ở cả trên kia Dương mật sực hồi hồn. Ngay người mất một lát mới nhận ra là anh đang hỏi bà mẹ cô. Cô ẩm mấy câu, cô vẫn thấy mong lung lắm. Vậy tớ lên đó trước đây, từ Tết đến giờ tớ chưa được gặp cô chú, nhớ cô chú ghê. Vừa nói anh vừa bước qua cổng chào. Nữ tiếp tân vội tiến lên dẫn đường cho anh. Tuy cô không biết sao, vẻ mặt đám người biến sắc, nhưng người đàn ông này phong độ quá đi mất. Giá anh ấy nhìn mình một cái thì tuyệt nhỉ a à, học chính cháu đi lên à tiểu nhiên con đưa học chính lên đi bà tiêu đẩy chú rể không cần đâu có người chờ cháu trên đó rồi đường học chính khoát tay từ chối rồi ung dung đút tay vào túi thông thả bước lên cầu thang hình xoắn ốc theo kiến trúc la mã ha ha có khách quý đến sao có thể tiếp đãi sơ sởi vậy chứ tiểu nhiên mau lên con bà tiêu liếc con một cái và dục tiêu nhiên thoáng trầm ngâm trong thời gian một cái chớp mắt sau đó anh với Dương Mật liếc nhau, rồi vội đuổi theo. Đừng thiếu để tớ đưa cậu lên đó đi. Đường học chính cười cười, tỏ vẻ mình thế nào cũng được, để anh chàng theo lên cùng. Tuy nhiên cùng anh lững thững lên cầu thang. Tuy vẫn còn ngạc nhiên về thân phận của anh lắm, nhưng điều gì nên nói vẫn phải nói. Đừng thiếu lần này, rất cảm ơn cậu. Gắn kết mọi việc với thân phận của cậu ta thì không khó đoán ra người đứng trong bóng tối giúp nhà dương mật là ai đường học chính cũng không phủ nhận vợ cưới về là để thương cái gì nên làm vẫn phải làm lời anh rất nhẹ mà tiên nhiên lại hổ thẹn cúi đầu phải cậu nói rất phải quả thật là vì anh không muốn chống đối bà mẹ sắc sảo của anh nên mới để dương mật phải cực kỳ tuổi thân trong cái ngày lẽ ra là hạnh phúc nhất đời này nếu không có đường thiếu có lẽ anh đã cho cô dâu của anh một đám cưới tồi tệ nhất rồi. Sao anh đến muộn vậy? Giọng nói đầy hân hoan, vui sướng vang lên phía trên họ. Hai người đàn ông cùng ngẩng lên, thì thấy phù hiểu cười tư rói, tì vào lan can, khẽ trách yêu ai đó. Nó thấy cô bé nhà mình, là tâm trạng đường học chính lập tức tốt lên. Ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng chiếc váy xinh đẹp kia kìa. Chặt chặt, cô ấy rất ít đi giày cao gót. Hôm nay, cô ấy đi cao gót để lộ mắt cá chân, thật gợi cảm làm sao đứng có mệt không anh vội bước đến trước mặt cô cong môi cười cúi đầu ngắm nghía gương mặt xinh xắn của cô hôm nay cô có trang điểm nhẹ trông càng thêm tàu nhã vô hiểu thì như không nghe được anh nói gì vì cô còn đang bận mắt chữ a miệng chữ o ngắm nghía anh sau đó cô kinh ngạc thốt lên đừng thiếu hôm nay anh đẹp trai quá đi mất hôm nay anh ăn vận theo phong cách khác hẳn mọi hôm khiến khí chất toát ra từ anh vốn đã tuyệt vời nay lại càng tuyệt vời hơn Vụ tiểu thư khách sáo rồi. Đường học chính bật cười. Anh vốn định khen cô đôi câu, nhưng sau khi ngó thấy cảnh xuân lấp ló sau lưng cô, thì lập tức đổi giọng trách cứ. Hôm nay, em không ngoan chút nào cả. Sao lại mặc thế này đi ra ngoài hả? Anh từng dùng lưỡi cảm nhận vẻ đẹp của những đường cong trên lưng cô. Nên đương nhiên biết những đường cong đó quyến rũ cỡ nào. Sao cô ấy lại khoe tấm lưng tuyệt đẹp của mình ra thế chứ? Vậy chẳng phải sẽ khiến đám đàn ông nghĩ linh tinh ư? Em làm sao cơ? Phù Hiểu nghiêng đầu hỏi lại tỏ vẻ em không hiểu. Còn không biết đã mắc lỗi gì hả? Vậy chẳng phải tội càng thêm nặng ư? Đường học chính dướng mày, anh thấy mình phải nhân cơ hội này dạy bảo cô ấy mới được. Hiểu hiểu dưới đó có chuyện gì vậy con? Bà Dương từ phòng nghỉ đi ra, thật đúng lúc, bà cắt ngang kế hoạch của đường thiếu rồi. À không có gì đâu ạ, à, là đường học chính đến ạ. À. Phù Hiểu vẫn chưa nhận ra là mình vừa tránh được một kiếp nạn vội cười giải thích với bà dương a à, là tiểu đường à lâu rồi không gặp cái thằng bé tinh ranh này bà dương ngắm nghía anh với vẻ hiền từ mỉm cười chào đón cô vẫn khỏe chứ ạ à? đường học chính hỏi một cách lễ phép khỏe 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 lắm cảm ơn cháu đã quan tâm mẹ khách khứa đến khá đông đủ rồi hay ba mẹ vào bàn tiệc với đường thiếu luôn nhé tuy tiêu nhiên là mất bò mới lo làm chuồng nhưng may cho anh là vẫn chưa quá muộn. Anh thấy đường học chính tốn công, nâng địa vị của hai ông bà lên thì đoán, chắc là do phù hiểu nhờ. Bây giờ dù anh sắp xếp ba cô dương mật, đừng thiếu và phù hiểu vào bàn đầu tiên, thì mẹ anh cũng sẽ không ý kiến nghĩ còi gì. Làm vậy thì, dương mật phấn khởi, phù hiểu phấn khởi. Đương nhiên đường học chính cũng vừa lòng. Thậm chí là giải quyết êm đẹp luôn khó xử của anh. Chuyện tốt đã đưa lên tận cửa thế này, nếu anh còn không biết nắm lấy cơ hội tuyệt vời cỡ vậy mà xử lý vấn đề cho tốt, thì anh nên về vườn đi cho rồi. Gì? À, được, được. Vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt bà Dương thoáng cứng lại, nhưng bà rất nhanh mỉm cười gật gù. Mẹ đi gọi lão Dương. Nhân dịp này, Phu Hiểu khẽ hỏi. Thành công chứ? Đương nhiên, lão gia ra trận mà vợ. Anh cuốn người thầm thì vào tay cô. Phu Hiểu vả mồ hôi, còn lão gia cơ đấy. Anh kiếm đâu ra nhiều người thế? Chẳng qua cách này của anh ấy rất hay. Nếu nhà họ Dương cũng có mối quen biết ở Bắc Kinh, thì mẹ tiêu nhiên sẽ phải biết điều hơn. Họ hàng nhà anh cả đấy, đang gốc, nên anh mượn tên mấy người thôi. Cách nghĩ của đàn ông, đơn giản mà thô bạo. Nếu bà tiêu ý thế hiếp người, thì anh sẽ để gậy ông đập lưng ông. Họ hàng nhà anh cũng đông ghê ta. Nghe vậy, đường học chính nhìn cô bằng cái nhìn đầy hối lỗi. Vợ, đây chỉ là phần đổi của tảng băng trời thôi. Bao giờ tụi mình kết hôn, em nhớ thông cảm cho anh nhá. Coi như anh đã cảnh báo cô trước rồi đó. Anh chuyển đề tài nhanh quá, và đề tài của anh khủng khiếp quá, nên phù hiểu không biết nên phản ứng làm sao. Cô khẽ ho lên mấy tiếng. May cho cô là đúng lúc này, ông bà Dương từ phòng nghỉ đi ra cười bảo. Chúng ta đi thôi mấy người thông thả đi vào sảnh lớn khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới tiêu nhiên dẫn họ đến bàn đầu tiên bên tay phải luôn bàn đó đã có vài ông cán bộ ngồi họ thấy có người đến nhưng cũng không buồn để ý chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay vào chuyện rơm rã với nhau thấy tiêu nhiên muốn dẫn họ vào ngồi bàn đầu tiên thì ông dương cười ngăn anh lại tiểu tiêu ba mẹ ngồi đây được rồi mấy vị lãnh đạo ấy ba mẹ không quen ai ngồi đó khéo làm mất mặt nhà con sau đó ông quay lại nhìn phù hiểu và đường học chính Hiểu hiểu, tiểu đường Các con ngồi với hai ông bà già này nhé Cô chú chả quen ai ở đây Biết mỗi hai đứa Chúng ta ngồi với nhau cho thoải mái Phù hiểu liếc đường học chính một cái Người sau quét mắt qua bàn tiệc trên Công môi cười cười Thế ta ngồi đây luôn đi ạ à. Đừng thiếu Tiêu nhiên ngạc nhiên Đường học chính liếc xéo anh một cái Ánh mắt đầy cảnh cáo nhưng giọng nói thì cực kỳ thân thiện tớ cũng thấy chỗ này đẹp tầm nhìn rất rộng hóa ra có hơi khó chịu thật chả trách phù hiểu buồn nhưng mà không sao đâu tiểu tiêu mẹ ngồi đâu chả được bà dương nghĩ tiêu nhiên đang khó xử nên rất tâm lý vừa nói vừa cùng ông dương ngồi xuống cô hiểu nghĩ chắc anh có ý gì đó mới làm thế nên cô không truy hỏi thêm mà ngồi xuống với ông bà dương đường học chính cũng vào bàn theo anh ngồi cạnh cô. Tiêu nhiên nghe ra ẩn ý trong lời đường học chính. Anh kẻ chau mày, nhưng không cách nào ngăn họ lại được. Cậu xuống dưới đi, hai đứa tớ sẽ chăm sóc cô chú giúp cậu. Đường học chính bóng gió. Vậy. Đúng đó, tiểu tiêu, con mau xuống đón khách đi, không cần lo cho chúng ta đâu. Ông Dương cười khà khà nói. Vâng. Tiêu nhiên hết cách, đành vân đại một tiếng rồi rời đi. Anh định làm gì hả? đợi tiêu nhiên đi khuất, phù hiểu mới kẻ hỏi. Muốn ngồi cũng phải là người ta mời anh lên đó ngồi, không thì mất mặt quá. Đường học chính đáp, vẻ đương nhiên là phải thế. À, cô quên mất, người ta sĩ diện lắm. Sẽ không để dương mật và tiêu nhiên phải khó xử chứ. Không đâu, em yên tâm đi. Những thứ như tin đồn, luôn được truyền đi với vận tốc ánh sáng, nhất là những tin quan trọng có liên quan đến mình. Thế nên chuyện dưới lầu, các ông to tặng lãng hoa, được mọi người bàn tán rất rôm trả. Rồi, vụ đời thứ ba của nhà họ đường, chủ nhân của câu lạc bộ phong hoa, người vốn cực kỳ khó gặp được, đích thân đến dự tiệc cưới được tung ra. Sau khi xác định tính chính xác của tin này, khách khứa sôi nổi hẳn lên. Chỉ cần là người có chút hiểu biết thời cục, thì sẽ biết người này cỡ nào nên làm quen, và cỡ nào khó làm quen. Nhất là đám cán bộ có phần hống hách, đang ngồi bàn tiệc thứ nhất họ khá là nhấp nhổm bất an. Thỉnh thoảng, họ vờ tình cờ nhìn về phía chàng thanh niên tuấn tú ngồi bàn dưới họ. Họ thấy mình như đang đứng đóng lửa, ngồi đóng than. Cảm giác khi này của họ, nếu so sánh quá lên một chút thì là mình quan thất phẩm tép riêu, đang ngồi ghế trên hoàng thái tử. Sau, họ còn nghe nói, tất cả các ông sếp to đều đưa quà, với danh nghĩa là khách của nhà gái. Vậy ba mẹ cô dâu, người mà thiếu gia nhà họ đường phải đích thân tiếp đãi rốt cuộc thế lực đến mức nào. Giờ họ ngồi thế này, chẳng phải giọng khách ác giọng chủ ư. Bọn họ chỉ là mấy quan chức nhỏ, sao dám chọc vào đám người đó chứ. Mấy ông cán bộ nọ càng nghĩ càng thấy lo, thậm chí đã có người thầm oán ba mẹ tiêu nhiên. Nhà họ tiêu làm thế này, chẳng phải là cố ý chơi đẻo họ ư. Phù hiểu cũng thấy bầu không khí trong đại sảnh khang khác, cô hỏi một cách khiêm tốn. Mấy ông đó sao vậy? Sao có đi ăn cưới thôi, mà cũng lại tỏ ra căng thẳng thế chứ. Ai mà biết. Đường Học chính giả vờ hồ đồ. Hôm nay đã đỡ hơn chưa? Bà Dương thính tai nghe được. Hiểu hiểu, con không thoải mái ư? Phù Hiểu lập tức đỏ mặt, cô che cổ, đến là giấu đầu hở đuôi. Không, không đâu ạ, à, con có hơi đau bụng. Đau bụng thì che cổ làm gì? Đường Học chính buồn cười quá, bật cười. Hả, hay là ăn phải cái gì rồi? bây giờ con còn đau không? Bà Dương hỏi vẻ quan tâm. Bà là người chất phát nên đã quên điều kiện tiên quyết của vấn đề. Sao đường học chính biết phù hiểu không được khỏe? Con hết đau rồi ạ. À? Phù hiểu vội đáp, tiện thể lườm đường đại thiếu gia khi này đang rất hớn hở một cái. Em phải cẩn thận chứ, sức khỏe là vốn liếng để làm cách mạng đó. Đường học chính còn cố ghẹo cô, dặn dò cô ra vẻ quan tâm lắm. Ấy, anh là anh nghiêm túc đấy. Cô yếu thế, thì ai làm cách mạng với anh bây giờ? Phù hiểu càng ngày càng hiểu người đàn ông này, nên đoán ngay ra suy nghĩ của anh chàng. Cô lén đưa tay xuống dưới bàn véo đùi anh, ngược lại bị anh túm tay, giữ chặt ở đùi luôn. Bỏ ra nào! Phù hiểu biết mình thua muôn người ta, giết xéo anh một cái, ngầm ra hiểu. Đường học chính đáp trả cô bằng cách, cầm bàn tay bé nhỏ của cô lên nghịch, còn ra vẻ nghiêm trang hỏi. Phù hiểu, em nhìn anh làm gì? Có chuyện gì à? cả đàn ông siêu hư đống này nữa phù hiểu tức mé mói máu trong anh chàng chính chắn thế mới ức chứ đúng lúc đó bà tiêu đưa mấy sếp lớn của cơ quan bà lên lầu ngó thấy đường học chính ngồi cạnh người nhà dương mật ở quê lên thì bà xém xỉu luôn rốt cuộc tiểu nhiên định làm gì vậy sao lại xếp vị thiếu gia xuất thân hiển hách ấy vòng ngồi chỗ đó chứ sếp lớn của đơn vị bà tiêu thì đã nghe về đường học chính khi lên lầu rồi Đầu tiên, ông này liếc bàn tiệc thứ hai, sau đó hỏi kẻ. Ai là thiếu gia nhà họ đường thế? Bà Tiêu không biết chống chế sao, đành phải thú thật. Là cậu trai trẻ ngồi bàn thứ hai, bên tay phải. Bàn thứ hai bên tay phải chỉ có bốn người ngồi, nên rất dễ phân biệt. Ông xếp có hơi mập mạc nọ, trong mặt mày của đường học chính, cao mày, kẻ trách. Lão Tần sao bà lại xếp chỗ kiểu đó? Chẳng lẽ bà không biết ý nghĩa của câu lạc bộ phong hoa ư? hay bà thấy cậu ta ít tuổi cho cậu ta là thằng ranh chỉ biết dựa hơi cha ông, nên mới sơ sảy cậu ta. Tôi bảo thật chứ, tôi cũng vất vả lắm, tốn không biết bao nhiêu là tiền, mới được vào làm hội viên câu lạc bộ đó, mà ở đó tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi, bà vẫn định để thế kia ư. Nhà họ hàng và nhà họ đường là ai kia chứ? Người thừa kế mà họ dạy ra không hay lộ diện, thì sẽ là kẻ bất tài hay sao? Chỉ có kẻ thường thường, thì mới hay lên tích ở trang đầu các tờ giải trí thôi. Tờ thứ ba của hai gia tộc lớn đó, phải thần bí thế này, phải ít lộ diện thế này, mới không thể khinh thường đó. Bị các sếp phê bình, bà tiêu khổ mà không biết thang với ai, đành gật gù vân dạ. Bà cũng biết thân phận của đường học chính cực kỳ tôn quý, nên tươi cười dẫn mấy ông sếp đơn vị bà đến chỗ anh. Học chính à, cô giới thiệu với cháu nhé, đây là sở trưởng sở cô, sở trưởng dư, còn hai vị này là sở phó sở cô sở phó vương và sở phó du. Sở trưởng dư cấp cặp tài liệu, cười đến là thân thiện. Chào cậu, chàng trai. Đường học chính ngẩng lên nhìn, nhưng không định đứng dậy. Chào mọi người. Anh cười khách sáo. Trong khi đám người dồn cả sự chú ý vào mình thì dưới bàn, anh vẫn đang nghịch bàn tay bé nhỏ của ai đó. Hai ông sở phó đứng cạnh đó có phần không quen. Lâu lắm rồi mới có người chào họ, theo kiểu không quá lễ phép này đã thấy người đó lại còn là một cậu thanh niên chỉ đáng tuổi con họ nữa chứ sở trưởng dư không hề để bụng chuyện đó ông tìm đề tài chuyện phím ông bà đây là à cô chú ấy là ba mẹ của em gái tôi khi giới thiệu ông dương và bà dương giọng anh thân thiết hẳn hơn nữa anh không giới thiệu dương mật là chị dâu theo tiêu nhiên mà giới thiệu cô là em gái theo phù hiểu chính là ba mẹ cô dâu đó cô chú ấy từ quê lên đây ăn cưới con lúc tôi ở nhà họ dương cô chú giúp đỡ tôi nhiều, nên hôm nay tôi đến đây với cô chú. À, thì ra là thông gia của lão Tần. Ha ha, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị gã con gái yêu. Sở trưởng Dư cười tươi trói. Những lãng hoa dưới lầu là mấy ông lớn nể mặt hai người này mà tặng đây. Cảm ơn, cảm ơn. Ông bà Dương có phần câu nệ, đứng dậy cảm ơn. Ngồi đi, đừng khách sáo thế, nhưng sao hai vị lại ngồi đây thế này? Hôm nay là ngày vui của con gái hai vị cơ mà, hai vị là ba mẹ cô dâu thì phải ngồi bàn tiệc trên chứ. Nào, 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 để tôi đưa mấy vị lên đó. Sở trưởng Dư nhiệt tình mời. Ha ha, không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi. Sở trưởng Dư à, mấy ông mau lên bàn trên ngồi đi. Đường học chính ngồi im không nhúc nhích, chỉ cười nhạt chứ không nói gì. Bà Tiêu thì sốt ruột lắm, bà đi đến kéo bà Dương, cười cực kỳ thân thiện chị thông gia tôi bận đón khách ở dưới kia, nên chưa kịp lên đây xem thế nào. Sao anh chị đã ngồi vào đây thế này? Mau lên bàn tiệc trên ngồi đi, hôm nay anh chị cũng là nhân vật chính đó. Gì? Vậy? Lần này thì đến lượt ông bà Dương thấy khó hiểu. Phù hiểu mỉm cười, nắng nắng tay anh tỏ ý khen ngợi. Nào, 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 để tôi đưa anh chị đi lên. Anh chị ngồi đây, người không biết lại tưởng nhà họ tiêu chúng tôi không biết đường cư xử. Bà Tiêu kéo mạnh hơn, Hồng kéo bà Dương đứng dậy. Rồi bà Bảo với Phù Hiểu ngồi cạnh đó. Cô gái trẻ à, Dương Mật có mời bạn bè mấy cô cậu ấy ngồi cả dưới kia. Các cháu thanh niên ngồi với nhau cho vui. Hay để cô dẫn cháu xuống đó nhé. Lần này thì bà Tiêu thật sự chọc tức anh rồi. Bốn anh đã rất bực vì bà ta gián tiếp làm vợ của đường đại thiếu gia anh khóc nên anh mới dở trò này. Những người anh mượn tên đều là những người quyền cao chức trọng nhất nhà anh chỉ sau có lão thủ trưởng mấy ông tàn tàn còn chưa đến lượt đâu nhé bà ta giỏi thật bà ta làm thế hóa ra bà ta không coi tấm lòng thành của anh với vợ ra di ư trái lại phù hiểu thấy thế cũng không sao cả chỉ cần ông bà dương nhận được sự tôn trọng đích đáng là cô đã vui rồi cô nghĩ mình vốn là bề dưới mình ngồi đâu mà chả được cô đang định vân thì người đàn ông đang nắm tay cô lên tiếng trước không cần đổi chỗ cháu thấy chỗ này rất tốt. Chú Dương, cháu ngồi đây lâu, nên không muốn đứng dậy đi đâu nữa. Học chính. Bà Tiêu kinh ngạc lắm. Trước kia mấy lần bà tình cờ gặp cậu ta, lần nào cậu ta cũng rất khách sáo với bà. Sau hôm nay, cậu ta cứ như cố ý chống đối bà vậy. Cháu thấy vậy đấy. Sở trưởng Dư cũng là người tinh ý. Ông đã lăn lộn quan trường bao nhiêu năm rồi mà. Nghe giọng là ông biết anh đang không hài lòng, nên ngăn bà Tiêu lại cười ha hả bảo "Tôi cũng thấy ngồi chỗ này tốt hơn ngồi mâm trên, chỗ kia gần sân khấu quá, học chính cháu biết chọn chỗ lắm." Ông đùa rồi ngồi xuống cạnh anh. "Mấy ông nè, chúng ta ngồi cả đây nhé." Thấy vậy, hai ông sở phó cũng ngồi xuống theo. "Sở trưởng dư." Như... Bà Tiêu lại càng khó xử hơn. "Sao mọi người ngồi bàn tiệc dưới cả thế này?" Vậy thì số ghế trật hết vai vế mất. Đường Học Chính chớp mắt, nở nụ cười cười đầy ẩn ý kỳ lạ ghê ba ông chú mà tiêu phương dân đưa lên toàn sở trưởng với sở phó sau cô thấy mấy ông ấy cứ như đang nịnh nọt đường học chính hay sao ý người trung quốc vốn chuối số ghế ngồi ngồi ghế trên ghế trước hay ngồi ghế dưới ghế sau phân rõ vai vế người ngồi bây giờ mấy người vai vế nhất ngồi cả bàn tiệc dưới mấy ông cán bộ cấp dưới họ sao ngồi nổi bàn tiệc trên chứ vài người đã kiếm cớ lân la đến bàn nọ ngồi chỉ còn mấy vị cán bộ là không thể tự mình viện cớ đi xuống, lại cũng không thể ngồi nổi bàn tiệc trên là xịu mặt ra, đợi bà Tiêu xếp chỗ lại. Bà Tiêu bất an lắm, cười xin lỗi từng người một, rồi xếp họ vào bàn khác. Tuy chức của mấy người nọ không quá to, nhưng trong giới trung thượng lưu thủ đô, họ cũng là những người có uy tín. Hôm nay vụ xếp chỗ của nhà họ Tiêu khiến họ đã ngồi vào bàn tiệc trên rồi còn phải bò xuống dưới, làm họ thấy rất mất mặt. Mấy vị cán bộ nọ cố nén giận trong lòng. Một ông cán bộ hối đầu bảo: "Lão Tần à, bà làm thế này mà coi được à? Thế này chẳng phải bà biến chúng tôi thành trò hề cho mọi người xem ư?" Bà Tiêu nghe vậy thì sợ đến vã mồ hôi lạnh, vội chối đầy đẩy: "Không, không, không, đội trưởng Lý, ngài đang nói gì vậy? Tôi đâu dám thế chứ. Thật ra là học chính cậu ấy đến bất ngờ quá, cậu ấy còn trẻ nên nóng tính, các ông cho tôi xin lỗi." một vị lãnh đạo khác cười lạnh. Gọi thân thiết ghê, lão Tần có dù lớn vậy rồi, nhưng cũng chớ quên chúng tôi nha. Bà Tiêu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, luôn miệng xin lỗi rồi vì xấu hổ quá, mà kiếm cớ rời đi. Bà liếc bàn ông bà Dương ngồi, mà sốt hết cả ruột. Không cần phải nói cũng biết, mấy ông cán bộ mà bà xếp lại chỗ cho họ, nhất định là án bà lắm. Lần này thì xong rồi, vốn bà xếp họ ngồi bàn tiệc trên là để họ thấy bà nể họ giờ thành ra bà cố ý chơi đẻo họ, thật đúng là tự bê đá đập chân mình mà. Sau này có chuyện gì nhờ đám người nọ, kiểu gì họ chẳng chăm chọc lại cho, hay ra đều do mình có mắt không trồng ném vàng nhặt đá. Nghe giọng đường học chính là biết cậu ta không ưa bà. Ai mà ngờ nhà họ Dương còn có mối quen biết này cơ chứ? Bà tiêu nản quá, chẳng muốn ở lại mà khắc phục hậu quả chút nào, nhưng vẫn phải gượng cười đứng chỉ đạo nhân viên phục vụ dọn bàn tiệc đầu tiên bên tay phải, xuống ngay trước mặt mọi người. Dương bậc nào có biết chuyện xảy ra trên lầu chứ? Mãi đến khi cô dâu chú rể vào hội trường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra. Ba mẹ mình đang ngồi vị trí chủ tọa, bàn đầu tiên bên tay phải. Cô siết chặt bó hoa cưới, nhìn ba mẹ cười rạng rỡ, nhìn phù hiểu cười tư rói, nhìn đường học chính cười thẳng nhiên. Cô chớp mắt, cố nén không để dọc lại nơi khóe mắt tràn mi. Sau đó khi dân trà cho ba mẹ, Dương Mật nắm tay ba mẹ khóc òa như trẻ con. Tất cả mọi người đều cho là cô không đỡ xa ba mẹ, nào ai biết câu chuyện đằng sau. Trong bữa ăn, Phù Hiểu vừa ăn vừa chú ý nghe những người cùng bàn nói chuyện. Cô nghe thấy họ nói với đường học chính, cái gì mà câu lạc bộ phong hoa, lão tướng quân rồi tổng giám đốc hàng. Rồi đến khi chúc rượu nhau, đám cán bộ nọ chúc rượu đường học chính trước, rồi mới chúc rượu ông bà Dương hành động này của họ càng khiến cô khó hiểu hơn tuy cô chưa đi làm ở đơn vị hành chính bao giờ nhưng cô biết nếu đường học chính chỉ là người thường thì đám lãnh đạo nọ sẽ không khách sáo với anh đến vậy chẳng phải anh ấy chỉ là một anh bộ đội thôi ư dù anh ấy có là bộ đội đặc chủng thì ở tuổi này quân hàm của anh ấy cũng không thể quá cao cho được sao mấy ông nọ cứ làm quá lên thế chứ còn nữa sao trong anh ấy cứ như anh ấy đã quen với mấy cảnh này lắm rồi sao em toàn ăn cay thế hả? Uống hớp canh vào đi kẻo đau dạ dày. Tuy đang bận xả dao với mấy ông sếp, nhưng đường học chính vẫn không quên chú ý phù hiểu. Thấy cô toàn ăn cay thì anh vội cản lại. Đồng thời vẫy nhân viên phục vụ, để cô nhân viên nọ mang canh đến bàn tiệc họ ngồi. Rồi anh múc một chén canh đặt trước mặt cô. Canh này có bạch quả, em không thích. Phù hiểu cao mày. Không cho em kén ăn. Ăn cay nhiều quá nhỡ đau bụng thì sao? Đồ Hitler. Cô thầm thì nhấp một ngụm canh một cách không tình nguyện. Ha ha, tiểu đường à, chỉ có cháu nói con bé mới chịu nghe đó, hiểu hiểu nó kén ăn lắm nên mới gầy thế này. Bà Dương cười lớn. Hôm qua bà còn trằn trọc không ngủ được, nhưng hôm nay, dù bà không biết cụ thể đầu đuôi câu chuyện, thấy vấn đề khiến vợ chồng bà buồn lòng đã được giải quyết tốt đẹp thì bà cũng yên lòng. Em nghe thấy chưa? đừng học chính nhân cơ hội này răng dạy cô. Cái cô nàng này mà không có món cay trên mâm là toàn lười ăn thôi. Em có kén ăn đâu chứ, còn hơn anh chán nhá. Phù hiểu phản bác, anh mới khó hầu ý. Nguyên liệu nấu phải là đồ tươi ngon nhất. Hơi có tí vấn đề là không chịu đụng đũa liền. Giọng điệu thân thiết này dễ khiến người ta nghĩ lắm nha. Phó sở trưởng du sực ngộ ra cười bảo. Hóa ra hai bạn trẻ là một đôi. Chả trách khi lão tần bảo họ tách ra ngồi, cậu chàng không vui. Ai à da, lão Tần vốn là người cẩn thận, chu đáo. Sao trong mấy chuyện quan trọng này lại sơ sót hoài vậy? Đường học chính chỉ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ông Dương với bà Dương thoáng liếc nhau, rồi quay sang nhìn phù hiểu, thì thấy cô nàng cong môi cười và cúi đầu hút canh. Dương mật thay bộ sườn xám ra mời rượu, cô đến bàn họ nhà gái ngồi đầu tiên. Sau khi đi một vòng mời tất cả mọi người, cô không vội rời sang bàn khác, mà rót đầy một ly rượu cho đường học chính. Cô nói với vẻ cảm kích. Đừng thiếu, ly rượu này là dương mật tớ, nhất định phải kính cậu. Ân đức của cậu, tớ cảm ơn thế nào cũng không đủ. Tớ nói câu này có vẻ không biết lượng sức mình. Nhưng sau này, nếu cậu cần tớ, chỉ cần cho tớ biết, tớ sẽ làm hết khả năng của mình để giúp cậu. Đừng học chính cười cười. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chồng cậu đi. Nếu cậu ấy không nhờ, thì tớ đã không làm thế này lời này cũng là phù hiểu dặn anh nói cô bảo xảy ra chuyện này nhất định hai vợ chồng sẽ xích mích với nhau không thể để điều đó làm rạn nứt tình cảm vợ chồng họ được Tuy nhiên đứng ngay sau dương mật mặt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có sau đó anh có phần hổ thẹn gật đầu đầy cảm kích với đường học chính dương mật nghe thế cũng sửng sốt quay sang nhìn chồng sao anh chẳng chịu nói gì với em cả Cô cảm động lắm, hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cho cô. Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc nở trên môi dương mật, người có công lớn nhất lần này, phù hiểu, cười hiếp mí. Thế là tốt rồi, mọi người ai cũng vui vẻ cả. Đường học chính thì ngắm cô cười. Tâm hồn cô đẹp quá, anh nghĩ, sao vợ mình đáng yêu thế không biết. Làm việc tốt mà giống trống khua chiên, đòi lưu danh, đòi người ta biết đến là tốt giả tạo, như anh hôm nay ý. Còn người tốt thực thụ là phải giống cô kia. Cô là người có công nhất trong chuyện này, nhưng cô không đòi ai biết ơn mình. Thậm chí còn sẵn sàng đem tiếng tốt nhường cho người khác. Tuy những người khác sẽ không nghe ra ý trong những câu nói của họ. Nhưng ông bà Dương thì hiểu, hiểu rất rõ, ra việc xếp chỗ này là tiểu đường giúp giải quyết. Chả Giả trách thái độ của nhà thông gia quay ngoắt 180 độ luôn. Chỉ có điều, chẳng phải tiểu đường là sinh viên trường quân đội ư. Sao mọi người nể mặt thằng bé thế? Hiểu hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Bà Dương kéo phù hiểu, hỏi khẽ. Con cũng không rõ lắm, chỉ cần giải quyết được vấn đề là tốt rồi. Bạn phù hiểu nói với vẻ lạc quan. Bà Dương không biết nói gì. Nếu ai cũng nhìn mọi chuyện thoáng như con bé thì tốt quá. Qua mấy tuần rượu, thấy phù hiểu đã ăn khá no, thì đường học chính hỏi cô có muốn về không? Khi này, anh đã hơi chén choáng rồi, nãy giờ đông người mời rượu quá mà. Phù Hiểu nhìn Dương Mật đang đi khắp các bàn tiệc để chúc rượu, rồi lại nhìn sang ông bà Dương đã đặt đũa xuống. Cô hỏi hai ông bà. Chú Dương, hay để chúng con đưa cô chú về nghỉ trước nhé. Dương Mật bận lắm, còn ở đây cũng không biết tiếp chuyện với ai. Hai ông bà liếc nhau. Cũng được, vậy để tiểu đường ngồi với các đồng chí lãnh đạo chúng ta về trước đi. Cháu cũng say rồi, không về là cháu gục liền đó. Đường học chính cười cười, đứng dậy đầu tiên tiện tay nhấc luôn chiếc túi sách của phù hiểu vắt ở lưng ghế. Đám người ngồi cùng bàn họ cũng đứng lên giữ anh lại. Đường học chính hiếp mắt, tựa vào người phù hiểu ra vẻ say lắm rồi. Ông bà dương sợ anh chém choáng, nhắc phù hiểu dìu anh. Bà Tiêu từ đầu buổi tiệc đến giờ toàn loanh quanh ở mấy bàn họ nhà trai ngồi, chứ không dám đến đó chút rượu. Giờ bà thấy đám đường học chính định đi về, nhìn tiêu nhiên bận tiếp rượu bàn khác, lại bị ông Tiêu liếc mắt ra hiệu, thì bất đắc dĩ phải ra tiễn khách thấy bà đường học chính cười, phô hàm răng trắng đều tam tắp. Tiêu phu nhân, em gái cháu sau này còn phải nhờ cô nhiều, con bé còn nhỏ đôi lúc còn không hiểu chuyện, cô đừng chấp nhất con bé, có gì cô cứ bảo cháu, rồi cháu sẽ mắng con bé giúp cô. Ông bà Dương nhìn đường học chính, với ánh mắt đầy cảm kích. Bà Tiêu vội đỡ lời. Sao cháu lại nói thế? Dương Mật là cô gái tốt, rất hiếu thảo và nghe lời, không có gì để chê trách cả. Cô thích con bé lắm. Sau này, cô sẽ còn tốt với con bé hơn. Người ta đã nói thế rồi, sau này, bà còn dám làm gì chị ta nữa chứ? Ô dù của chị ta to thế cơ mà. Tuy khi nói mấy câu này, bà có hơi phật ý nhưng sau khi về nhà, đếm chỗ tiền mừng thì cũng thôi. Những ông to tặng lãng hoa đến, ai cũng mừng từ một vạn trở lên. Đường học chính lại càng rộng rãi hơn. Ngược lại, mấy ông cán bộ bà mời, ông nào ông đấy, mừng ở mức tối thiểu cho một đám cưới thành ý của hai nhóm khách khác hẳn nhau hơn nữa dương mật có mối quen biết này cũng rất có lợi cho nhà họ tiêu bà nghĩ vậy bà thôi không hoạnh hoẹ nữa cũng bất giác thấy ưng dương mật hơn nhưng đó là chuyện về sau mấy ông cán bộ tiễn mấy người họ đến đầu cầu thang sau ông bà dương chối khéo mãi mới quay vào ông bà tiêu đưa mấy người họ xuống lầu dương mật và tiên nhiên cũng muốn xuống tiễn nhưng phù hiểu ngăn họ lại hai người đi tiếp khách đi em và đường học chính sẽ đưa chú dương cô dương về đường học chính đang khoác vai phù hiểu tuy thời nay xã hội hiện đại quan hệ giữa nam và nữ có thoáng hơn bạn bè bá vai bá cổ nhau cũng là chuyện bình thường nhưng dương mật vẫn thấy khi phù hiểu và đường học chính đứng cạnh nhau giữa họ toát lên sự thân mật không tên động tác của họ hợp nhau đến khó tin cô mãi tròn mắt nhìn nên quên không hỏi đến khi sực nhớ ra muốn hỏi thì họ đã xuống lầu rồi. Mấy người họ thông thả xuống lầu. Nhân viên khách sạn vẫn chưa dọn hai hàng lãng hoa đi chỗ khác, nên Phù Hiểu có thể đọc những dòng chữ trên giải băng cho thỏa trí tò mò. Đọc xong, mồ hôi lạnh của cô vã ra như tắm. Những người này là họ hàng nhà anh cả à? Ừ, hai ông họ đường là bác cả và chú út Anh, ông họ Cốc là chồng cô hai anh, ông họ Hồ là ông xã dì Úc Anh. Ngừng, ngừng, ngừng. Phù hiểu vội cắt ngang lời giới thiệu của anh, cô sắp xỉu rồi nè. Nhà khác có một người họ hàng làm to cỡ đó, đã quý lắm rồi. Sao cô, dì, chú, bác nhà anh ấy? Ai cũng. Quyền thế vậy trời. Em sao thế? Đường học chính đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh cố tình giả ngu. Anh đang lo không biết mình nên cho cô biết gia thế của mình kiểu gì, để cô khỏi sợ quá chạy mất, thì vừa hay có sự kiện này. Anh nghĩ bây giờ để cô biết đôi chút, thì sau này cô sẽ dễ chấp nhận thân thế của anh hơn. Còn nữa anh biết tổng ông bà Dương không quá ủng hộ việc bọn họ thành đôi. Hôm nay thể hiện với hai cô chú ấy chút chút, thì sau này muốn qua cửa hai cô chú ấy cũng dễ hơn. Tục ngưỡng nói rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ai lại làm khó dễ người đã giúp mình bao giờ? Một mũi tên trúng hai đích. Anh! Lẽ nào anh ấy là... Học chính cháu có sai lắm không? thấy anh cứ dựa vào phù hiểu hoài bà tiêu hỏi với vẻ quan tâm cháu không sao đường học chính lắc đầu cười đáp lời hôm nay cháu cũng uống nhiều rồi hiểu hiểu con nhiều tiểu đường đi bà dương nói tuy người anh sặc mùi rượu nhưng phù hiểu vẫn có cảm giác là anh không dễ say bí tỉ thế cô thấy nghi nghi nhưng cũng không nói gì ông tiêu và bà tiêu đưa họ đến cửa khách sạn đang nghĩ xem nên gọi ai đưa họ về thì một chiếc Humber của quân đội đã dừng trước hai người. Tài xế chỉnh chu trong bộ quân trang đi xuống mở cửa xe. Đường học chính để phù hiểu và ông bà Dương ngồi ghế sau còn anh thì ngồi vào ghế phụ. Ông Tiêu vờ ngạc nhiên, lén ngó biển xe. Ông không khỏi cảm thán, chàng trai này quả là kính tiếng. May mà có nhà thông gia, chứ không thì hai vợ chồng ông cũng sẽ giống những người khác. Chẳng bao giờ biết được thân phận của cậu ta. Trên đường về căn hộ mà Dương Mật và Tiêu Nhiên thuê, bà dương như sực nhớ ra điều gì bảo hiểu hiểu trí nhớ của cô tệ quá đi dương mật có nói là đã đặt phòng khách sạn cho con rồi khách sạn tên cái gì la ý nhỉ hay cô dương đi khách sạn ngủ với con nhé chú dương con về ngủ nhà hai đứa nó một mình cũng được gì ạ à? cô dương cô khách sáo quá rồi nhà cháu vẫn còn mấy phòng trống đang đợi nữ chủ nhân của chúng nó đấy còn bảo dương mật đặt phòng khách sạn làm gì thế chẳng phải lãng phí rồi ư Cô yên tâm mọi người đã đến Bắc Kinh, đương nhiên cháu phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi. Cháu vốn định mời cô chú đến nhà cháu ở mấy hôm, nhưng nghĩ chắc cô chú muốn gần con gái, nên cháu không ngỏ lời nữa. Đường học chính cười cười, giọng anh rền vang, trong không gian khá là rộng rãi của phòng xe. Vậy, hiểu hiểu. Anh đã nói hết nước hết cái, nên bà dương đành để đương sự tự chọn. À thì. Bù hiểu ho khẽ một tiếng, cô nhìn vào kính chiếu hậu ánh vào mắt cô là đôi con ngươi đen sâu thẳm của anh, khiến tim cô như đập nhanh hơn. Cô lúng búng. Ở khách sạn tốn kém lắm, con ở nhà miễn phí thì hơn. Xem phù hiểu của chúng ta biết lo cho gia đình chưa này. Người nào đó rất chi là hài lòng, cười nghiêng ngã. Cái gã này. Vậy, vậy có phiền tiểu đường lắm không? Hiểu hiểu à, Mật Nhi đã đặt phòng sẵn cho con rồi. Con không phải lo khoản tiền đông đâu. Tiểu đường chắc cũng bận việc của cậu ấy con cũng đừng quấy trời cậu ấy. Cho rằng phù hiểu muốn tiết kiệm tiền cho Dương Mật, bà Dương khuyên nhủ. Có gì đâu mà quấy trời mới chả quấy riết, được hân hạnh đón tiếp phù hiểu, cháu mừng còn chả kịp. Cái gã này nữa chỉ giỏi trêu cô thôi. Phù hiểu quyết định đánh đòn phủ đầu anh chàng, cô hắn giọng. Chú Dương, cô Dương, thật ra, con đang hẹn hò với đường học chính. Gì? Trên xe có 5 người thì trừ cô ra, cả bốn người còn lại, trong đó có một người cũng là đương sự giống cô cùng giật mình thốt lên phản ứng này của mấy người khiến khí thế của cô nàng hay xấu hổ nào đó bay sạch cô đỏ mặt có có gì không đúng ạ à? sao ai cũng ngạc nhiên vậy mà cả anh cũng thế là sao à không không có gì đây là chuyện tốt mà ông dương là người đầu tiên bình tĩnh lại ông cười khà bảo tôi đã bảo là tiểu đường chấm phù hiểu nhà tôi rồi mà xem ra ông lão này còn tin tưởng lắm. Thế là mặt phù hiểu càng đó hơn. Đường học chính phá ra cười. Cô nàng này đúng là khó đoán mà, anh vốn cho là mình đã rất hiểu cô, không ngờ cô lại cho anh một niềm vui bất ngờ thế này. Cô làm anh kinh hỉ quá đi mất. Bà Dương vốn không quá hài lòng với việc hai người họ thành đôi, nhưng thấy mặt nào của anh cũng tốt, và anh lại là ân nhân của nhà họ Dương bà, thì cũng đành thôi. Đã thế này rồi bà còn phản đối sao được. Thế là bà cũng cười, hùa theo ông Dương. Tốt, tốt, hai đứa thành đôi là chuyện tốt mà. Nhưng cái con bé này nữa, sao con không kể với chúng ta sớm hơn? Thì cũng vì con thấy dạo này cô chú quá bận với đám cưới Dương mật đó mà. Con định chờ xong đám cưới cậu ấy, sẽ nói cho mọi người ạ. À. Giải quyết xong một mối lo, phù hiểu thở phào nhẹ nhõm. Thế này, chắc anh ấy sẽ không suốt ngày gẹo bóng gẹo gió cô nữa. Qua kính chiếu hậu, tài xế liếc trộm phù hiểu một cái hẩu vị của đường thiếu thay đổi rồi à. Nhưng mà lần này, cô gái thơ ngây, trong sáng đã giới thiệu cậu ấy với người nhà rồi. Đến lúc chia tay, sẽ không có những chuyện như dọa tự tử chứ. Khi đến sân tòa nhà tiêu nhiên và Dương Mật thuê, ông bà Dương xuống xe. Bà Dương định nói gì đó sao lại thôi. Bây giờ con bé phù hiểu đến ngủ nhà tiểu đường, liệu hai đứa có. Nhưng giới trẻ thời nay khác thời xưa, khi ông bà còn trẻ nhiều lắm, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Mật Nhi cũng chung sống với Tiêu Nhiên trước khi kết hôn với thằng bé. Nhưng mà tính hiểu hiểu không hướng ngoại như Mật Nhi, sẽ không sao chứ. Bà Dương thông thả bước lên thềm, vừa đi vừa ngoái lại. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng ông bà Dương nữa, đường học chính lập tức ngồi vào dãy ghế sau, nâng má hai phù hiểu lên, rồi hôn cô tới tóc. Vợ ngoan, anh nhớ em muốn chết luôn. Khi cô không chút do dự công khai quan hệ của hai người, anh đã muốn làm thế này lắm rồi nhưng anh sở ấn tượng tốt mà anh vất vả lắm mới tạo dựng được với ông bà Dương sẽ vì hành động đó mà mất đi. Thế nên khi nãy anh cố nhịn. Nhịn lâu thế này thật mẹ nó khó chịu mà. Tuy rằng về cơ bản, Phù Hiểu đã coi anh là một con sói háo sắc. Nhưng cô không ngờ là anh lại đói khát đến vậy, còn bác Tài ngồi trên kia. Cô hì hụi đẩy anh ra, thì đại thiếu gia lại cho hành động của cô là tình thú. Anh tóm lấy tay cô để lên ngực, đôi môi đượm hương rượu của anh ngậm lấy môi cô, mê mãi cắn mút. Cục cưng bé bỏng, hôm nay, em mặc chiếc váy này đẹp lắm, nhưng sau này không cho em mặc nó nữa. Đường học chính vuốt về tấm lưng trần của cô, thở dốc rồi ghé vào cổ cô gặm gò. Vừa say tình anh vừa không quên dặn dò. Anh đừng nghịch nữa nào. Phù hiểu né trái né phải, bấn quá, cô khẽ mắng anh. Anh say rồi. Đường đại thiếu gia bỗng làm nũng. Anh nói dối không tin em ngửi thử. Anh cắn nhẹ lên chớp mũi cô. Có phải toàn là mùi rượu không em? Dù thế thì anh cũng chưa có say, ngồi nghiêm chỉnh cho em. Đừng dựa cả vào cô thế. Ban ngày ban mặt, đừng để tài xế người ta cười cho, có được không? Cậu ta đang nhìn đường. Đường học chính, em giận thật rồi nè. Anh không sợ mất mặt, nhưng cô thì vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi. Gọi lão ra đi rồi anh tha cô hiểu vì cười anh không sợ người ta cười cho à vô văn hóa quá cái này gọi là quý nhau như khách em xin ngài hãy nâng mâm ngang mày với em đi không được anh muốn ngắm khuôn mặt của em cơ chắc là anh ấy say thật rồi nhỉ cô nhắc khéo anh phải lịch sự thì anh lại lai rai sang chuyện nâng mâm thức ăn sẽ không ngắm được mặt cô vị tài xế trông có vẻ rất trầm tính khẽ bật cười cuối cùng anh cũng không nhịn cười nổi nữa rồi biết ngay là sẽ bị mất mặt mà. Phù hiểu thầm thang vùi đầu vào ngực anh Hồng trốn tránh thực tế. Đường học chính ôm cô vào lòng. Khi cô không nhìn thấy, vẻ mặt anh biến về vẻ bình tĩnh thường ngày. Tài xế trông thấy biểu cảm bình thản của anh qua kính chiếu hậu, thì không khỏi hốt hoảng. Thế là biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt người tài xế bay sạch. Anh nghiêm túc trở lại, nhìn chăm chăm vào đường. Hai đứa mình đi khách sạn nhé. Anh bế cô gái lên đùi anh ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Tuy chất cồn không khiến anh mất đi sự tỉnh táo, nhưng đã khơi dậy thú tính trong anh. Ban ngày ban mặt tỉnh bơ làm chuyện bậy bạ. Mấy chữ này trôi trong đầu cô, khiến cô như chim sợ cành công, giải khỏi vòng tay anh. Đừng mà anh. Phản ứng này của cô làm anh tuổi thân lắm. Đường đại thiếu gia nhướng mày. Vì sao? Chuyện này mà cũng hỏi vì sao à? Thích hỏi vì sao thế? thì anh đi mà đọc 10 vạn câu hỏi vì sao ý. Cô hiểu biết thừa là anh cố ý liếc xéo anh một cái vẻ oán trách. Vì sao, vì sao? Mà đột nhiên cô muốn tìm một lý do để trả lời cho anh quá. Anh say rồi, cùng anh về đi ngủ đi. Tiện thể chúng ta tập bài thể dục trước khi đi ngủ luôn. Đường đại thiếu gia lý sự. Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì? Buổi tối anh có muốn ngủ nữa hay không? Phù hiểu nặng lời, dòng suy nghĩ của cô đang rối tinh rồi mù. Nhiệt độ cơ thể anh cho cô biết anh không nói đùa. Đàn ông cứ uống rượu vào là lại thế ư? Rượu, rượu. Đột nhiên cô vỗ tay đánh đét một cái. Hành động ngộ nghĩnh này của cô thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Đường học chính hơi chọc dạ, hỏi. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phù hiểu nhoảng miệng cười tư trói. Tại tự dưng em nghĩ đến một chuyện ý mà. Cô ngừng trong giây lát lần trước anh pha chế rượu cho em, đã khơi dậy trong em niềm đam mê lớn với việc pha chế rượu. Em đang nghĩ bao giờ thì anh dạy em nhỉ? À tụi mình đi mua mấy chai rượu, rồi về nhà anh dạy em nhé. Cô năng nỉ cực kỳ thành khẩn. Lý do này có thể sức sẹo hơn nữa không? Đừng học chính cười như không cười với cô. Em muốn học thật ư? Thật mà. Phù hiểu xém chút thầy đọc. Giờ mà anh còn tỏ vẻ nghi ngờ cô nữa là cô sẽ trở mặt cho mà xem. Đường học chính mỉm cười, cố tự hạ nhiệt cơ thể, đang vừa khô vừa nóng của mình. Kế hoạch của cô nàng này là nửa năm mới được trục trịch đấy nhé. Có lẽ anh hơi ép cô quá. Biên ngoạn gia. Lỡ làm cô sợ quá chạy mất thì chết. Cô mà chạy anh biết tìm ai. Vâng. Cụm từ miêu tả chính xác nhất tâm trạng tài xế lúc này, chỉ có thể là sóng to gió lớn. Đã là đàn ông, khi đã thèm thì chẳng ai muốn nhẫn nhịn cả nhất là với những người đàn ông chưa bao giờ thiếu đàn bà như đừng thiếu tội gì phải khổ thế chứ đừng thiếu thế nhưng lại nhường cô nàng lẽ nào cậu ấy chưa cưa được cô nàng không thể thế được mình đi đâu vậy anh phù hiểu chưa nghe rõ quán bar của anh chẳng phải em muốn học pha chế rượu ư ở đó đủ các loại dụng cụ em tha hồ mà chơi phù hiểu biết là anh lại nhường cô rồi cô cười đến ngọt. Em mà pha chế thành công thì sẽ mời anh uống ha. Hứ. Đại thiếu gia giỏi, nghiêng mình. Lấy môi mình ngậm lấy đôi môi đỏ thắm của cô. Vào buổi chiều quán ba vắng tanh vắng ngắt, vắng đến mức có thể giăng lưới bảy chim. Vì quán vắng thế nên phù hiểu rất là may mắn, được độc chiếm cả quầy ba. Đường học chính ở ngay sau cô, vì cô đang ngồi trên đùi anh chàng. Anh gối đầu lên hõm vai mảnh mai của cô, vẻ biến nhát anh hướng dẫn cô pha chế cốc theo nguyên liệu là gì bao nhiêu nguyên liệu thì đủ thỉnh thoảng anh lại quấy cô hôn trộm cô sờ lén cô tóm lại anh có vẻ khá là thích chí một bên quầy bar đã xếp đầy những sản phẩm thất bại rồi nhưng với người mới học như phù hiểu thì càng thất bại lại càng khiến cô hăng hái hơn người lo lắng nhất thật ra là anh chàng bạc tender ngồi cách đó khá xa nếu cô nàng kia cứ nghịch tiếp kiểu đó thì nên biết là chỗ rượu mà sếp cất ở đây đều là rượu siêu quý, ngàn vàng khó mua được đó. Chẳng qua có vẻ anh đã lo thừa lo thải rồi. Trong cái bộ dạng thích chí của sếp anh mà xem, rất có phong thái, chỉ cần người đẹp không cần gian sơn. Em có vài thắc mắc, có lẽ nên hỏi thẳng anh, anh nhỉ? Phu Hiểu vừa hỏi vừa chăm chú vào việc rót rượu vào ly. Cái gì? Có phải anh rất nhiều tiền không? Tuy là sự thật đã sờ sờ ra đấy, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng và hỏi anh. Có lẽ là nhiều hơn người bình thường chút chút. Đường học chính trả lời một cách khiêm tốn. Quả nhiên, Vu Hiểu thầm thở dài. Là anh nhiều tiền hay nhà anh nhiều tiền thế? Nhà anh nhiều tiền hơn anh. Tạm thời là thế. Anh có mấy anh chị em? Năm đó ở thành phố Bắc Kinh, mấy ai được sinh hai con chứ? Nhất là gia đình anh. Ông cụ ủng hộ chính sách kế hoạch hóa gia đình dữ lắm lại còn là con trai một cơ đấy. Vô hiểu càng rầu, lắc bình lắc lọc sọc cả con nhà giàu. Cô thế nhưng với phải con nhà giàu. Sau hồi trước, ngài không khoe ưu thế này của ngài ra. Nếu khi chưa yêu mà cô biết gia đình ông anh này có điều kiện đến vậy thì nhất định cô sẽ chuồn nhanh như thỏ. Bây giờ thì xong rồi, dù biết nhà anh rất rất giàu, cô cũng không đỡ xa anh. Hả? Là ưu thế ư? Đừng học chính tỏ vẻ sực hiểu ra gì đó. Đồng vương mô. Vô hiểu càng hiểu sâu hơn về sự lợi hại của anh. Rốt cuộc là anh ấy phát hiện ra, có ác cảm với những người có tiền bằng cách nào. Thế mà em không nói sớm, anh còn tưởng em không quan tâm mấy chuyện tiền đông đó. Quả thật là cô không quan tâm đến tiền. Nếu không khi biết anh thật ra rất lắm tiền, cô đã không rầu rĩ thế này. Hừ. Phù hiểu học anh, khẽ hừ bày tỏ sự bực tức. Chẳng rồi à. Đường học chính cọ đầu vào cổ cô. Lúc đó anh không nghĩ được nhiều chuyện đến vậy, em đừng giận. Anh hiểu rõ cô gớm. Phù hiểu mềm lòng, không giận nữa. Cô mím môi cười. Đồ xấu xa. Để cô có cố thế nào, cũng không sao trốn khỏi lưới tình của anh cho được. Đồ xấu xa ư. Đường đại thiếu gia nhướng mày. Phù tiểu thư đã cất nhắc anh vậy, thì anh phải hành động sao cho xứng với tội danh này mới được. Dứt lời phút quỷ của anh lần xuống. Định chui vào trong áo cô. Anh chàng tốt bụng ơi. Phù hiểu giữ tay anh lại xin tha. Anh chàng này chẳng sợ gì sất. Nhưng cô thì sợ nhiều thứ lắm. Tốt chỗ nào? Muốn trùng hả? Sao anh cho cô qua cửa dễ thế được? Chí ít cũng phải để anh chấm mút tí đã. Phù hiểu cũng biết là anh đang trồng gẹo mình. Mắt cô ứng hồng. Cô đang nghĩ cách dụ khi anh. Thì chuông điện thoại của đường học chính vang lên điện thoại của anh kìa sợ anh chưa nghe ra cô còn cố nhắc một câu anh liếc chiếc di động đặt trên bàn khi thấy tên người gọi mắt anh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc tạm thời tha cho em đó anh đi gọi điện thoại đây em nhớ phải ngoan đấy đừng đi lung tung thơm cô thêm một cái nữa rồi đường học chính mới cầm di động rời đi anh đang trong trẻ con đấy hả càng ngày cảm nghĩ này càng mãnh liệt trong cô Chướng ngại vật luôn cản đường cô đi chỗ khác rồi cô cũng có thể tập trung vào trò chơi mới này rồi. Ừm, um, Green Jack Hopper, pha chế thế nào ý nhỉ? Đám nhân viên của quán bar thấy cô có một mình, cũng không dám đi đến bắt chuyện. Họ tập trung làm công việc của mình, thỉnh thoảng nhìn trộm cô đồng thời đoán. Rốt cuộc cô gái trẻ mà sếp họ ôm đến hấp dẫn ở điểm gì? Thế nên phù hiểu mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc pha chế ly rượu mới này. Pha xong cô đang định lên mạng ngó xem mình đã pha đúng chưa thì một giọng nói vang lên trên đầu cô. Cho một ly whiskey đá. Cô ngẩng lên thì thấy một người đàn ông trẻ, mái tóc bạc, như tôn lên vẻ phong lưu nơi đôi mắt hoa đào của anh chàng. Cô từng gặp người đàn ông này rồi, anh ta là bạn của đường học chính, tên là Mạc Vu Phi thì phải. Có vẻ anh ta tưởng nhầm cô là bạc Tender. Cô nhìn ra sau, chẳng biết bạc Tender đi đâu rồi nữa. Thế là cô đành tự lực cánh sinh, tìm chai whisky trong tủ rượu chi chít rượu. Vấn đề phát sinh chính là, có rất nhiều chai rượu thuộc dòng whisky, nhưng chúng không giống nhau. Anh muốn dùng loại nào? Vì không biết nên cô đành phải hỏi khách hàng. Mặt vu phi thì vừa từ tòa về, một vụ án anh theo vừa kết thúc. Anh chỉ định vào đây nghỉ một lát rồi đi thôi. Khi đang nghịch điện thoại, anh chợt nghe được một câu hỏi mới lạ. Thế là anh nhướng cặp mắt một mí lên nhìn cô bạc tender, thậm chí còn chẳng mặc đồng phục nọ. Xem ra là cô nàng mới tới chai trong cùng bên tay trái ý. Phu hiểu gật đầu, kiển chân nhấc chai rượu xuống. Gắp một khối đá trong đĩa bỏ vào ly, rồi rót đầy rượu vào ly cho anh chàng. Mời anh dùng. Người đẹp à, có phải anh đã gặp em ở đâu rồi phải không? Mặt Phu Phi cười cười đón lấy, hiếp mắt nhìn cô. Vâng, chúng ta từng ăn với nhau một bữa cơm. Thấy anh chàng đã quên mặt mình, Phu Hiểu cũng không lấy đó làm khó chịu. Trả lời anh chàng một cách thành thật thật ra câu đó là câu cửa miệng của mặt thiếu anh chàng không ngờ lại có người trả lời câu hỏi đó của mình anh ăn cơm với bạc tên đưa lúc nào cơ chẳng lẽ cô nàng từng làm gái ở đâu thế đàm gia thính quả nhiên ôi cái trí nhớ của tôi sao một người đẹp như em mà tôi cũng quên được nhỉ đúng là lỗi của tôi mà tôi mời em một ly nhé tính vào hóa đơn của tôi khóe miệng anh công lên cô Hoàng Lương rồi à. Vậy đêm nay, anh sẽ để cô nàng về với nghề chính. Dù sao, cô nàng cũng sẽ không giữ được công việc này. Cảm ơn, không cần khách sáo vậy đâu. Nhìn vẻ mặt giả tạo của anh ta kìa, cô biết ngay là anh ta không nhớ được mà. Phù hiểu cũng không để bụng chuyện đó, chỉ mỉm cười tiếp tục pha chế rượu. Mặt Vu phiên ngẩn ra, nếu từng ăn cơm với anh, thì cô ta phải biết anh là ai rồi chứ. Người có loại phản ứng này, anh chưa từng gặp qua nha. Lạc mềm buộc chặt à. Thật ra cô ta đã khiến anh hứng thú với cô ta rồi đó. Anh ngửa đầu hớp một hớp lớn, chống hai tay lên quầy ba, cười tủm tỉm hỏi. Người đẹp à, tôi thấy hình như em đang tập pha chế rượu. Vừa hay, tôi cũng không hiểu lắm về cốc theo. Em có thể giới thiệu thêm về cốc theo với tôi không? Không để cô kịp lên tiếng, anh đã chỉ vào một chiếc ly đế cao chứa chất lỏng màu xanh lục hỏi. Ly này là gì? Green Jack Hopper. Không phải Margaret à? Mặt thiếu gia phân vân. Thế còn ly kia? Chiếc ly dài với ba tầng màu. Rainbow Mặt vu phi ngẩng lên, vẻ mặt anh chàng rất kỳ quái, cười với cô. Người đẹp à cầu vòng ở chốn nào có ba màu thế? Cô hiểu ngưỡng lắm. Thật ra nếu anh nhìn kỹ, vẫn đủ bảy tầng màu đó. Cô cẩn thận nâng chiếc ly lên, đặt xuống quầy ba anh nhìn này. Mặt vu phi nhìn theo chỉ dẫn của cô một cách cẩn thận. Ừm, phải. Nếu như mỏng tăng như giấy, cũng được coi là một tầng màu. Không hiểu sao tự dưng anh lại thấy nó ngộ thế không biết. Anh phá ra cười. Nói mệt mỏi vì phải đấu miệng lưỡi trong phiên tòa, như tan biến. Cô bé này cũng thú vị ghê. Lúc này anh mới nhìn kỹ cô hơn. Cô trang điểm nhẹ trông rất dễ thương. Mà này, hình như anh từng gặp cô nàng ở đâu rồi thì phải người đẹp à có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Phù hiểu vả mồ hôi. Mấy phút trước anh ta vừa xuyên không đến đây hả? Tôi là Phù hiểu, Phù là ký hiệu. Nửa năm trước, hôm đường học chính mời khách ở đàm gia thính, tôi đi với Dương Mật và Tiêu Nhiên. Nếu anh ta vẫn không nhớ ra, thì cô cũng hết cách. Khi này Mạc Vu Phi mới sực nhớ ra. Xem ra dạo này tôi bận đến mụ đầu rồi, một người đẹp cá tính thế này mà tôi cũng quên được. Chỉ có điều, sao cô ta lại có mặt ở đây? Phù hiểu mỉm cười, trông vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ là do anh đã quá đổi ấn tượng với khuôn mặt tuyệt đẹp của tiêu thiển thiển đấy. Quả thật anh đã quên, lần đó cô gái trẻ này từng khiến anh thấy hứng thú với cô ta. Nhưng sau lần đó anh không gặp cô thêm lần nào nữa. Anh cũng hơi tiên tiếc, nhưng rồi rất nhanh quên bén cô đi. Chẳng qua sao cô lại làm bạc tender ở đây. Sao mày lại có mặt ở đây? sau khi gọi điện thoại xong đường học chính quay vào thì thấy một người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang bắt chuyện với phù hiểu người nào đó hỏi anh đúng câu hỏi mà anh đang muốn hỏi một người khác nên mạc vu phi quay đầu lại sao đang chiều mà nó lại ở trong quán bà thế nhìn anh bước đến phù hiểu cười cười không nói gì đường học chính đi đến chỗ hai người liếc ly rượu thằng bạn chú uống xong chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi ư không được đụng vào rượu của tao anh không mê vụ ăn chung uống chung tí nào Chật, anh vốn định chơi cô gái trẻ này không ngờ cô nàng lại là người quen của người quen á à, là em lấy cho anh ấy xin lỗi cô hiểu là người dám làm thì dám chịu cô chủ động nhận lỗi em không biết chai rượu đó là của anh em lấy à không sao cả mày dẫn cô ấy đến đây ư ừ. thấy hai người có vẻ thân thì mạc Vu phi hơi là ngạc nhiên chẳng phải cô nàng là bạn ở quê của dương mật ư ừ. nói với cô nàng thì liên quan quái gì đến nhau chứ phí lời thật ra đường học chính không muốn để hai người này gặp nhau chút nào mày không có việc gì thì mau phắng đi lát nữa đi anh phắng mới là lãi hai đứa mày có quan hệ gì với nhau nếu là một người đàn bà xinh đẹp và đầy đặn thì anh đã không hỏi câu hỏi ngu ngốc này nhưng cô nàng này chỉ là một cô nàng khá đẹp và mảnh mai. Chẳng lẽ cô nàng cũng là đồ ăn của nó? Lười phí lời với anh chàng, đường học chính đi vào trong quầy bar Túm lấy phù hiểu, hôn cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình. Trở lại với tư thế khi nãy. Thế này thì hiểu rồi chứ. Anh dùng miệng nói đi có được không? Phù hiểu đỏ mặt cúi đầu trách mắng. Cô đâu có thoáng như anh cơ chứ. Chẳng phải anh vừa dùng miệng nói ư. Đường học chính cười hì hì hôn tới tấp lên khuôn mặt cứng hồng của cô. Mặt vu phi tròn mắt lên nhìn đôi tình nhân mà đến người mù cũng thấy là rất âu yếm nọ. Càng nhìn anh càng thấy cô gái này nghiêm túc, không có vẻ gì là chỉ định chơi bời. Nó thích dụ dỗ con nhà lành từ bao giờ vậy? Hai người gian díu với nhau bao lâu rồi? Anh không tin là nó có thể cưa đổ được loại con gái này chỉ trong một ngày. Câu hỏi có văn hóa làm sao? Phù hiểu không biết nên trả lời thế nào về mà đọc sách thêm đi, đừng để người ta nghĩ mày thất học. Đường học chính lạnh giọng. Làm luật sư chẳng phải hay dùng đến mấy từ đó nhất ư. Quen miệng thì nói thôi. Ý của tôi là hai vị thông đồng với nhau, làm việc xấu bao lâu rồi. Anh cười, sửa lại cho đúng. Thông đồng làm việc xấu ư. Ngoại tình. Tàng tiểu. Nói xong anh mới chợt nhận ra là, trong đầu mình toàn những từ thiếu trong sáng. Em nhìn nè, có đứa còn vô văn hóa hơn anh đường học chính chỉ vào kẻ chết thay Phu hiểu gật đầu tán thành chà chà định cười người lại bị người cười mặt vu phi nửa cười nửa không ngó hai người tuy ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu anh đã nện cho đường học chính một trận ra trò đây là thói quen không biết có từ năm nào tháng nào của anh vì ngoài đời thực anh không đánh thắng được nó nên mỗi khi bực nó anh sẽ tưởng tượng trong đầu là mình đấm đá đạp để nó tê tua làm anh em với nhau bao nhiêu năm chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra nó không coi cô gái này như những người đàn bà khác anh chưa thấy nó dịu dàng thế này với người đàn bà nào tiểu phù hào sao em lại gian díu với tên cầm thú này thế có phải em bị nó uy hiếp, đe dọa không em đừng sợ em cứ nói với anh luật sư đi rồi anh luật sư giúp em kiện nó nào thì tiểu phù hào nào thì anh luật sư đường học chính không được khoái cho lắm nói chuyện với thằng đó thì phải ngồi xa nó ra, cẩn thận kẻo bị quân đội liên minh tám nước, đám đàn bà của nó đánh cho đấy. Cô vẫn luôn muốn hỏi, rốt cuộc một playboy, cùng lúc hẹn hò với vô số bạn gái bằng cách nào? Phù hiểu tỏ vẻ tò mò, cực kỳ tò mò. Xem đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia, trong cô như rất muốn hỏi gì đó nhưng ngại hỏi. Mặt vu phi tự dưng rất muốn trêu cô. Có vấn đề gì không? Tiểu phù hào. Có có cũng không cho hỏi lần trước ở đàm gia thính anh đã cảm thấy cô cực kỳ hứng thú với mặt vu phi lần này hai mắt cô lại còn sáng lên nữa chứ lần uống giấm này đường đại thiếu gia vừa uống vội vừa uống nhiều anh vội vội vàng vàng ngăn cô lại ờ có phải anh đã biết cô muốn hỏi gì rồi không quả nhiên là không nên hỏi câu đó vu hiểu ngoan ngoãn ngừng lại anh đã thấy mặt nó xị ra thế này bao giờ chưa nhỉ trông như một người đàn ông đang ghen ý. Không sao đâu, tiểu phù hào à, có vấn đề gì em cứ hỏi, anh không ngại. Nếu cô không ở đây thì anh đã nện cho nó một trận rồi, dám trêu ghẹo người phụ nữ của anh à. Ánh mắt cảnh cáo của đường học chính bắn về phía anh chàng. Không phải vấn đề to tác gì. Vấn đề có nhỏ cũng là vấn đề. Mặt Vu Phi tỏ ra hết sức nhiệt tình, chưa có thân chủ nào của anh được hậu đãi vậy đâu. Vô hiểu liếc đường học chính một cái, khiến anh chàng khá là thích chí. Tâm trạng tốt nên anh khai ân. Hỏi đi. Có thể hỏi à, tốt quá đi. Tôi chỉ tò mò chút thôi, anh có mấy cô bạn gái một lúc à? Anh hẹn hò đồng thời với họ bằng cách nào? Anh có bí quyết gì không? Nụ cười của mặt vu phi cứng lại trên môi. Đường học chính thấy người ta gặp họa, thì cong môi cười sung sướng. Câu hỏi hay quá xá nhưng mặt vu phi là loại người nào cơ chứ mặt dày thôi rồi sau một thoáng lúng túng anh chàng lập tức khôi phục vẻ phong lưu rộng rãi cười cô à tôi với cô không oán không thù cô đừng phỉ bán tôi vậy chứ tôi vẫn là một thiếu niên thuần khiết đấy tôi còn chưa mất dinh đâu ái chà nói cứ như thật ý cuối cùng phù hiểu cũng tình ra một người mà còn giỏi nói phét hơn đường học chính chả trách hai ông ý thân nhau như anh em à tôi thuận miệng thì hỏi thôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nếu người ta đã không muốn nói thì cô cũng chẳng hỏi làm gì. Quả nhiên là một vấn đề nhạy cảm mà cô cũng bố thật. Này, đừng dừng ở đây chứ. Chẳng phải phụ nữ luôn thích mòi móc tin đồn ư. Anh nói thế là để chuyển sang đề tài khác, tiện thể trêu cô nàng chút chút, nhạo đường học chính thôi. Nếu cô nàng ngừng lại ở đây thì anh biết nói tiếp kiểu gì bây giờ. Còn nữa cái vẻ mặt tôi tin anh vẫn là trai tơ, là thế nào thế? 15 tuổi anh đã mất Jin rồi đó, có được không? Cô nàng nhìn kiểu gì mà ra anh là dai ấy vậy? Biết khuôn mặt đang thay đổi biểu cảm xoành xoạch của mặt vu phi. Đường học chính vui lắm. Vợ anh đâu có giống đám đàn bà lõi đời cảnh nó chứ. Lần trước khi cho cô biết anh là bộ đội đặc chủng, anh đã định tiện thể, kể cho cô đôi chút về nhà họ đường anh. Không ngờ cô lại không hề hỏi thêm, vì sợ anh không tiện nói ra, dù cô rất là tò mò, Phù Hiểu không phát hiện thái độ khác lạ của hai anh chàng. Cô cúi đầu, tiếp tục với trò chơi pha chế rượu của cô. Thấy cô cứ thế mà lơ anh đi, mặt Vu Phi ức lắm. Anh nói là một chuyện, còn bị người ta cho rằng anh thật sự là trai tơ lại là chuyện khác. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Nếu vụ này đồng ra ngoài, chẳng biết người ta sẽ nghĩ anh thế nào. Khéo lại cho là bao nhiêu năm qua, anh có nhiều bạn gái đến vậy chỉ là diễn trò mà thôi tiểu phù hào nè, thật ra tôi không phải trài tơ đâu. Tuy anh thấy nói câu này rất ngu, nhưng anh vẫn cần phải làm sáng tỏ vấn đề. Lúc nãy là tôi đùa em đấy. Phù hiểu đang cúi đầu nghịch rượu, thì không ngờ sẽ nghe được câu đó. Cô không khỏi phì cười, ngẩng lên nhìn chàng thanh niên đầu bạc, cười phô hàm răng đều tăm tắp. Tôi biết anh không phải. Ngộ quá đi. Vốn dĩ đường học chính cũng cười, vì câu nói đến ngu của thằng bạn nhưng khi thấy người con gái trong vòng tay anh cười tươi quá, thì anh hết vui liền. Gu phụ nữ của Mạc Vu Phi vốn giống anh. Tuy rằng bọn họ cùng khoái khẩu món, ngực to, mông nảy, eo thon. Nhưng lỡ đâu nó bất chợt khoái phù hiểu thì sao? Vợ anh là cô gái rất tốt. Không phải anh không tự tin vào mình đâu, mà là chỉ cần nghĩ đến việc có người có ý đồ với cô bé nhà anh là anh lại muốn đánh nhau. Mạc Vu Phi bị sặc. Cô nàng kia trưng cái vẻ mặt chân thành đó ra làm gì? nhìn cái vẻ mặt tươi cười, hớn hở kia, và diễn hài cho cô nàng xem đấy à. Anh còn tưởng cô chỉ là một cô nàng ngu ngốc, đơn thuần, nên đừng học chính thấy lạ miệng. Nhưng xem ra không phải vậy rồi. Thế rốt của cô nàng hấp dẫn nó ở điểm gì? Nghĩ thế ngược lại, càng khiến anh hứng thú với cô hơn. Nó động kinh ư. Mà đẹp tuyệt trần như tiêu thiển thiển thì ngứa mắt. Một mạc như chú bướm nhỏ này thì ưng. Tối nay, tao đãi khách mày cho tiểu phù hào đi cùng cho vui, địa điểm là quán này luôn. Bây giờ phải tranh thủ nhìn cho kỹ, kẻo lát nữa đông người, không quan sát được. Không rảnh. Đường học chính từ chối thẳng thừng. Nè, mày không muốn đi chơi thì thôi, nhưng phải tôn trọng ý kiến của phái đẹp chứ. Ý kiến của tao chính là ý kiến của nhà tao, vợ nhỉ. Anh nói, giọng đặt giọng gia trưởng. Phù hiểu gật đầu ủng hộ anh biết là cô không thích những nơi đông người và huyên náo đây mà vừa hay anh ra mặt từ chối thì hợp hơn vợ ư Mạc vu phi hiếp mắt lại hai đứa mày kết hôn rồi à tao kết hôn thì tao còn cần giấu giấu giếm giếm chắc anh sẽ hận không thể để cả thế giới cùng biết ý chứ chờ đấy nó thế nhưng lại quyết định kết hôn ư mày mày người khác không biết đường học chính thì thôi chứ anh còn lạ gì nó nữa Bị uy hiếp hả? Cô ta có bầu rồi. Hay nó muốn tìm đại một cô ngoan hiền, cho cô hàng khỏi cầm rằm nó nữa? Trong mày ngu chưa kìa. Có cần phải ngạc nhiên cỡ vậy không? Mày! Mà này, nó kết hôn hay không thì liên quan gì đến anh? Mặt vu phi xùi một tiếng, sau đó hất tóc trông đến bảnh bao. Ai à da, mày nói cho tao cách theo đuổi người đẹp tiêu đi. Muốn cưa đổ cô ấy thì nên cưa chỗ nào? Quan tâm chính mình mới là chuyện quan trọng nhất. Đường học chính nhìn anh một cái nhìn đầy cảnh cáo. Tao không biết. Chỉ có điều anh chàng mạc như không thấy ánh mắt đó. Đừng vậy chứ, chẳng phải hai đứa mày từng lằn nhằn với nhau ư. Mày chia sẻ kinh nghiệm với anh em đi. Mày xem nè, tao buồn đến bạc cả tóc rồi. Mẹ nói chứ, chấp vặt như đàn bà. Đường học chính ân hận lắm. Sao mình lại quen với một thằng thâm hiểm thế này? Lần đầu tiên anh bỗng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu là những người phụ nữ trước kia, thì anh có bàn về mấy chuyện này, ngay trước mặt mấy cô đó cũng chả sao. Mấy cô đó muốn gây chuyện thì gây, muốn chia tay thì chia tay. Anh cũng sẽ không đau, không ngứa. Nhưng lần đầu tiên muốn giải thích với một người phụ nữ, anh thật không biết phải nói thế nào để cô không giận. Bây giờ hay là trước kia? Vấn đề thuộc về nguyên tắc thì phải hỏi cho rõ. Cô bé trong vòng tay anh mở lời trước đừng hỏi câu vô nghĩa ấy anh đang bận nghĩ cách nè vậy anh là trước kia rồi cô hiểu xuống khỏi đùi anh em vào nhà vệ sinh một lát các anh cứ tán gẫu thoải mái đi hả hai người họ tán gẫu thoải mái về cái gì cơ hai người đàn ông ngạc nhiên lắm nhìn theo cô gái thẳng tiến vào nhà vệ sinh cô ta muốn chúng ta tán gẫu gì mặt vu phi vẫn chưa hình dung ra ý cô trái lại đường học chính đã ngộ ra rồi. Cung mặt anh đầy vẻ yêu chiều và có chút bất đắc dĩ. Anh quả trắng, cười khổ, anh phục rồi. Mày cười cái gì? Đường học chính khoát tay. Thế cô ta có ý gì? Mạc vu phi truy hỏi. Sao mà tao biết được? Sao anh lại không biết cơ chứ? Cô tưởng là hai người họ thật sự muốn trò chuyện về cách cưa bạn gái cũ của anh. Cô cho là cô ở đây thì không được tiện cho lắm thế nên cô tránh đi để hai người họ tán gẫu cái cô bé này cô còn có thể đáng yêu hơn nữa không hừ mặt vu phi liếc cặp mắt hẹp dài sang một góc không người một tia sáng khác lạ lóe lên trong mắt anh anh định đợi cô về hỏi cho ra nhẽ không ngờ lại nhận được điện thoại và phải đi ngay dù anh không muốn đi sớm thấy chút nào khi phù hiểu đi ra thì không thấy mái tóc bạc phơ nọ nữa bạn anh đi rồi à anh ta lấy kinh nghiệm nhanh vậy sao thấy cô ngồi xuống ghế bên cạnh, thì đường học chính lại bưng cô sang. Nó tên gì? Hả? Mạc Vu Phi. Thi vấn đáp đấy à? Trông nó thế nào? Cao cao, gầy gầy, thấp hơn anh một chút, tóc bạc trông rất quyến rũ, cặp mắt hoa đào, mũi cao, môi mỏng. Tướng mạo điển hình của một playboy. Đường học chính nhớ mày. Nó ấn tượng với em thế cơ à? Tuy câu này là anh thuận miệng nói ra, nhưng phù hiểu vẫn ngửi được mùi của nguy hiểm ẩn trong đó. Cô trớ ngay. Gặp tận hai lần rồi, nếu vẫn không nhớ mặt thì thất lễ quá. Còn nữa anh còn ấn tượng với em hơn anh ta nhiều mà. Từ lần gặp đầu tiên, hình bóng anh đã in sâu trong tâm trí cô. Cô cũng biết sao lại thế nữa. Khi này, đường đại thiếu gia mới thoáng vừa lòng. Đêm đó, phù hiểu bị đường học chính đè dưới thân sàm sở mà không sao trốn được cô không thể ngăn anh luồn hai ngón tay vào trong cô. Thung dung khuấy đảo đầm nước xuân nơi đó. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ, cô ngắm khuôn mặt tuấn tú đang gần sát bên cô. Cô vô thức cựa mình, khẽ đẩy anh ra. Cắn chặt môi dưới, cố nén những tiếng rên rỉ sắp bật khỏi đôi môi. Cục cưng bé bỏng, sướng không. Người đàn ông khom người xuống. Liếm tay cô dọc từ vành tay đến giái tay. Hơi thở nóng bỏng phả vào tay cô. Hơi thở anh đượm hương dục vọng, sướng. Cái quái gì? Phu Hiểu bị anh chọc, thì chỉ thấy cơ thể mình như đang bốc cháy. Thế mà anh lại còn chậm rãi đùa cô, bẩn cô. Em kẹp anh chặt quá, chỉ hai ngón tay của anh thôi mà đâm vào rút ra đã khó rồi. Anh nói giọng khàn khàn. đồng thời anh rút hai ngón tay ướt đẫm ra để ngay sau đó lại vượt mọi gian khổ lèn chúng vào trong cô. Em xem nè, khó đút vào chết đi được. Anh không khỏi tò mò rốt cuộc cô chứa đựng toàn bộ anh bằng cách nào ôm ừ. ngón tay anh cố chấp lèn vào khuấy lên từng cơn sóng tình nho nhỏ khuôn mặt phù hiệu ứng hồng người cô như nhũn ra cô ôm lấy lưng anh thở hắt ra nói anh có thể không nói nữa được không nghe thẹn chết đi được ý ừ tốt vậy em nói tay anh động liên tục và môi anh bắt đầu chuyển động trên người cô tìm món ngon nói quá trình em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đi. Anh múc gờ xương quai xanh khiêu gợi của cô, dở giọng dụ dỗ. Ai yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên cơ. Chiếc lưỡi nông nóng nóng, ướt nhẹp của anh, len vào đôi môi đỏ thắm đang hé mở của cô. Bá đạo quấn lấy lưỡi cô. Còn không chịu nhận hả, đứng ở cửa nhà dương mật, ngắm trộm anh qua mắt thần đến là lâu. Anh nắng bóp bầu ngực căng đầy của cô. Kẻ miết trái anh đào nhỏ của cô, như thể đang phạt cô vì cô không nói thật. Phù hiểu chặn bàn tay đang tác quái của anh lại. Em chỉ nhìn xem là ai đến thôi. Bây giờ, ai lại đi nhận mình từng làm chuyện đó cơ chứ? Dù rằng đầu cô sắp không nghĩ nổi gì nữa rồi. Tốt, cho em nhìn. Lời còn chưa dứt, anh đã rút phát ngón tay ra khỏi khu vườn bí ẩn của cô. Cô còn chưa kịp cảm thấy mình trống rỗng vì dị vật rời đi, thì một cây gậy nóng bỏng, to hơn ngón tay hàng chục lần, đã đâm mạnh vào trong cô mà không hề báo trước anh muốn lấy mạng cô đấy à thế nào nhìn rõ chưa ai đang ở trong cơ thể em nào hễ nơi mềm mại của cô bọc lấy anh là nhịp thở của anh trở nên dồn dập liền anh bắt đầu luộc động thông thả mà mạnh mẽ nhưng vẫn không quên cắn đôi môi đỏ thấm của cô và hỏi cô cô hiểu lắc đầu thật mạnh từng cơn khoái cảm dâng lên bao phủ lấy cơ thể cô khiến cô không thể thốt ra lời lắc đầu không biết khẩn. Đường học chính ghi chặt lấy cô. Bàn tay to bản của anh, cẩn thận nâng chiếc mông tròn xinh của cô lên. Khiến nơi tương mật của cô và anh dán chặt vào nhau hơn. Biết, anh là, đường học chính. Cô cũng không biết mình muốn tránh anh đi, hay muốn kề sát vào anh. Từ đôi môi cô bật ra những tiếng rên rỉ, nửa như vui sướng nửa như khổ sở. Anh chưa bao giờ cho rằng, sẽ có ngày anh mất đi lý trí, chỉ vì vài tiếng rên rỉ khi say tình của ai đó nhưng sự thật sờ sờ ra đấy cơ thể anh đã thoát khỏi sự khống chế của lý trí càng lúc càng điên cuồng anh muốn nghe cô rên rỉ nghe cô thở dốc càng nhiều càng tốt vì cô như thế khiến anh cực kỳ thỏa mãn cũng cực kỳ hưng phấn chậm thôi anh chậm thôi khi nãy khi anh chậm thì cô không hài lòng nhưng bây giờ khi anh như bảo táp đâm vào cô quá nhanh quá mạnh thì chỉ trong chớp mắt cô đã thấy mình như bị ném lên cao lên cao mãi khiến cô thậm chí không kịp thở dốc. Theo kịp anh, không cho em xỉu. Ghé môi vào chiếc cổ ngọc ngà của cô bút mạnh anh ra lệnh. Đêm nay anh sẽ không để một âm thanh gì khác, trừ những tiếng trên rỉ khi ái ân vuột khỏi môi cô. Mạnh mẽ và cuồng giả, anh đưa cô lên đến cao trào đầu tiên của đêm nay. Mà đêm còn rất dài. Từ đêm đen đến khi mặt trời ló rạng phía đằng đông, nàng phù hiểu sao vào hang quỷ bị người ta vần vò đến rã cả xương và đầm đì mồ hôi. Cô được người ta bế vào bồn tắm. Mắt cô díp hết cả vào nhau rồi. Người cô thì nhũng ra như không còn xương nữa. Cô tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, khẽ mắng anh một tiếng đầu cầm thú, khiến anh cười vang, cười đến là sung sướng. Anh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương. Dòng nước ấm áp sượt qua tấm lưng trần, chi chít những dấu hồn của cô. Vợ Vừa tắm cho cô anh vừa gọi. Ờ. sau này đừng miêu tả người đàn ông khác trước mặt anh nữa anh sẽ muốn đánh người đó đánh cho thằng kia khác hoàn toàn với miêu tả của cô anh là đồ an gia hòa cô há miệng cắn anh chợt phát hiện ra vai anh đã chi chít dấu răng là kiệt tác của cô là ai nhân vật đại diện cho bạo lực gia đình cả bộ phim kinh điển đó mà cũng chưa xem đừng học chính cười khẽ đừng nhìn anh như thế dù anh có đánh thằng khác đến biến dạng, thì cũng sẽ không chạm vào một sợi tóc của cục cưng bé bỏng của anh đâu. Vợ anh quý báu biết bao, anh nâng trên tay còn sợ rớt nữa là Hừ, anh đã tra tấn em không ra hình người rồi nè. Còn nói không chạm vào cô. Câu lời đàn ông nói không thể tin, đúng là chân lý. Lời này thì anh không cách nào phản bác. Anh có muốn cô bao nhiêu lần anh cũng thấy không đủ. Thật muốn vùi mình vào nơi ấm áp của cô, mãi mãi không rời đi nghĩ tới đó dưới nước thứ gì đó lại nóng và cứng rồi phù hiểu ngồi trên người anh nên phát hiện ra ngay tức khắc cô sợ quá định lùi ra sau nhưng chẳng có chút sức lực nào thế nên cô đành đặt hai tay lên ngực anh đe dọa anh còn cầm thú nữa là em sẽ không để anh yên đâu một lần nữa nhé em đường học chính kéo tay cô lên ve vuốt cơ thể anh tay kia của anh thì trượt trên cơ thể mềm mại của cô phải cười mà đòi phúc lợi trước chứ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được cô cực kỳ kiên quyết thêm một lần nữa nhất định cô sẽ tăng xương thế còn anh thì sao anh thốt ra một câu cực giống chú dốc đòi ăn kẹo nhưng không được ăn tự xử lý đi nguy hiểm nhiệt độ của cái gì đó không phải nước càng lúc càng tăng cô cựa mạnh định đứng lên tự xử lý kiểu gì bàn tay to bản kìm lấy vòng eo thon thả của cô người đàn ông kéo cô lại nước văng tung tóe bầu vú mượt mà ép mạnh lên vòng ngực cứng như đá cô thấy đau đau chiếc hầu của đường học chính giật giật bàn tay anh như thoát khỏi sự khống chế của não bộ anh mà đặt lên bầu ngực mềm mại của cô thông thả nắng bóp đường học chính anh không biết thật mà vẻ mặt anh trông đến là ngây thơ vô tội đã bao giờ anh phải tự xử lý đâu anh anh làn nước ấm áp hôn đôi má cô thêm lưỡng hồng. Phù hiểu vội đè bàn tay đang tác quái của anh chàng lại, thẹn thùng thốt lên. Hai tay vạn năng. Đường học chính thoáng nhớ mày, sau đó thì cười tà. Được rồi, lần này tạm thế vậy. Khi phù hiểu cho là, cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và định dậy khỏi bồn tắm, thì tay cô bị kéo xuống nước một cách đột ngột. Sau khi tay cô chạm vào một cây gậy nào đó vừa nóng vừa cứng, thì mặt cô lập tức đỏ lợn như núi lửa phun trào. Đỏ đến không thể đỏ hơn. Đường học chính. Tên lưu manh háo sắc này nữa. Khuôn mặt tuấn tú của anh như đang phóng đại trước mắt cô. Đường học chính ôm cô cười, rồi trao cô một chiếc hôn sâu. Anh đặt tay cô lên cậu nhỏ của mình nắng bóp. Vất vả cho em rồi, vợ, em đã không chịu thỏa mãn nó, thì an ủi nó chút đi. Anh ấy. Anh ấy thật là tay cô nóng như đang cầm phải lửa. Cô không giải ra được, chỉ có thể bị động chịu sự sàm sở vô chừng mực của anh chàng. Đồ lưu manh. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Đành ghé vào hõm vai anh, cắn anh một cái cho bỏ tức. Cậu nhỏ được bàn tay bé nhỏ mềm mại nắm lấy, khiến hơi thở của đường học chính dồn dập hơn. Ừ, phải, em nói thế nào thì là thế đó. Nào cục cưng bé bỏng, em bóp nó chặt hơn đi. Mình nhanh hơn nữa nào cùng với ngọn đèn mờ ảo và những tiếng thở dốc mờ ám bầu không khí như nóng lên trong phòng tắm tràn đầy hơi xuân cảnh xuân trưa hôm sau phù hiểu thức giấc nằm trong vòng tay ấm áp của đường học chính cô nhẹ chớp rèm bi nhìn chăm chú khuôn mặt túng tú gần trong gang tấc đôi môi mở màn nhẹ cong lên cô cắn nhẹ cầm anh một phát xoay người định xuống giường thì lại bị một cánh tay cường tráng ôm về trốn tội ư anh kề sát vào chiếc tay nhỏ xinh của cô hỏi một cách thân thiết, giọng trầm ấm. Đồng hồ sinh học của anh luôn rất đúng giờ, nên anh chỉ ngủ có một lát đã tỉnh. Ngắm cô say ngủ trong vòng tay anh, anh thỏa mãn lắm. Bất giác ngắm cô cả nửa ngày trời. Thấy cô sắp tỉnh, anh bỗng nổi hứng, nhắm mắt và đang ngủ. Ai ngờ cô lại có một hành động đáng yêu đến vậy chứ. Em đói rồi, đi xem có cái gì ăn không. Phu Hiểu cười hì hì. Anh đặt thức ăn ở hàng rồi, người ta đưa đến ngay thôi. Hơ, được việc kê ta đương nhiên sao anh nở để cục cưng bé bỏng của anh đói chứ mấy việc này thì anh sẽ không nhường ai đâu anh sờ vòng eo thon thả mềm mại của cô ngắm cánh tay mảnh khảnh cặp đùi thon dài của cô ừm phải chăm cho cô ấy béo lên tí nữa mới được cô hiểu đẩy anh ra em muốn đi tắm cả người cô nhức mỏi cô muốn đi tắm nước nóng cho giãn gần cốt đường học chính định mở miệng nói gì đó thì bị cô cướp lời. Từng người một vào tắm. Bị người ta nhìn ra ý đồ, nhưng đường học chính chẳng buồn xấu hổ. Anh rướng người dậy, tắm chăn mỏng tan che đi cảnh xuân ở thân dưới cơ thể cường tráng của anh. Chẳng phải là anh, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, tiết kiệm nước ư. Bụng anh toàn nước cống thôi, đừng thêm nước nữa kẻo vỡ bụng. Cô kẻ hừ, cô chả thèm tin đâu. Cô nhặt chiếc sơ mi của anh lên và mặc vào, rồi xỏ hài đi vào phòng tắm bụng. Phép ẩn dụ của cô bé này cũng hóm hỉnh ghê. Tiếng xối nước vừa vang lên trong phòng tắm, thì dưới lầu chuông cửa cũng tréo hùa theo. Đường học chính vớ đại một chiếc quần dài mặc vào, đi xuống lầu lấy đồ ăn lên cho vợ ăn. Dự định của anh thì là vậy, nhưng sau khi mở cửa, người anh gặp lại là người tuyệt đối không bao giờ đi đưa đồ ăn. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Ai chính, nghe nói hôm qua anh dùng danh nghĩa của câu lạc bộ phong hoa có thật không vậy đường phu nhân không để ý tới vẻ kinh ngạc thoáng hiện ra trên khuôn mặt anh vừa đi vào nhà vừa tươi cười hỏi cha mẹ đến đây là vì chuyện này xem ra mẹ anh vui lắm rồi đây chứ không bà đã chẳng tốn công tìm chỗ anh ở đường học chính cười khẽ một tiếng hôm qua ông cụ chả gọi cho con còn gì mẹ chưa biết ạ à. ối chà mẹ nào dám hỏi ông cụ nổi trận lôi đình ở nhà chửi anh là thằng cháu bất hiếu ba anh khuyên mãi chả được sao mẹ dám thêm dầu vào lửa chứ cơn giận lớn thế kia à vậy chẳng phải anh thảm rồi ư đường học chính nhớ mày có cần dùng mẹo không nhỉ không thì về nhà ông cụ cho anh ăn đặng mất ai da mau trả lời mẹ đi thật thế à anh định thừa kế nhà họ hàng ư ông ngoại anh mà biết sẽ mừng lắm đây đường phu nhân sốt sắn hỏi con trai yêu cho ra nhẽ tuy bà được gả vào nhà họ đường nhưng ai mà chẳng có tình toán riêng nếu con bà có hứng thú với hàng thị thế thì nhà họ hàng bà sẽ không phải lo chẳng có người kế nghiệp nữa rồi mặc dù thằng thần duệ cũng khá đó nhưng bà vẫn thấy nó hơi thiếu quyết đoán đừng bảo với ngoại vội chờ con thu phục ông cụ đã nếu không hai ông cụ lại chẳng đánh nhau ấy à ôi hai bộ xương già của hai cụ ha ha thật ư thế thì tốt quá vậy mẹ sẽ vờ như không biết nhá đường phu nhân vui lắm, xong ngay lập tức bà lại bắt đầu lo lắng. Ông cụ giận vậy, thì anh định qua cửa ông cụ kiểu gì? Đường học chính hất hất đầu, ngẫm nghĩ. Anh nắm vai đường phu nhân, đỡ bà đi vào phòng khách, được trang trí theo kiến trúc châu Âu điển hình. Nào hàng nữ sĩ, ngay mẹ vừa khéo đến đây, con sẽ cho mẹ xem vũ khí bí mật của con. Đường phu nhân bật cười vì câu nói đùa của anh. Cái thằng bé này, càng ngày càng giỏi gớm, đến cả vũ khí bí mật cũng có rồi đấy đúng rồi anh còn chưa nói cho mẹ sao đột nhiên anh lại thấy hứng thú với công việc làm ăn buôn bán chẳng phải anh vẫn hay than làm kinh doanh không đủ kích thích đấy ư bà là bà đồng ý cả hai tay anh đi làm kinh doanh nhưng không chỉ vì gia sản của nhà mẹ đẻ bà mà lý do lớn nhất là bà không thích anh làm bộ đội anh làm bộ đội mỗi ngày đối mặt gươm giáo súng đạn lấy sinh mạng ra làm tiền đặt cược thì sao bà chịu nổi chán rồi. Đường học chính ẩm mười trao qua. Mẹ ngồi đây nhé, con lên lầu đón vũ khí bí mật xuống đây. Ủa, còn phải đón à? Báu vật gì vậy? Đường phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa dài chợt bà liếc thấy. Trên vai anh có vết gì đó. Vai anh làm sao thế? Bị thương à? Bà định đứng lên nhìn cho kỹ, thì bị đường học chính nhanh tay nhanh mắt ngăn lại. Không sao đâu ạ, à. lâu rồi con không đi làm nhiệm vụ, thì lấy đâu ra vết thương. Để mẹ thấy thì cô bé của anh lại bấn cho coi. Mẹ ngồi đi, con lên một lát rồi con xuống ngay. Nhớ mặc áo vào đấy, cởi trần dễ bị cảm lắm. Đường phu nhân căng dặn. Đường học chính khoát tay. Chỉ mấy bước là anh đã lên tới nơi. Phu hiểu vừa tắm xong, đang mặc quần áo, thấy anh đi lên thì hỏi. Đồ ăn đưa đến rồi hả anh? Xem ra cô đã đói lắm rồi, anh cười khẽ một tiếng. Vẫn chưa đưa đến, có một vị khách đến đây, em theo anh xuống gặp đi bạn của anh hả đợi em một lát em chải đầu cái đã phù hiểu đi đến trước bàn trang điểm quơ máy lượt rồi cột tóc lên kiểu đương ngựa sau đó thì chỉnh lại chiếc tê xếp cao cổ sau khi đã chắc chắn là không để lộ bằng chứng tội ác của ai đó cô mới đứng dậy nói em xong rồi mình xuống thôi à anh cũng mặc áo vào đi nếu người ta mà thấy mấy vết trăng trên vai anh ấy thì cô chỉ còn nước đào hố rồi chui xuống Quả nhiên đường học chính thầm khen mình giỏi đoán trước. Anh quơ đại một chiếc áo khoác lên người, kéo tay cô. Đi. Chuông cửa lại vang lên. Vừa khéo, chắc là người ta đưa đồ ăn đến đó. Có đủ ba người chúng ta ăn không? Phù hiểu ngó đồng hồ đúng 12 giờ trưa quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Đủ chứ, nếu bà ấy cũng muốn ăn. Hai người đi xuống, còn đường phu nhân thì định ra mở cửa cho con. Thế là ba người gặp nhau ở chân cầu thang. Hai người phụ nữ lập tức ngẩn ra. Đường phu nhân không ngờ đến việc con mình bỗng dắt một cô gái xuống, đuôi mày bà giật giật. Quả là một bất ngờ. Còn phù hiểu khi thấy người phụ nữ trung niên, cô bỗng không kiềm chế được, hai bàn tay siết chặt. Căng thẳng hà, thông minh ghê. Đường học chính vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ của cô, ý bảo cô không phải câu nệ quá. ai à chính cô gái này là ai vậy? anh không giới thiệu cho mẹ đi à. Đường phu nhân đứng đó, trong bà lịch sự mà hòa nhã. Bà cười hiền từ với ông con trai yêu quý. Phù hiểu và đường học chính đứng trước bà. Phù hiểu cứng người, nhìn chăm chăm vào quý bà ấy. Sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt hơn. Cô nói với giọng đều đều, không chút cảm xúc. Tôi là phù hiểu. Chỉ trong chớp mắt, đường phu nhân biến sắc mặt. Mẹ anh quen được người ta nịnh nọt rồi, nên cũng khá khắc khe với người ngoài có lẽ phù hiểu đã quá căng thẳng nên quên dùng kính ngữ. Chuông cửa cứ tréo liên hồi, thế là đường học chính, giới thiệu hai người với nhau một cách ngắn gọn. Mẹ, cô ấy là vợ tương lai của con, phù hiểu, phù hiểu, đây là mẹ anh. Phù hiểu bỗng ngay ra như bị mất hồn, cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đứng đờ ra đó như con rối gỗ. Vợ, em ra lấy đồ ăn đi. Thấy biểu cảm của cô hơi khác thường, đường học chính kéo kéo cô, định gọi cô hồi hồn lại phù hiểu ngơ ngác ừ một tiếng rồi đi ra cửa người cô cứ đơ ra như người máy đường phu nhân thì xịu mặt ra lườm bóng lưng cô giọng bà không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người cùng nghe được mẹ không đồng ý chị ta quá vô lễ muốn vào nhà họ đường làm dâu ư tuyệt đối không thể nào đường học chính đến là đau đầu mẹ muốn con trai mẹ độc thân suốt đời à đợi phù hiểu đi khỏi anh mới kéo tay mẹ ý kiến trên đời này còn cả đống con gái mong được anh ưu ái có bớt con nhãi khô quắt đó đi cũng không ít mẹ cặp mày rậm của anh díu chặt anh không ngờ là mẹ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy đúng là thất sách mà sau tự dưng anh lại nổi hứng giới thiệu phù hiểu với mẹ anh cơ chứ bà rất chiều anh anh muốn cái gì bà cũng cho anh nhưng với người ngoài thì bà sắc sảo lắm chật anh quả là không hiểu gì về mấy chuyện gia đình này mà phù hiểu là một cô gái tốt mẹ tiếp xúc với cô ấy nhiều sẽ thấy đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại giải thích với mẹ anh trước kia hai người mà bất đồng quan điểm là anh toàn vên mặt bỏ đi mẹ anh toàn phải xuống nước trước đến chỗ anh nhưng lần này anh tuyệt đối không thể làm như vậy vì nếu anh làm thế mẹ anh sẽ trút giận lên phù hiểu tình hình khi đó sẽ còn tệ hơn anh cắt công thuyết phục mẹ lôi hết các mánh hay dùng để đối phó bà ra xài nhưng lần này lại chẳng hiệu quả tiếng nào anh là anh lo lắm Vu hiểu là một cô gái cực kỳ nhạy cảm cô mất đi ba mẹ từ những ngày niên thiếu nên cô vốn rụt rè hơn bình thường hơn nữa dạo rồi vừa xảy ra chuyện của dương mật nếu mẹ anh cứ giữ thái độ này thì cô sẽ nghĩ thế nào mẹ chuyện mẹ có đồng ý hay không để hôm khác nói sau giờ mẹ trưng cái thái độ này ra chẳng phải là muốn con mất mặt ư Khéo người ta lại nói, con đã là một thằng đàn ông lớn đùng, rồi mà vẫn còn bú ti. Đường học chính nặng lời, khóe môi cúp xuống. Nghe vậy đường phu nhân vội dỗ À chính mẹ không có ý đó. Được, được, chúng ta tiếp tục quan sát. Mẹ không làm anh mất mặt, chuyện của anh sẽ do anh quyết định. Dù sao có rất nhiều chuyện có thể giấu con làm, tội gì phải chọc tức thằng bé chứ. Đường học chính làm gì chả biết bà đang nghĩ gì trong bụng. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời thôi, muốn thuyết phục mẹ anh thì còn phải bàn mưu tính kế kỹ hơn. Tạm giải quyết xong mẹ, Đường Học Chính vội vàng ra cửa. Sao cô ấy đi nhận hàng lâu vậy, hay là lại nghe được cái gì không nên nghe rồi. Ra đến cửa, Đường Học Chính không thấy cô bé nhà anh, mà chỉ thấy cậu nhân viên giao hàng với vẻ mặt không biết nên làm gì bây giờ. Cậu chàng cầm trên tay một chiếc hộp lớn, trang trí hoa lá cỏ cây rất bắt mắt và đang ngẩng cổ ngó vào trong nhà thấy anh đi ra, cậu chàng vội nở nụ cười nói. Tiên sinh đồ ăn ngài gọi đây. Cái cô vừa đi ra đâu? Đường học chính díu mày, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy phù hiểu đâu. Gì? À, ngài muốn nói cái cô buộc tóc đuôi ngựa ấy hả? Hình như cô ấy bận gì thì phải, chạy vội đi rồi. Cậu còn thấy kỳ. Nếu đã từ trong nhà đi ra, tốt xấu gì cũng nên giúp chủ nhà nhận hàng, rồi hẳn đi chứ. Ai ngờ cô ta cứ cúi gầm mặt, vội vàng lách qua cậu đi luôn. Cái gì? Đường Học Chính đạp cửa xông ra, thì thấy biển báo thang máy biểu thị, thang máy đang dừng ở lầu 1. Tối qua anh ngại phải đi xa nên không về biệt thự ngoại ô, mà vào ở căn hộ cao cấp ở khu Nhị Hoàng, không ngờ lại xảy ra chuyện dở hơi này. Cô nghe được những lời mẹ anh nói nên bỏ đi luôn rồi sao? Có thể lắm chứ. Lần trước, chỉ hiểu lầm là anh muốn bao cô thôi, mà cô đã không thèm tiếp điện thoại của anh hôm nay cô bị mẹ chồng tương lai chê thẳng thần thế, lại chẳng giận à. Chật, sao anh lại khiến mọi chuyện rối hết cả lên thế này? Ấn nút gọi mãi mà thăng máy trả lên tới nơi. Đường học chính sốt ruột, châu mày. A à, chính, sao rồi? Đường phu nhân nghe thấy tiếng cũng theo ra. Đường học chính không thèm để ý đến bà nữa. Anh giới thiệu vợ anh cho bà biết, chuyện vui đến thế, bà không những không ưng lại còn xị mặt ra với anh. Chị ta đi rồi à? Hừ, lá gan bé thế ư. Hứ. Đường học chính đang nóng ruột, vì thang máy lại dừng ở lầu năm rồi. Anh đẩy cửa vào lối thoát hiểm, chạy thang bộ từ lầu 20 xuống. Mong là phù hiểu chưa đi xa. a à, chính. Cái thằng này. Tiên sinh. Đồ ăn anh ta gọi. Sau cùng đường phu nhân mặt khó đăm đăm nhận hộp đồ ăn anh gọi. Rồi ngồi xuống sofa đợi con về. Hừ, chỉ vì một con ranh con không biết điều mà dám xị mặt ra với bà, có buồn cười không cơ chứ. Trong cơn giận dữ, bà hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, khi bà và chị ta gặp nhau. Cái con tranh láo toét đó nữa, trông thấy bà còn trưng cái bộ dạng lạnh lùng ra, đôi mắt của nó. Quá vô lễ làm bà phát bực. Hình như trước kia bà từng bắt gặp đôi mắt ấy ở đâu. Dần dần đường phu nhân như nhớ đến chuyện gì. Con tranh đó nói nó tên gì. Tôi là Phù Hiểu. Là con bé đó đường phu nhân kinh hoàng bật dậy. Đường học chính lao xuống lầu một, trán đầm điềm mồ hôi. Nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy bóng cô. Phụ hiểu đã chạy đến ga tàu điện ngầm gần đó rồi. Cô còn khoảng hơn 10 tệ tiền lẻ trong túi. Cô mua một vé, rồi như người mất hồn, hòa vào đám đông đi qua cổng soát vé. Ngắm những đoàn tàu réo còi vút qua, cô vô thức lên một chuyến tàu. Ga này không đông lắm, khi cô lên vừa hay có người đi xuống, thế là cô có một chỗ ngồi cửa tàu từ từ đóng kín, còi tàu réo vang đoàn tàu lao về phía trước mới đầu thì chậm sau đó mới nhanh dần tàu như một dải sáng trong lòng đất tối tăm đẹp một vẻ đẹp khác lạ dần dần tàu lại giảm tốc độ chậm dần rồi dừng trước mặt đám đông đang đợi tàu ở một ga khác tàu chở hết lượt khách này đến lượt khách khác những hành khách vì kiếm sống mà bồn bà mà dường như tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cô hết cô ngồi như chết lặng trên chiếc ghế tàu mặt cuối gầm hai tay đặt lên đùi nhìn chăm chăm sàn tàu đầy rác hai mắt vô thần tàu lăn bánh rồi lại dừng rồi lại lăn bánh nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích cô không quan tâm đến việc mình đang dừng ở ga nào cũng không quan tâm đến việc mình sẽ đi về đâu cô chỉ ngồi ngay ra đó ngơ ngơ ngác ngác thật lâu thật lâu sau cô mới thở dài cúi mình vùi mặt vào hai lòng bàn tay bờ vai cô rung rung giống như đang khóc mà cũng giống như đang cười những hành khách quanh đó liếc hành vi kỳ quặc của cô một cái rồi thôi. Trong thành phố lớn này, vấn đề phát sinh nhiều lắm, ai biết nguyên do của cô là gì chứ? Họ lo cho mình còn trả xong, hơi đau mà lo cho người khác. Hết ga nọ lại đến ga kia, tàu điện ngầm chạy vòng tròn nên không có ga cuối. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng phù hiểu cũng ngẩng lên. Dưới ánh mắt khác thường của những hành khách khác, cô đứng dậy. Khi tàu dừng, cô xuống tàu. Khi này, tuy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng cô không thẫn thờ như khi vừa lên tàu nữa. Cô từ từ bước lên cầu thang, chợt nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Phù hiểu tiểu thư. Theo bản năng, cô quay đầu lại. Thấy một người đàn ông mặc cơm lê, thắt cao vạt, rất ra dáng nhân viên công sở. Anh ta vội vã đi đến trước mặt cô. Phu nhân của chúng tôi cho mời cô. Anh được lệnh đi theo phù hiểu. Phu nhân ra lệnh, cô bà xuống khỏi tàu điện ngầm thì đưa cô đến chỗ bà luôn anh không ngờ cô lại ngồi tàu lâu đến vậy ngồi ngay người như đã đánh rơi hồn phách ở chốn nào không cần phải hỏi cũng biết là ai phù hiểu lạnh lùng quay đi tôi không có nhã hứng đó phù tiểu thư người đàn ông đứng chắn trước mặt cô coi như cô giúp tôi vậy nếu cô không đến đó tôi sẽ rất khó xử phù hiểu cắn môi dưới thấy anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thì không khỏi siết chặt nắm tay. Anh dẫn đường đi. Nơi họ gặp nhau là một quán trà ưu tĩnh. Đường phu nhân phất tay ra hiệu cho cô gái pha trà đi xuống, rồi quay sang cô gái trẻ vừa bước vào lô riêng này, bà cười. Không ngờ cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ, tôi đã không nhận ra đó. Phu hiểu bước đến, ngồi vào vị trí đối diện với bà. Ông con trai quý báu của bà đã cũng đã thành người lớn, thì sao tôi còn là một cô bé được chứ? Khóe môi đường phu nhân giật giật, nhưng bà vẫn rất lịch sự mời cô uống trà. Phù hiểu cũng không khách sáo, nhấc chén trà lên, một hơi uống cạn. Nuốt dòng nước trà đắng chát xuống bụng, lạ thay, cô thế nhưng lại không thấy đắng. Hai người lặng đi trong chốc lát, đường phu nhân dịu dàng mở lời. Chẳng phải nhà cô ở thị trấn S ư? Sao lại lên Bắc Kinh thế? Đi du lịch à? Có chuyện gì mời bà nói thẳng cho? Đường phu nhân chỉ thấy con nhãi tranh đó, vẫn đáng ghét như xưa cả thành phố Bắc Kinh này, nào có ai dám dở giọng đó ra với bà chứ. Nhưng cái con ngốc thối này, từ 10 năm trước, đã trưng cái bộ dạng lạnh lùng ra với bà. Nói chuyện thì cứ như đấm vào tai người ta. Lần đó, thậm chí chị ta còn dám. Sao cô lại quen ai chính thế? Nhớ về chuyện cũ, giọng bà không khỏi đanh lại. Đôi mi của phù hiểu run run. Cô rót một chén trà cho mình, thông thả đáp. Tôi ước gì tôi chưa từng biết anh ta ông trời đã đùa cô một trò đùa lớn cỡ nào, phải chăng ông ấy thấy cô vẫn chưa đủ thề thảm. Theo logic này, chắc cô sẽ trở thành một vĩ nhân đây. Vậy sao cô còn cùng một chỗ với nó? Còn dụ dỗ nó, để nó không chịu lấy ai khác ngoài cô. Bây giờ nó đang hớt hải chạy đi tìm cô đó, vì cô mà nó nổi cáu cả với tôi. Nghĩ đến việc con trai bà nổi cáu với bà chỉ vì cô, bà lại càng tức tối hơn. Phù hiểu nở nụ cười trào phúng. Ấy nấy à, muốn bù đắp lỗi làm sao? Không thể nào. Không thể nào ư. Ừ. Tại sao? Anh ta tốt với cô ta bởi vì anh ta biết, anh ta đâm chết ba mẹ ruột cô ta, không chăm sóc cô ta, thì lương tâm anh ta sẽ cắn rứt cả đời. Trong căn phòng tĩnh lặng, phù hiểu gần từng tiếng, cô như muốn phóng thích nỗi tuyệt vọng, đang tràn ngập trong cô. Thằng bé vốn không biết, ba mẹ cô chết trong vụ tai nạn đó. Thấy cô công kích con mình, đường phu nhân không khỏi lớn tiếng phản bác tiếng đàn tranh du dương vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ ấy cô gái trẻ gầy yếu như thể nghe không hiểu lời bà bà nói cái gì đường phu nhân vốn không định nói ra nhưng cứ thấy cặp mắt bướng bỉnh của cô là bà lại không thể không phản bác bà ngồi thẳng người lên định xuất ra uy nghiêm của một bề trên tôi nói là thằng bé không biết ba mẹ cô chết trong vụ tai nạn đó bà có ý gì lòng cô trĩu nặng cô không hiểu lắm ý trong từng câu từng chữ bà ta nói anh ta không biết ư là hung thủ gây ra vụ tai nạn ấy mà anh ta lại không biết nạn nhân là ai ư lúc ấy thằng bé cũng bị thương không nhẹ khi nó hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi thằng bé là đứa lương thiện nhưng ngày ấy nó còn kiêu căng ngạo mạn lắm nếu để nó biết lỗi lầm nó gây ra đã hại chết hai người có lẽ nó sẽ không bao giờ đứng lên nổi nữa thế nên nhà chúng tôi quyết định không cho nó biết sự thật, sau khi vết thương khỏi hẳn, A Chính Bảo muốn đi xin lỗi, bị ba nó đánh cho một trận, tôi chỉ nói với nó là có người bị thương trong tai nạn, đã lành vết thương và về nhà rồi, về sau nó cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Vu Hiểu hốt hoảng, chuyện cũ như dòng thủy triều tràn vào suy nghĩ của cô. Gia đình cô vốn là một gia đình hạnh phúc với ba thành viên, nhưng sau chuyến du lịch ngọt ngào, nhân kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cô, Hạnh Phúc đã tan thành tro bụi. Cô không nhận được cuộc gọi báo tin ba mẹ cô sắp về, mà nhận được cuộc điện thoại báo tin ba mẹ cô sẽ vĩnh viễn không về nhà. Năm ấy cô mới 16 tuổi, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cô sẽ không bao giờ tìm lại được vòng tay ấm áp của ba mẹ, cô đã phải trưởng thành chỉ trong một đêm. Cô theo cô chú lên Bắc Kinh, nhận cho cốt của ba mẹ thì mới biết, trên đường cao tốc đi sân bay, ba mẹ cô bị một đám học sinh cấp 3 say rượu lái xe đâm vào khi họ được đưa đến bệnh viện đã quá trễ. Lúc đó cậu thiếu niên lái xe đâm vào họ, cũng đang hôn mê trên giường bệnh. Điều đang chờ đợi cậu ta là phiên tòa xét xử kín, là mãi mãi bị bêu danh kẻ sát nhân vị thành niên. Mẹ của cậu ta vứt cho cô mấy thùng tiền, hóng hách đòi giải quyết riêng với cô. Thế là cô ném trả chỗ tiền đó vào người mẹ cậu ta. Cô hận lắm, hận không thể khiến cậu ta sống cả đời trong nhà tù. Nhưng sau đó có hai ông bà già đến tìm cô, sức khỏe của hai cụ còn tốt, mà khuôn mặt hai cụ thì tiều tụy vì buồn lo. Hai cụ là ông bà nội của cậu ta. Hai cụ đến xin lỗi thay cháu mình, hai cụ ấy náy lắm. Hai cụ hỏi cô về dự định trong tương lai, cũng hứa sẽ thu xếp chu đáo cho cuộc sống sau này của cô. Nhưng cô không đếm xỉa đến hai cụ. Bắt bà nội cậu ta sưng húp, đỏ hoe vì khóc. Ánh mắt bà cụ nhìn cô tràn ngập khẩn cầu, mà há miệng mấy lần cũng không thốt nổi một câu cô cũng muốn mặc kệ hai cụ lắm, nhưng bà cụ thương cháu quá. Cuối cùng cũng không kìm nổi lòng mình, cầm tay cô khóc lóc van xin. Bà cụ nói, tha cho thằng bé lần này đi, nó còn trẻ lắm, chặng đường tương lai của nó còn dài lắm. Chuyện này sẽ hủy hoại cuộc đời nó. Ông nội cậu ta cũng yêu cháu như tính mạng, nhưng chỉ siết chặt chiếc gậy ba tông, quát vợ không cho bà cụ nói nữa. Nhìn hai ông bà và mái tóc bạc phơ, cô không đỡ làm cứng. Cô đã tan cửa nát nhà, chẳng lẽ cứ phải hại nhà người ta giống mình mới được ư cô có thể thờ ơ với hung thủ đang nằm trên giường bệnh nhưng không thể nhẫn tâm làm tổn thương hai ông bà già tóc đã bạc phơ không đỡ nhẫn tâm để họ phải cô độc trong những năm tháng cuối đời cô đến bệnh viện nhìn cậu ta cậu ta hôn mê trên giường bệnh bị băng bó kín mít trông như xác ướp cô nhìn chăm chăm vào cậu ta nhìn thật lâu thật lâu rồi cô hỏi ông cụ cùng cô đến bệnh viện sau này cậu ta sẽ trở thành người tốt chứ. Khoảnh khắc ấy, ông nội cậu ta, người ông đã trải qua bao dông tố cuộc đời đã rung giọng. Ông cụ siết chặt chiếc cậy đầu rồng trong tay, nói, ông cam đoan. Trong chớp mắt, mắt cô ướt nhòe. Đúng vậy, người này còn trẻ lắm, con đường cậu ta phải đi còn rất dài, rất dài. Ba mẹ cô hiền lắm, tốt bụng lắm. Nhất định họ cũng sẽ hài lòng với cách làm của cô. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt, cô nói. Vậy hãy sống cho tốt, sống cả phần của hai người họ nữa. Chuyện cũ là vậy đó. Khắc cốt minh tâm đấy, nhưng khi qua rồi nhớ lại, cũng chỉ như một vòng quay của chiếc đèn kéo quân thôi. Phù hiểu thở dài. Cô cứ nghĩ có thể chôn mãi nỗi đau ấy trong lòng, không bao giờ nhắc lại. Ai có thể đoán được rằng, câu chuyện ấy sẽ một lần nữa được khơi dậy, theo cái cách gần như là vớ vẩn nhất trần đời này. Cậu thiếu niên đâm chết ba mẹ cô năm đó, lại trở thành người đàn ông mới đem qua còn đầu ấp tay gối với cô. Trái đất này, thật sự nhỏ đến vậy ư. Phù tiểu thư, tôi nói những lời này với cô là có chuyện muốn nhờ cô giúp. Giọng đường phu nhân truyền đến từ chốn xa xăm. Phù hiểu lặng đi. Chuyện quá khứ thì chúng ta hãy để nó qua đi, không cần phải làm phức tạp mọi chuyện lên. Cô có đồng ý không? Tuy bây giờ nếu có biết chuyện đó, thì thằng bé cũng sẽ không gục ngã. Nhưng nó sẽ mãi mãi là vết thương trong lòng thằng bé. Phù Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười nhạt thết. Rất nhạt, rất nhạt. Tôi thấy cô cũng đã ra quyết định rồi, có việc gì cần tôi hỗ trợ không? Dù không hỏi thì đường phu nhân cũng ngầm biết. Chị ta không bao giờ có thể cùng một chỗ với A à Chính. Song Hồng tránh những phiền phức không cần thiết, bà thấy nên đuổi chị ta đi sớm thì hơn. Hỗ trợ ư? Có. Lúc này đường học chính đang mặt mày bí xị ngồi trong nhà dương mật anh vừa truyền di động từ tay nọ sang tay kia, vừa ôm cây đợi thỏ, đợi phù hiểu về nhà mẹ đẻ. Cô bé kia dễ dỗi quá đi thôi, cứ thế chạy ra ngoài. Di động cũng không cầm theo, chả biết có mang tiền theo không. Chẳng phải lúc ấy cô kêu đói ư, giờ đã ăn gì chưa không biết. Ê da, chán quá đi, sao mãi trả về thế này. Dương Mật và Tiêu Nhiên thì đang trong kỳ nghỉ ngày quốc tế lao động. Hai người ngồi tiếp anh chàng mà nóng hết cả ruột. Ngày trước, mỗi lần anh chàng đến chơi, hai người họ cũng đã tiếp đãi rất cẩn thận. Bây giờ khi đã biết cha thế hiển hách của anh chàng, họ đâm ra không biết phải tiếp đãi thế nào. Nhất là khi này, anh chàng đang xị mặt ra có vẻ rất không vui. Con bé hiểu chết tiệt kia nữa, nó bò về thử xem, xem cô có cho nó tè tua không. Chuyện lớn cỡ này mà cô lại là người cuối cùng được biết. Không nên, không nên. Bây giờ nó đã là người phụ nữ của đường thiếu, ô dù của nó to lắm nhưng sao đang yên đang lành, nó lại cãi nhau với đường thiếu chứ. Tính nó không rỗng đảnh vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Chợt tiếng chuông di động vang lên, Dương Mật vừa mới hồi hồn lại sau những phút thất thần, nhất thời chưa nghe ra là điện thoại của ai réo. Thế nhưng đường học chính đã tiếp điện thoại, là cuộc gọi ấn số điện thoại. Cô đang gọi bằng điện thoại công cộng. Alo, phù hiểu. Đường học chính. Từ điện thoại trường ra giọng nói đều đều, vô cảm, là phù hiểu. Ừ, ở đâu? Anh đến đón em. Đường học chính đứng dậy. Chúng ta chia tay đi. Đường học chính thoáng ngừng lại, cũng chưa biến sắc mặt. Anh vừa đi về phía cửa vừa trả lời. Ừ, được, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Gặp cô, anh không đét cho cô mấy phát vào mong mới là lãi. Trong nhà anh có một người mẹ rất ghê gớm, còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng Dương Mật. Mẹ chồng Dương Mật còn không chửi thẳng vào mặt người khác giọng thì đều đều không chút dao động không chút cảm xúc mà sao phù hiểu lại không thể lau hết được nước mắt trên mặt mình cô cứ lau lau mãi và nước mắt cứ tuôn rơi em ghét điều đó em không muốn cùng một chỗ với anh nữa tim đường học chính quặn đau sao anh có thể không nghe ra giọng cô đang nghẹn ngào cơ chứ bé ngoan tất cả đều là lỗi của anh thật ra là bà giận anh nên mới giận cá chém thớt em đấy mà không liên quan gì đến em đâu em không tin anh đâu trừ khi mẹ anh xin lỗi em nói với em là bà hoang nghênh em trở thành người nhà họ đường nhà anh em mới cùng một chỗ với anh nếu không sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa anh không đáng để em quý trọng đến vậy ư chỉ pháp chút trắc trở đã đòi vứt bỏ đường học chính cũng giận rồi anh bước vào thang máy ấn nút đóng cửa đánh tạch một cái phù hiểu lặng đi một lúc lâu cố nuốt xuống nghẹn ngào bờ vai gầy của cô run rẩy tạm biệt đường học chính cô chậm rãi cướp điện thoại ngửa mặt lên nhìn trời hồng ngăn dòng lệ tuôn rơi năm đó nhìn cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh và nghe ông cụ đường cam đoan cô cũng đã vứt bỏ hận thù rồi năm đó cô đã cho anh và cũng cho chính mình một con đường để được giải thoát ngày nay không biết từ bao giờ cô đã yêu anh tha thiết nên cô càng không thể có những suy nghĩ về trả thù anh hại anh cũng hại chính mình chỉ có điều cô không thể và mãi mãi không thể cùng một chỗ với anh Chấm dứt rồi. Alo. Nghe những tiếng túc dài truyền ra từ điện thoại đường học chính bực đến nổi, muốn vứt quách di động đi cho rảnh nợ. Đợi đến lúc tìm được cô xem, anh sẽ cho cô một trận cho mà coi. Anh mở danh bạ, rất nhanh tìm ra một số điện thoại anh gọi cho số điện thoại đó. Là tôi, tìm địa chỉ phòng điện thoại công cộng, vừa gọi vào máy tôi cho tôi, càng nhanh càng tốt. Chẳng vạn, đường học chính phát một bụng tức về nhà tổ trên núi không đợi người giúp việc ra mở cửa, anh đã thòi chân ra đá tung cửa, rồi đi luôn vào phòng khách lớn. Mặc cho một đống thiết bị báo động réo vang. Cả căn nhà náo loạn hết cả lên. Cả bảo vệ cũng chạy đến, mới biết là tâm trạng của đường thiếu cực không tốt, nên giận cá chém thớt lên họ. Cả đường phu nhân đang ngắm tranh chữ với khách, thấy chuông báo động réo quá, cũng phải dương giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì hả? Trầm một tiếng, cửa phòng tranh bị đá tung ra. Đường phu nhân giật thót người, thấy người vào là con trai mình thì không khỏi quở trách. "À chính, anh nổi điên cái gì?" "Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ." "Lúc này còn chuyện gì cần hỏi cho ra nhẽ, hơn chuyện cô bé của anh chứ." Thế nhưng cô lại gọi điện thoại công cộng ở nhà ga, gọi xong là mua vé chạy luôn. Đặc biệt trong túi cô đến là nhiều tiền. Cái thằng bé này, anh không có mắt à, không thấy mẹ anh đang có khách sao? Đường phu nhân mắng anh một câu, rồi kéo anh lại bảo anh đoán xem ai đến chơi nào. Đường học chính lấy đâu ra tâm trạng, mà đoán với chả đố xem ai đến chơi. Anh liếc qua một cái, thấy tiêu thiển thiển ngồi trên chiếc ghế gỗ lê và mỉm cười với anh. Đừng thiếu tâm trạng không tốt à. Sao cô lại đến đây? Đường học chính hỏi thẳng. Ai lại hỏi khách đến nhà thế bao giờ? Thiển thiển ra nước ngoài 10 năm mới về nước đó. Con bé đến thăm chúng ta, sao anh lại hỏi người ta câu bất lịch sự thế hả? Không sao đâu mà cô, anh ấy toàn dở cái giọng đó ra với con thôi, con cũng quen rồi. Tiêu Thiển Thiển đứng dậy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân của chà neo, tôn lên dáng người hoàn hảo và làn da trắng mịn của cô. Ha ha, cũng phải, trước kia hai anh chị thân nhau lắm mà, tôi còn phải lo anh chị lại nhau làm gì. Đường phu nhân cười dài nhìn cô, rồi bà quay sang đường học chính, nói. Anh xem, năm đó thiển thiển đã đẹp, hôm nay, khi hoàn toàn trưởng thành, con bé càng đẹp hơn, đẹp quốc sắc thiên hương. Tiêu thiển thiển che miệng cười duyên. Cô à, người tân bốc con kiểu đó, con sẽ xấu hổ chết mất. Không tân bốc, không tân bốc đâu, toàn lời nói thật đó. Nếu phù hiểu không có hành anh te tua, thì có lẽ anh sẽ tán gẫu với hai người họ đôi câu. Nhưng bây giờ anh không hơi đâu mà làm cái việc đó. Chỉ nhếch mép cười cười, không nói không rằng. Thằng ranh thối thay này, mày có điên đâu, mà chọc cho cả nhà rối hết cả lên thế hả? Tiếng mắng của ông cụ đường vang lên từ phía sau. Không có gì. Có mặt tiêu thiển thiển không tiện nói. Anh biểu môi. Con đi nằm một lát. Cho hạ hỏa. À chính. Thằng ranh thối thay kia. Khi anh đi ngang qua ông cụ đường, cụ đưa gậy ba tông cản anh lại. Vào phòng tao một lát. Tao có chuyện phải nói với mày. Dây thần kinh nào bị chập rồi? mà lại đòi đi nương tựa nhà tư bản. Không rảnh. Anh vòng qua đầu cây gậy của ông cụ, đi thẳng lên lầu không buồn hoái lại. Ông cụ đường xém chút nữa, phi luôn cây gậy ba tông vào óc anh chàng. Cả cửa phòng mình, đường học chính cũng đã tung. Anh thấy lòng mình phần phật lửa, làm cách nào cũng không dập được. Anh đá văng chiếc ghế cảng đường, ngã người vào chiếc giường lớn êm ái. Tích sâu mấy hơi, anh nhìn trần nhà được trang trí lộng lẫy, mà trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Phù Hiểu. Cô bé đáng đánh đòn, chẳng chịu tin tưởng anh gì cả. Gặp có chút chuyện nhỏ thôi, cũng lại trốn như vậy. Còn ngồi tàu hỏa chứ. Hình như cô còn chả cả mua vé ngồi, mua một chiếc vé đứng rồi lên tàu luôn. Tàu hỏa từ đây về chỗ cô, cũng phải hai mấy tiếng đồng hồ lận. Đường học chính càng nghĩ càng sót ruột. Tối qua anh không để cô ngủ đủ giấc, hôm nay thì cô vẫn chưa ăn uống gì. Giờ, cô lại còn chen chút trên tàu hỏa, thế thì sức cô sao mà chịu nổi chứ? Sao mình lại chấm cô ấy nhỉ? Bé con không chịu để người ta yên tâm. Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của anh. Anh không nên quá chủ quan, cứ thế mà để hai người phụ nữ gặp nhau. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thời gian để mà hồi tưởng chi tiết tình hình khi đó. Biểu cảm và hành vi của phù hiểu rất kỳ quái, không giống như đang căng thẳng, trái lại giống như kinh hãi. Tại sao? Lẽ nào trước kia cô từng gặp mẹ anh rồi? Đường học chính hiếp mắt lại, bắt đầu suy ngẫm về giả thiết, không có khả năng thành sự thật ấy. Phù hiểu là một cô gái tốt. Nếu cô ấy biết người mình gặp là mẹ chồng tương lai, thì cô ấy sẽ không bao giờ đang yên lành lại đi vô lễ với bà. Trước hôm nay, hai người họ từng có xích mích gì? Nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn thấy mọi chuyện rất mông lung. Người giúp việc đi lên mời anh xuống ăn tối anh chán nản vào phòng tắm, tắm nước lạnh hồng áp chế những nôn nóng trong lòng, rồi đi xuống. Vào phòng ăn, thấy Tiêu Thiển Thiển chưa đi. Anh liếc cô một cái, cô điềm nhiên giải thích. Cô mời nhiệt tình quá, tôi thật sự không từ chối được. Sao con lại nói mấy lời khách sáo ấy? Lâu rồi cô không được gặp con, giữ con lại ăn với cô bữa cơm, mà con cứ chối đầy đẩy là sao? Đường phu nhân vờ giận, trách. Dạ, vậy con cung kính không bằng tuân lệnh. Tiêu thiển thiển cười đáp lời. Ha ha, nói vậy mới nghe được chứ. Nào, nào, ai Chính, con ngồi cạnh thiển thiển đi, giúp mẹ chiêu đãi khách quý của nhà ta cho tốt nào. Tâm trí của đường học chính đã bay đến tận đẩu tận đâu rồi. Anh không ý kiến ý cò gì, đặt mông ngồi vào bên phải tiêu thiển thiển. Do anh vừa tắm xong, nên từ anh tỏa ra khí tức sạch sẽ, nhẹ nhàng. Tiêu thiển thiển nhìn anh một cái, thấy anh nhìn thức ăn trên mâm không chớp mắt đường phu nhân ngồi đối diện với hai người họ càng nhìn hai người bà càng thấy vừa lòng nhìn hai đứa nó xem đây mới là kim đồng ngọc nữ một đôi trời sinh chứ mặt nào cũng xứng đôi nếu thiển thiển thành vợ thằng bé ngày nào cũng ngồi thế này thì tốt quá nghĩ vậy bà cười nói với ông cụ đường đang ngồi ở ghế chủ tọa ba ba xem kìa có phải hai đứa nó đẹp đôi lắm không đắm ngôi sao trong phim chiếu trên tivi con cũng không thấy đẹp đôi bằng hai đứa nó nhà Thấy con dâu nói vậy, ông cụ đường cũng quay sang, hiếp mắt lại quan sát rồi cười khà. Ai à chính sao xứng được với thiển thiển, con bé là cô gái tốt, có học thức lại ngoan ngoãn, ai à chính chỉ là thằng ranh hư đốn thôi. Tuy cụ cũng thấy trong hai đứa khá đẹp đôi, nhưng cụ vẫn chưa quên lần trước, thằng ranh này long trọng giới thiệu với cụ một cô gái. Cụ thấy mình không tham gia vào chuyện của lũ trẻ thì hơn. Đường học chính mặt không chút biểu cảm nhìn mẹ một cái, thấy mẹ thu được tín hiệu cảnh cáo từ mình mới dời mắt đi, công môi cười. Ông cụ nội cũng tin mắt gớm, hàng ngũ người theo đuổi cô Tiêu đây, sắp dài đến sao hỏa rồi, sao còn đến lượt con. Tiêu thiển thiển cười điềm nhiên. Đừng thiếu khiêm tốn quá rồi, Nãy chúng ta quen biết nhiều năm, tốt xấu gì tôi cũng sẽ cho anh chen ngang vào hàng. Tôi đắc tội Tiêu đại tiểu thư lúc nào ý nhở, mà cô phải nghĩ ra trò này để chỉnh tôi. Đừng học chính đáp một cách biến nhát. Tiêu thiển thiển ngẩn ra, nhướng mày. Tôi giấu kỹ thế, mà vẫn bị anh phát hiện à. Đường phu nhân còn muốn nói nữa, bị đường học chính lường một cái đành phải thôi. Bà đành chuyển đề tài. Coi hai đứa con trêu đùa nhau kìa, lão đường không về ăn cơm đâu, chúng ta ăn thôi. Đường học chính đã một ngày không ăn gì, anh biến cơn giận thành thèm ăn, bưng bát lên ăn ngấu ăn nghiến. Tiêu thiển thiển ăn uống nhỏ nhẹ, nhìn anh và từng và cơm lớn mà vui người này ý à ở bên ngoài mà ra vẻ với thiên hạ, thì đến quý tộc châu Âu cũng chả sang bằng. Ai mà biết bản chất thật là bộ dạng này cơ chứ. Chẳng qua sao cô lại thấy anh thế này cũng rất đàn ông. A chín, chính, đừng cắm cuối ăn một mình thế, gấp thức ăn cho thiển thiển đi nào. Đường phu nhân nói. Đường học chính quay sang. Cô thích ăn gì cứ gấp tự nhiên, tôi gấp lỡ phải món cô không thích, rồi cô lại ngại từ chối. Có phải cô bé của anh đâu, mà anh phải ép ăn mấy món không cay khi toàn ăn cay chứ. Nhắc đến chuyện này mới nhớ. Mẹ, nhà mình có đầu bếp giỏi nấu món ăn của Tứ Xuyên không? Đường phu nhân phân vân. Sao tự dưng thằng bé lại hỏi chuyện này? Nhưng bà vẫn gọi quản gia lên để hỏi quản gia đáp. Món ăn của Tứ Xuyên vừa cay vừa nóng. Phu nhân lo mấy món đó không tốt cho sức khỏe cụ, nên mới không mời đầu bếp nấu món ăn của Tứ Xuyên. Đường học chính gật đầu. Vậy mấy hôm nữa, cậu thu xếp rồi chọn lấy một người. Nhớ là không những phải nấu ngon, mà còn phải giỏi cả phối hợp dinh dưỡng nhé. Vâng. Ông cụ đừng nói. Nhà đã mấy đầu bếp rồi, sao anh còn đòi mời đầu bếp nấu món ăn của tứ xuyên, mà nhà cũng có ai ăn cay đâu cơ chứ. Yên tâm, sẽ có người ăn ạ. À. Tiêu thiển thiển chớp rèm mi dài. Lẽ nào anh ấy vẫn nhớ, cô ăn cay. Cơm nước xong xuôi, đường học chính định đi lên thì bị Tiêu Thiển Thiển gọi lại. A à Chính, tôi tìm anh có chút chuyện. Đường Học Chính ngẫm nghĩ, vào thư phòng nói. Thế là ông cụ Đường tắm tức, cụ gọi nó thì nó không đi, giờ người đẹp ngoắt cái là nó đi liền. Đầu tranh con nặng sắc nhẹ già. Đường Học Chính để cô nàng vào thư phòng trước, còn anh thì gọi người giúp việc bưng hai chén hồng trà lên. Mở cửa ra anh dẫn cô vào bàn uống nước bằng gỗ gụ. Chuyện gì? Anh làm sao thế? tiêu thiển thiển vắt chéo chân một cách tao nhã hai tay đặt vào nhau và để lên đùi đường học chính ngồi vào vị trí đối diện cô nàng anh nghe ra câu hỏi của cô nhưng không định trả lời nó không có gì nhưng tôi chưa thấy anh giận dữ ra mặt thế này bao giờ ai chọc giận anh tiêu đại tiểu thư ý của tôi là không có liên quan gì đến cô cô ta cho anh là phạm nhân mà cô ta thẩm vấn chắc vẻ mặt thư thái của tiêu thiển thiển lập tức bay sạch cô ngồi thẳng dậy anh đúng là có lòng tốt giúp người mà bị người khinh mà. Hả? Tôi rất tiếc. Đường học chính trả lời đến là không có thành ý. Tóm lại là cô có chuyện gì? Tôi mệt rồi. Anh, ngày trước cũng cái tính này bao nhiêu năm rồi mà chẳng tốt lên chút nào. Tiêu thiển thiển nghiến răng, giọng bực tức. Anh ấy vẫn thế, vui thì thế nào cũng được. Hơi mất vui một tí là trưng cái mặt đó ra. Chả ai bốc đồng bằng anh ấy cảm ơn lời khen của cô. Tôi là con hàng, nên mới đi quan tâm anh. Tiêu thiển thiển đứng phát dậy, biến khỏi thư phòng nhanh như gió. Người ta không biết quý trọng, thì tội gì mà cô phải ở đấy cho người ta ngứa mắt. Đường học chính còn chả buồn nhúc nhích, gác đôi chân dài lên bàn. Tách bật lửa chăm một điếu thuốc. Người giúp việc đi lên, lúng ta lúng túng đứng ở cửa hỏi. Thiếu gia trà này. Mang vào đây đi. Chỉ một lát sau, Đừng phu nhân đi vào. Ai à chính, hôm nay anh làm sao thế? Sao thiển thiển lại giận dữ bỏ đi hả? Sao con biết được, người đàn bà láo toét? Ôi trời, sao anh lại nói người ta thế? Nhất định là anh chọc tức con bé, chứ không sao đang yên đang lành, con bé lại bỏ đi. Ừ, mẹ nói cũng phải, chiều nay, chắc phù hiểu nhà ta, cũng có chuyện khó nói trả lời. Đường học chính nhã một vòng khói trắng. Nào, mẹ, mời mẹ uống trà đường phu nhân không ngờ là mới nói mấy câu anh đã lái sang chuyện phù hiểu và hơi biến sắc mặt so sánh thế sao được chiều nay là mẹ tận mắt thấy mẹ còn chưa mắng gì ta vì sự vô lễ của chị ta được câu nào đâu là chị ta chẳng nói chẳng rằng chạy mất dạng đấy chứ đó là mẹ nói trước mặt người ta mẹ không đồng ý vợ con yếu đuối lắm mẹ nói thế cô ấy lại chẳng chạy à nếu chị ta yếu đuối vậy đã tốt Đường phu nhân nhũ thầm trong bụng. Mười năm trước chị ta chẳng qua chỉ là một con ranh con, đến từ một thị trấn nhỏ thôi, mà đã không hề sợ họ rồi, còn dám ném trả tiền lên người bà. Anh thuyết phục kiểu gì cũng không có tác dụng đâu, tóm lại là mẹ ngứa mắt chị ta, anh đừng mơ tưởng viễn vông nữa, anh xem anh đi, muốn gì có nấy, sao anh lại đi thích con ranh con đó chứ? Anh nhìn Thiển Thiển xem, hơn chị ta mọi mặt luôn, thế mà anh còn chọc giận người ta để người ta bỏ đi. Được rồi. Đường học chính ngắt lời càm ràm của bà, nhắc bà ngồi xuống. Hàng nữ sĩ xinh đẹp và tao nhã của chúng ta, không hợp niệm kinh của các bà mẹ đâu. Đường phu nhân bật cười vì câu nói đùa của con. Ngồi xuống cạnh anh chàng nhấp một ngụm hồng trà trong chén anh chàng đưa, nói. Ai bảo anh chẳng để mẹ được yên tâm, mẹ muốn làm một người mẹ ít lời cũng không được. Con muốn làm mẹ yên tâm lắm, nhưng là mẹ không chịu đấy chứ. Lần trước, cả cái cô tiểu thư đỏng đảnh chút đình đình mà mẹ cũng vứt cho con được giờ con tự tìm được một cô gái tốt để lấy làm vợ thì mẹ lại không vui đường phu nhân biến sắc mặt đặt chén xuống nói chỉ giỏi xoay mẹ anh vòng vòng thôi thế giới này muôn hình muôn vẻ mẹ đã gặp nhiều người lắm rồi mẹ còn không biết có phải cô gái tốt không ư mẹ thấy chị ta chỉ là một con bé quê mùa thiển cận tương lai anh là người lãnh đạo anh sẽ đứng trên mọi người vợ anh sao có thể là một đứa con gái nhỏ nhen cỡ vậy chứ? Đường học chính ngã người, khoác một tay lên thành ghế, nhìn bà một cách bí hiểm. Con của bà đã không còn là cậu bé, có làm gì cũng không qua nổi mắt bà từ lâu rồi. Bà bị anh nhìn, đâm hơi chọc dạ, liền cả giận, xịu mặt xuống. Anh nhìn mẹ anh kiểu đó làm gì? Con chỉ đang suy nghĩ thôi. Đường học chính gãi cầm. Con luôn thấy mẹ bài xích phù hiểu quá mức, về lý mà nói, hai người còn chưa từng chính thức gặp mặt không nên có những phản ứng dữ dội đến vậy có phải hai người quen nhau từ trước không trái tim đường phu nhân như rớt đánh bịch một cái bình thường thằng bé này luôn tỏ ra nó là một anh chàng phóng khoáng không để bụng mấy chuyện vụn vặt nhưng nếu đã động não thì nó còn gian hơn cáo nữa kìa anh nói luyên thuyên gì vậy nếu mẹ biết chị ta sớm hơn thì mẹ đã không để hai anh chị dính vào nhau thật không đó Mấy chuyện kiểu này mẹ giấu anh làm gì? Mẹ anh là người thế nào chứ? Đâu rảnh mà quen chị ta. Vậy con cũng nói thẳng luôn. Mẹ mà không chấp nhận phù hiểu thì cứ chờ xem con trai mẹ độc thân suốt đời đi. Khó khăn lắm anh mới tìm được người con gái ấy. À cũng đừng trong mong gì chuyện có cháu bé nha. Cái thằng này. Đường phu nhân giận quá buộc miệng mắng. Nhưng bà chợt nghĩ lại con bà là kiểu người gì bà còn không biết ư. Nó từng có vô số cô bạn gái tài mạo song toàn, mà còn chẳng cô nào trói được trái tim nó. Con tranh phù hiểu đó ư. Có lẽ nó chỉ thấy lạ miệng thôi. Qua một thời gian nữa, có khi nó còn chẳng nhớ nổi ý. Nghĩ vậy bà cũng coi như mình đã thông suốt, hắn giọng. Tùy anh, dù gì mẹ cũng không thích chị ta, có thế thôi. Không nên ép nó, cứ để kệ nó một thời gian, tự nó sẽ thấy chán thôi. Vì mẹ tỏ thái độ quá kiên quyết, nên đường học chính, tuy cũng cho là hai người phụ nữ này không quen nhau, nhưng vẫn còn một nghi vấn. Vì nghi vấn đó, chiều hôm sau, anh tìm đến người đứng đầu bộ tư pháp. Ông Mạc Viễn Đông vừa họp xong, cười đón anh. Học chính ngại quá, để con phải đợi lâu, có chuyện gì mà con tìm chú Mạc gấp vậy? Đường học chính đứng lên. Chú Mạc con không dám giấu, con có chuyện muốn nhờ chú giúp. Ha ha, con nói ra xem nào. Ông Mạc Viễn Đông dục anh ngồi xuống bảo người thư ký vào cùng ông đi pha trà. Con muốn xem ghi chép về vụ tai nạn của con nằm đó. Đây là một trong những đầu mối anh tìm được. Sáng nay khi thức giấc, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không xác định được mẹ anh và Phù Hiểu có từng gặp nhau chưa. Và nếu có là ở đâu, đây là manh mối mà anh cho là dịu vợ nhất và cũng là manh mối mà anh không muốn tin nhất. Ông Mạc Viễn Đông ngạc nhiên. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, sao đột nhiên con lại muốn xem chúng chứ? con có chút chuyện cá nhân nên cần. Con đến phòng lưu trữ hồ sơ hỏi, thì họ nói năm đó nguyên đơn rút đơn kiện, không cấu thành án, nên hồ sơ vụ tai nạn không được đưa vào kho dữ liệu điện tử, chỉ có hồ sơ dự bị bằng giấy. Con thấy trình tự lấy hồ sơ quá phức tạp, nên đến nhờ chú giúp. Hả, thế à, chuyện nhỏ thôi, con ngồi đi, chú gọi cuộc điện thoại cái. Đường học chính gặp đầu, anh ngó đồng hồ. Khi này, không biết cô bé của anh đang ở nơi nào. Nghĩ là làm anh gọi một cú điện thoại. Chuông tréo 4 năm tiếng thì có một giọng nữ tiếp điện thoại. Đừng thiếu. Gặp được chưa? Gặp được rồi, phù tiểu thư đã theo tôi đến tòa nằm rồi. Vừa nãy phù tiểu thư cũng đã ăn chút ít. Trên người cô ấy có tiền không? Hình như có không nhiều lắm. Ừ, tâm trạng cô ấy thế nào? Ừm, phù tiểu thư trông rất buồn, sắc mặt nhợt nhạt lắm. Đường học chính lặng đi dây lát, nói chăm sóc cô ấy cho tốt đừng để cô ấy phát hiện cố hết sức nhét tiền cho cô ấy vâng cúp điện thoại đường học chính ngồi ngay ngắn chờ tin tức mạc viễn đông cũng đã gọi điện thoại xong đứng dậy khỏi bàn làm việc bảo với anh chú bảo họ tìm rồi tìm được sẽ mang đến đây dạ dạo này chú bận quá không có thời gian đến thăm ông cụ đường ông cụ vẫn khỏe chứ khỏe lắm ạ à? ông cụ còn hăng hái lắm ha ha thế thì tốt quá. Cửa vang lên hai tiếng gõ kiểu lấy lệ, Mạc Vu Phi vội vàng sọc vào. Ông già, tài liệu con nhờ ba tìm giúp đã có chưa? Gọi tao là bộ trưởng. Ông Mạc Viễn Đông lườm anh chàng một cái. Mạc Vu Phi nào có chú ý mấy chuyện vặt vãnh ấy? Anh nhìn người khách, đang chậm chệ trên sofa với vẻ ngạc nhiên. Sao mày lại chạy đến đây? Chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân gì mà phải chạy đến tận đây giải quyết? Mạc Vũ Phi đam tò mò. Anh không hỏi hang gì mà ngồi vịt xuống cạnh ba anh. Tán chuyện đông tay kim cổ với đường học chính. Đợi anh chàng kia tự mở lời vàng Ngọc giải thích rõ ràng. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng lại được gõ vang. Lần này người đến quy củ hơn. Bộ trưởng hồ sơ ngài cần đây ạ. À? Vào đi. Thư ký trình cho ông Mạc Viễn Đông một bộ hồ sơ. Ông đưa luôn cho đường học chính. Này, thứ con cần đây này. Con cảm ơn chú Mạc đường học chính đón lấy cái gì thế mạc vu phi hỏi hồ sơ vụ tai nạn giao thông của ấy mà đường học chính cũng không giấu giếm mở luôn túi hồ sơ ra vì là vụ án bên nguyên đơn rút đơn kiện nên cũng không phải hồ sơ chính quy gì chỉ có vài bức ảnh và ghi chép hiện trường anh bỏ qua tất cả đống giấy tờ đó tìm xem luôn ghi chép về đương sự của vụ án kẻ nhíu mày đọc lướt qua là một cặp vợ chồng đi du lịch bởi vì tài xế xe kia hoặc xe gấp nên cú đâm không chính diện ba người bị thương nhẹ đoạn sau thì giống như mẹ anh đã nói biên bản ghi lại là người nhà bị đơn bồi thường rất nhiều tiền bên nguyên đơn rút đơn kiện chữa trị vài ngày cho vết thương lành hẳn rồi đi về đường học chính không nhận ra là mình vừa thở phảo nhẹ nhõm cỡ nào tuy anh cho rằng chuyện đó là không thể nhưng nếu nó mà là thật thì toi anh rồi mày cần thứ này làm gì mặc vu phi băng khoăn Thứ nó đang cầm trên tay và đang lật xem, hình như là thứ anh làm ra hồi du lịch nước ngoài. Không có gì. Đường Học Chính nhìn đồng hồ, anh nghĩ có lẽ mình nên đi thị trấn sớm một chút. Thế là anh xếp gọn tập hồ sơ trên tay, cất vào túi rồi đưa trả cho ông Mạc Viễn Đông. "Còn cảm ơn chú Mạc, chú đã giúp con rất nhiều rồi đấy ạ." À. "Chút việc cỏn con ấy, nói cái gì mà giúp mới chả không giúp, hôm nào rảnh qua nhà chú, uống với chú mấy chén nhé." Được ạ à, vậy chú Mạc à, con còn chút việc, con đi trước nhé. Anh vỗ vai Mạc Vu Phi, gật đầu chào ông Mạc Viễn Đông rồi đi ra ngoài. Mạc Vu Phi không chú ý đến thằng bạn, bởi vì anh vừa giật được tập hồ sơ từ trong tay ông Mạc Viễn Đông. Anh đọc lướt qua một lần, vẻ mặt đến là quái. Đợi đường học chính đi khỏi, anh rờ tay lên một con dấu nhỏ dập trên bìa tập hồ sơ, hỏi. Ba, vụ tai nạn đó của A9, ba cũng biết đôi chút phải không? đương nhiên cú đâm rất mạnh, học chính cũng hôn mê tận mấy hôm. Ông Mạc Viễn Đông nhấp một ngụm trà. Đêm đó, Mạc Vu Phi về nhà sớm hơn thường lệ. Anh lần vào mật thất trong thư phòng ông Mạc Viễn Đông, mở chiếc két bảo hiểm trong phòng ra một cách thành thạo. Lấy ra từ trong két một sắp hồ sơ và tìm được một tập hồ sơ. Anh mở tập hồ sơ nở ra, đọc qua một lần. Càng đọc cặp mày anh càng nhíu chặt hơn, đến khi đọc đến tên người nhà của nạn nhân, thì anh triệt để ngẩn người. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Tạm biệt người chị tốt bụng, người đinh đinh rằng cô bị móc túi sạch, kiên quyết kéo cô đến tòa nằm, rồi ra sức dưới tiền cho cô. Phù hiểu hòa vào dòng người ra khỏi ga, vừa đi vừa nghĩ xem, có nên về nhà cô của cô trước, rồi tính tiếp không? Phù tiểu thư Đang đứng ở cửa ra thì có người gọi cô một tiếng. Cô ngẩng lên thì thấy chàng nhân viên chuyên phát nhanh trẻ mà cô không lấy gì làm xa lạ nọ, đang xách một vali hành lý, cười tủm tỉm và đứng trước cô. Bưu kiện của cô. cô hiểu ngay ra nhìn anh chàng một mất một lát. Hiệu suất của dịch vụ này hơi bị quá cao rồi đấy. Chợt cô nhớ tới gia thế có hiển hách và ví tiền có dày hơn người bình thường chút chút của đường học chính. Nhất thời cô có cảm giác mây tan trời tỏ. Làm gì có công ty tư nhân nào thế này, rõ ràng đây là dịch vụ chuyển phát cá nhân anh sợ một lúc cô sẽ không tiếp nhận nổi, nên mới lừa cô kiểu này. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy chiếc vali trong tay anh chàng. Không cần khách sáo, đừng tiên sinh còn bảo tôi chuyển lời đến cô. Vốn dĩ ngài ấy định tự mình đến đây, nhưng độc xuất phải nhận nhiệm vụ, không thể không đi. Ngài ấy nói, xin cô hãy tự chăm sóc mình cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì. Ngài ấy xử lý mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đến tìm cô. Phù hiểu thấy lòng mình vừa ngọt, vừa đắng, vừa mặn, vừa chát, cũng vừa cay Cô rủ mắt xuống khẽ ở một tiếng Cô về nhà, lôi đóng quần áo vật phẩm mà anh thu dọn giúp cô ra Cô không chú ý đến chuyện anh mua thêm vài bộ đồ mới cho cô mà chú ý đến chuyện anh gặp gọn ghẻ đồ của cô, cái gã đó Rõ là quần áo của mình thì toàn bạ đâu vứt đó thôi à Cô tròn mắt lên nhìn rồi vội lắc đầu từ chối dòng suy nghĩ đang tràn ra, không cho mình nghĩ về anh nữa Cô kiểm tra ví tiền định ra ngoài mua vài thứ. Bất kể bạn có phải rời xa một vài người nào đó, thế giới này vẫn tiếp diễn bạn. Vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày. Vừa cầm ví lên là phù hiểu phát hiện ra ngay, nó không nhẹ như nó vốn phải thế. Cô mở ví ra, thấy trong ví là một sắp giày những tờ tiền màu đỏ, cạnh đó là một tờ giấy nhớ. Cô không muốn đọc, nhưng lại không kiềm chế nổi lòng mình mà mở ra đọc. Sau này mà em, còn dám tự hành hạ thể xác bé bỏng của em, thì cứ chờ xem, xem anh sẽ xử lý em thế nào nhé. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, cô bé ngốc. Những nét chữ rồng bay phượng múa như nhòa dần. Phù hiểu ra sức chớp mắt, không được khóc, không được khóc. Buổi tối cô lên giường từ sớm nhưng cứ tràn trọc mãi không sao đi vào giấc ngủ được. Hãy nhắm mắt lại là rất nhiều, rất nhiều những chuyện mà cô không muốn nghĩ đến, cứ không chịu buông tha cô, tràn vào suy nghĩ của cô. Cô chán ngán bật dậy, bể oải bật máy tính lên. Hồng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác. Đã qua nửa giờ đồng hồ rồi, mà cô vẫn chưa gõ được chữ nào. Cô cắn môi, đóng câu chuyện đang viết dở lại. Cô vào mạng, lướt đông lướt tây. Hồng tìm kiếm một thứ gì đó có thể thu hút được sự chú ý của cô khi này. Vô tình cô mở hộp thư điện tử ra, vô thức kéo lên kéo xuống kiểm tra thư và chật sững lại khi nhìn đến một địa chỉ người gửi nào đó cô thấy trong hộp thư điện tử của cô có một dãy dài email chưa đọc và chúng có cùng một địa chỉ người gửi những email đó không phải email quảng cáo mà là email ông nội đường học chính cho người gửi đến hộp thư điện tử của cô bước đầu tiên được gửi sau khi chuyện đó xảy ra được vài tháng mỗi lần nhận được email cô biết là ông cụ đường đang thực hiện lời hứa của cụ nhưng cô chưa bao giờ mở những email đó ra đọc cô không biết tâm trạng của mình sẽ ra sao sau khi đọc những email đó giống như câu chuyện về chiếc hộp của Pandora, đến phút cuối nàng Pandora sẽ không chống lại được sự dụ hoặc. Trong khoảnh khắc, cô hiểu ra. Hiểu ra trong chớp mắt, ma lực của vực sâu khiến con người ta cam tâm nhảy xuống. Như bị sai khiến bởi quỷ thần, cô mở những email đó ra. Vết thương của A9 đã khỏi hẳn, ông cho thằng bé nhập ngủ. Nó cũng biết là ông răng dạy nó, nên nó không nói lời nào, ngoan ngoãn theo ông đi. Chứ như bình thường, thì nó đã tìm cách lương lẹo cho qua chuyện ông ra chỉ thị cho huấn luyện viên của nó, không được thiên vị nó, thậm chí còn phải nghiêm với nó hơn những cậu lính khác. Huấn luyện viên Phương làm theo lời ông, từ bé đến lớn ai à chính được mẹ và bà nội chăm bẩm, nên yếu ớt đều gục lắm. Mấy tuần huấn luyện quân sự đầu tiên, nó chịu không ít khổ, bắt đầu lén kêu ca với ông, bị ông mắng cho một trận. Sau lần đó, nó không bao giờ kêu ca gì với ông nữa. Có lần, ông đến doanh trại thăm nó, thấy nó gác thay cho một đồng đội bị ốm. Nếu ông cho nó nhập ngủ sớm hơn thì đã tốt tư chất của A Chính rất tốt. Thằng bé được đại đội trưởng binh đoàn bộ đội đặc chủng chấm hỏi nó có muốn gia nhập đội họ không. Mẹ nó sót nó không cho nó đi, nhưng trái lại, nó đồng ý. Trải qua nửa năm huấn luyện, nó khỏe mạnh hơn, ăn nói cũng chín chắn hơn, không còn cái kiểu không coi ai trai gì như trước. Chương trình huấn luyện mà bộ đội đặc chủng phải nhận, vất vả hơn chương trình huấn luyện bộ đội thông thường nhiều lắm. Chỉ riêng một chạy bộ đoạn đường mà bộ đội đặc chủng phải chạy, đã gấp hơn 2 lần bộ đội thường ngoài ra còn các chương trình huấn luyện về võ thuật bắn tỉa rất nhiều binh lính không theo nổi chương trình huấn luyện ấy mà xin rút nhưng a chín thì kiên trì bám trụ hơn thế nữa trong một lần diễn tập thằng bé chỉ huy đội nó bắt giam được tư lệnh của phe địch được khen ngợi lần thực chiến đầu tiên mà a chín tham gia đến rất đột ngột lần đó thằng bé tham gia diễn tập ở biên giới gặp phải bọn tội phạm ma túy đã bị bắt nhưng cướp được súng của bộ đội và bỏ trốn nó và tiểu đội của nó nhận được lệnh hỗ trợ bộ đội biên phòng vây bắt những tên tội phạm nọ trong rừng rậm. Nó tự tay bắt được hung phạm chính, nó bị thương nhẹ. Những nhiệm vụ a chính chấp hành dần nhiều lên, càng ngày càng quan trọng, đồng thời cũng càng ngày càng nguy hiểm. Có một lần ở nước ngoài, khi chấp hành nhiệm vụ giải cứu con tin, thằng bé không may bị bắt. Nó bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn trốn thoát được nhờ trí tuệ và nghị lực của bản thân. Thậm chí lần đấy, nó còn xoay vòng được quân địch, trong rừng nhiệt đới suốt một tuần, cuối cùng lần theo đường sông trở về quân doanh. Lần đấy, nó nằm trên giường bệnh suốt hai tuần lễ ai chính đã lập được rất nhiều công lao to có nhỏ cũng có nó từng cứu trẻ em bị lừa bán phá tan hang ổ của trùm ma túy quốc tế giải cứu con tin trong những cuộc đấu vũ trang phi pháp nó trở thành đại tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử các vị sư trưởng của các quân khu ai cũng coi trọng nó khi ông nghĩ có lẽ nó sẽ tiếp tục đi theo lộ trình ấy thì nó lại có hành động mới có mấy lần đi làm nhiệm vụ nó mang người về đều là những người rất tài ba có tri thức khi này ông mới nhận ra trong vô giác cháu trai của ông đã vượt xa khát vọng của ông về nó ông phấn khởi lắm cũng hy vọng cháu có thể coi đó như niềm an ủi nhỏ nhoi cảm ơn sự khoan hồng và độ lượng của cháu cháu phù à sau này ông không thể báo lại cho cháu những chuyện ai chính làm được nữa rồi bởi vì những chuyện thằng bé làm bây giờ càng ít người biết thì càng tốt nhưng ông cam đoan với cháu tất cả những chuyện nó làm tuyệt không có chuyện nào là chuyện xấu sau này nó nhất định sẽ trở thành một người tài giỏi, không để tổ quốc, nhân dân phải thất vọng. Quả thật ông không biết phải nói gì với cháu, ông đợi cháu, ông xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời, ông cảm kích cháu, ông cũng xin ghi tạc trong lòng cả cuộc đời. Nếu cháu có thể hồi âm cho ông, để ông được đỡ đần cháu đôi chút, thì ông vui lắm. Xem xong những email đó, Phù Hiểu đã đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Lòng cô rối như tơ vò, lúc thì nhớ về nụ cười từ ái của bà mẹ, lúc thì nhớ đến sự dịu dàng yêu chiều của đường học chính đường tiên sinh nhận được nhiệm vụ không thể không đi đột nhiên lời của chàng nhân viên chuyển phát nhanh trẻ vang lên trong đầu cô đầu tiên cô nhớ về chuyện ông cụ đường kể anh từng bị địch bắt nhất thời tim cô như bị ai bóp chặt đau đến không thở được nhiệm vụ lần này của anh có nguy hiểm lắm không tuy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô rồi khiến cô không thể không nghĩ về nó có thể bị thương có thể bị kẻ xấu bắt bị đánh cho vết thương đầy mình nhớ lại lần trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh mang theo vết thương đến đây anh vốn khỏe mạnh là thế mà hôm đó lại cứ ngủ liệm đi bây giờ anh có được an toàn hay không có lẽ trên đời này sẽ không có từ ngữ nào là diễn tả nổi tâm trạng cực kỳ phức tạp của phù hiểu khi này một cách trọn vẹn nhưng dần dần cô cũng nghĩ thoáng ra người đã chết thì không thể sống lại Đường học chính đã dùng hành động bù đắp lại lỗi lầm của anh. Cô đã dần buông thù hận và tiếc nuối về cái chết của ba mẹ 10 năm trước. Nhưng cô cũng biết rằng mình không bao giờ còn có thể cùng một chỗ với anh. Cô thấy ấy nấy, thấy có lỗi với ba mẹ trên thiên đường lắm. Nhất định hai người sẽ không tha thứ cho cô đâu. Bây giờ cô chỉ mong anh bình an trở về, cho cô được gặp anh thêm một lần nữa, rồi hai bên nói rõ với nhau. Từ nay về sau mỗi người mỗi ngã anh sẽ cưới một cô vợ tốt người sẽ ủng hộ anh khi anh nỗ lực vì mục tiêu của anh còn cô cô sẽ bỏ xuống yêu thương và đau xót có lẽ sẽ tìm một người đàn ông bình thường cô sẽ giấu anh trong tim mình trọn đời và tiếp tục sống cô hiểu giỏi tự an ủi mình lắm nếu không có sự kiên cường đó thì mười năm đằng đẵng không cha không mẹ sẽ gian nan với cô đến mức nào nghĩ thoáng ra kiểu đó cô cũng thấy ổn hơn trừ những buổi đêm cô không nén nổi lòng mình mà trùm trăng khóc thầm. Ra sức nói xin lỗi với bức ảnh chụp ba mẹ vì đã yêu đường học chính. Lại luôn mơ thấy ác mộng là đường học chính bị bắt, bị thương, không thể trốn ra ngoài. Thì vào những khoảng thời gian khác, cô rất ổn. Mỗi khi ra ngoài, cô sẽ trang điểm nhẹ, hồng khiến mình phấn chấn lên đôi chút. Vì có vậy cô mới không rầu rĩ hơn nữa. Cô xin lỗi ba người nhà họ Dương, tìm đại một lý do, giải thích cho việc cô đi mà không từ giả họ. Cô đến nhà cô mình thăm bà nội, mọi người ngồi bên nhau nói cười, ngày này qua ngày khác. Khoảng nửa tháng sau, một đêm nọ, khó khăn lắm phù hiểu mới lên tinh thần được cho mình, Trường ngồi trước máy tính nhặt nhạnh công việc, đã bị cô bỏ bê lâu ngày, thì chuông cửa vang lên. Cô không khỏi giật mình, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 15 sáng rồi. Vào thời điểm này có tiếng chuông cửa réo, cô lại ở nhà một mình, nên cô thấp thỏm lắm. Cầm theo cây gậy bóng chày, cô chậm rãi mở cửa phòng ra phù hiểu là anh. Giọng nói trầm ấm quen đến không thể quen hơn, vang lên trong không gian yên tĩnh, xuyên vào căn phòng, đánh thẳng vào trái tim cô. Là đường học chính. Phù hiểu không kịp nghĩ ngợi gì, vội ném gậy đi ra mở cửa nhà. Nhà ánh đèn mờ mờ, cô nhìn của sông sắt của cổng sắt. Ngắm khuôn mặt anh Tuấn mà dường như đã cả một thế kỷ rồi, cô chưa được trông thấy. Nhất thời, cô ngẩn ra tại chỗ. Đường học chính cũng mê mãi ngắm cô, không bảo cô mở cửa mà chỉ nhìn cô say đắm không biết đã qua bao lâu phù hiểu khẽ khàng lên tiếng mặt anh bị sao thế sao lại có vết cắt thế kia à nó hả anh lấy ngón cái rờ rờ không cẩn thận để dao lam sượt qua nhớ đến những hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình cô hít mạnh một hơi anh còn bị thương ở đâu nữa hả không có lần này chỉ phải cứu có một người nhẹ nhàng lắm Đường học chính đáp nhẹ hờ. Ánh mắt thì như ra đa quét khắp khuôn mặt cô. Cô gầy đi mất một ít. Mấy hôm nay em vẫn ăn uống tốt chứ? Phù hiểu khẽ gật đầu. Trong bộ dạng của em kìa, lại thức khuya phải không? Em. Phù hiểu không biết nên nói gì bây giờ. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, em mau đi ngủ đi. Không làm phiền em nữa, anh phải đi rồi. Đường học chính cười khẽ một tiếng. Hả? Cô hiểu không ngờ là khuy khoắc thế này mà anh lại đến đây chỉ để nói mấy câu đó với cô. Đường học chính làm gì chẳng biết mình rất ngốc, nhưng anh không sao kiềm chế được, ham muốn được gặp cô mãnh liệt trong lòng mình. Thế nên anh ngồi trực thăng bay đến thẳng đây. Anh chỉ muốn gặp em một lát, anh nhớ em lắm, em không có cảm giác an toàn khi ở bên anh là đúng. Để anh thuyết phục mẹ anh xong, tiện thể thông báo hết cho họ hàng nhà anh, rồi anh sẽ đến tìm em. Anh đừng lãng phí thời gian cho chuyện này nữa. Mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu, anh hãy tìm một cô vợ mà mẹ anh ưng ý đi. Đừng học chính nhét môi. Nhưng anh chỉ thích em thôi. Lời này đến là ngây thơ, mà anh nói mới thuận miệng làm sao. Em không. Câu từ chối ngạn trong cổ họng, phù hiểu không sao thốt nên lời, cô rủ mắt xuống. Thế thì anh thuyết phục mẹ anh đi. Yên tâm sẽ không lâu lắm đâu. Đường Học chính cam đoan với cô. Em đi ngủ đi, anh chờ em khóa cửa rồi sẽ đi. Cô hiểu siết chặt nắm tay, ngắm trộm anh từ đầu đến chân một lần, khi đã chắc chắn là anh không bị thương ở đâu cả, cô mới nói một cách miễn cưỡng. "Vậy anh, đi đường cẩn thận nhé." "Ừ." Đường Học chính muốn hỏi cô có nhớ anh không, xong lại thấy hiện tại mình không có tư cách đó, bởi vì điều làm cô khổ sở có liên quan đến anh không thể bảo cô mở cửa cho anh ôm một cái, hôn một cái. Anh cố nén xuống nội tâm đang cuộn trào, nói với giọng khàn khàn. Vào nhà đi. Phù hiểu cúi đầu, khẽ gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, một tiếng lách cách vang lên. Cô khóa cửa rồi. Cô nín thở, lắng nghe những bước chân bên ngoài cánh cửa này. Chỉ có điều, bên ngoài không có động tĩnh gì cả, cứ như là không có ai ngoài đó vậy. Cô tiền người lên cửa, im mắng đến mức, cô như nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Rất lâu, rất lâu sau đó, cô vẫn không nghe được một tiếng động nhỏ nào. Cô bặm môi, bắt đầu nghiễn biên mang. Là anh đi rồi. Hay là anh bị thương nên ngất xỉu rồi. Ngay khi cô gần như không kiềm chế nổi mình mà mở cửa ra, thì cuối cùng, tiếng bước chân cũng vang lên ngoài kia. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, cô cũng không biết là mình đang thấy nhẹ nhõm hay đang thấy nặng nề hơn nữa. Không kìm lòng nổi, cô khẽ rất khẽ hé cửa ra qua khe hẹp ấy cô có thể trông theo bóng lưng anh khi anh rời đi trong bất giác cô cắn môi dưới sự cảnh giác có được do nhiều năm rèn rũa giúp đường học chính biết cô đang nhìn trộm anh nhưng anh không quay đầu lại cũng không chịu nhận là anh vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi vào thời điểm cô dứt khoát rời bỏ anh mà đi chết tiệt là nhiệm vụ anh chấp hành đang trong giai đoạn mấu chốt anh không thể không tham gia khiến anh hết lo cho cô lại phiền lòng không biết phải làm sao mới tốt anh cười khổ một tiếng ai có thể biết chứ anh đường đường đại thiếu gia của nhà họ đường lại luôn lo được lo mất khi gặp chuyện liên quan đến cô bé nhà mình đường học chính quay về bắc kinh nghỉ ngơi một lát rồi đến một thẩm mỹ viện cao cấp tìm mẹ tuần nào mẹ anh cũng đến đây tập yoga nhưng anh không ngờ tiêu thiển thiển cũng có mặt ở đây thiển thiển cả huấn luyện viên cũng phải khen động tác của con hôm nào cô phải bái con làm sư phụ mới được đường phu nhân đã thay quần áo xong và đang từ phòng thay đồ đi ra vừa đi bà vừa cười nói chuyện rơm rã với cô gái cao ráo xinh đẹp đi cùng con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi cô à hơi của cô rất dài con tập theo mãi mà chả bằng được tiêu thiển thiển cười đáp lời thấy hai người nói nói cười cười đi đến đường học chính đang ngồi vắt chéo chân hút thuốc ở phòng nghỉ hiếp mắt lại và gạt tàn thuốc ai à chính lần làm nhiệm vụ này thế nào có bị thương ở đâu không mặt anh sao thế này tự dưng được một lần ông con trai yêu chạy đi tìm mẹ đương nhiên là đường phu nhân rất vui bà kéo tay anh nhìn trái nhìn phải thấy trên mặt anh có vết cắt thì kinh ngạc thốt lên không có gì nào mẹ hai mẹ con mình đi ăn thôi tốt đi thôi thiển thiển chúng ta ăn cho cậu chàng rỗng túi luôn đường phu nhân cười dài quay lại gọi cô con không đi đâu tiêu thiển thiển mỉm cười chối khéo con nói gì vậy ai chính nhà cô không keo kiệt đến mức đó đâu thêm con nữa cậu chàng vẫn mời tốt đường phu nhân nháy mắt với con trai ý bảo anh nói gì đó vì là mẹ anh yêu cầu nên đường học chính tỏ thái độ rất hợp tác nếu đã gặp thì cùng dùng bữa luôn tiêu thiển thiển cười lạnh chỉ sợ tâm trạng của đường đại thiếu gia ngài lúc tốt lúc không Đúng rồi, lần trước anh chọc tức Thiển Thiển, người ta còn chưa ngu giận đâu đấy. Chiều nay anh đi với Thiển Thiển đi, xem con bé thích gì thì mua tặng con bé, coi như quà tạ lỗi. Nhân cơ hội này, đừng phu nhân dặn con. Đừng học chính cười cười. Được, không thành vấn đề. Một tia kinh hỉ thoáng lóe lên trong mắt tiêu thiển thiển. Cân tức của cô nàng, chả bay đến chốn nào rồi. Trong bữa ăn khi tiêu thiển thiển tạm rời bàn, đừng học chính bảo với mẹ mẹ con chiều ý mẹ một lần, thì mẹ cũng phải chiều ý con một lần. Mẹ đã bao giờ không chiều ý anh nào? Đường phu nhân nhấp một ngụm vang đỏ, chợt bà đính chính lại một cách cảnh giác. Trừ chuyện phù hiểu ra. Được, không nhắc đến cô ấy, mẹ nhớ là mẹ đã nhận lời con rồi đấy nhá, tối nay hai mẹ con mình nói chuyện sau. Thấy anh chàng đồng ý đến là dứt khoát, đường phu nhân cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý luôn. Cơm nước xong xuôi, đường phu nhân nói là còn có việc nên đi trước. Đường học chính vắt chéo cặp chân dài, ngã người ra sau, tựa vào ghế lưng ghế, nói. Tiêu đại tiểu thư, cô thích đồ chơi gì nào? Hừ, anh đang dỗ trẻ con đấy hả? Nếu anh muốn xin lỗi thì đi chỗ này với tôi. Đường học chính cười cười tỏ vẻ thế cũng được. Nửa giờ sau, hai người vào một quán pizza trong một trung tâm thương mại. Quán này là khuê mật của tiêu thiển thiển mở, kiến trúc bên trong quán mềm mại, nhã nhặn, thanh u rất con gái. Trong sảnh lớn của quán có khoảng 7-8 bàn bia. Vì là ban ngày nên chỉ có hai bàn là có mấy người khách đang chơi. Tiêu Thiển Thiển cong môi cười với đường học chính, nói Ai thèm quà anh tặng, đánh với tôi một ván bia, coi như anh đã tạ lỗi với tôi rồi. Đường học chính díu mày, đút hai tay vào túi, dẫn cô nàng vào quán. Một cô gái xinh đẹp, trong bộ đồng phục nhân viên tiến đến đón họ hỏi hai người họ có cần nhân viên phục vụ hướng dẫn chơi không. Chợt, giọng bà chủ quán truyền đến từ sau lưng cô nàng. Nếu hai người họ gọi nhân viên phục vụ đến hướng dẫn chơi, thì là họ đến đá quán tôi đó. Cô nhân viên xinh đẹp đi xuống. Một cô gái trẻ tuổi cao gầy, vận bộ đồ thể thao mỉm cười, ra đón họ. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông túng mỹ trước mặt. Nhất định anh là đường thiếu, tôi nghe danh anh đã lâu, tôi là Ninh Ninh nhìn thẳng vào khuôn mặt dù đã trang điểm tỉ mỉ cũng không che được vẻ nhợt nhạt đường học chính chỉ gật đầu không thèm đáp lời tìm cho tuổi tớ một bàn yên tĩnh vào nhé lâu rồi tớ không tới chỗ cậu thư giãn tiêu thiển thiển nói ninh ninh gật đầu tự mình dẫn bọn họ vào bàn bi da trong cùng phía bên tay phải bức tường cảnh đó có treo một bể cá cảnh không gian sáng sủa tươi vui cậu không bận gì thì ở đây chơi với tuổi tớ mấy ván nha Tiêu Thiển Thiển nói. Lâu rồi tớ không gặp cậu. Tớ chỉ sợ tớ sẽ chói sáng quá thôi. Ninh Ninh cười nói bóng. Tiêu Thiển Thiển liếc anh chàng đứng cạnh mình một cái. Yên tâm đi, với người nào đó thì càng nhiều người đẹp càng tốt. Thế là Ninh Ninh ở lại. Tiêu Thiển Thiển để cô nàng đỏ với đường học chính vắng đầu tiên. Đường học chính cũng lâu rồi không chơi bia. Hơn nữa hôm nay anh có phần bồn chồn, bắn vài phát bóng mà chưa có trái bia da nào lọt lỗ. Ninh Ninh có phần do dự nói. Đừng thiếu, hay chúng ta tập đánh trước đã nhé. Tuy hôm nào tôi cũng ở đây, nhưng lâu rồi không chơi, cũng có hơi cứng tay. Tiêu Thiển Thiển đang đứng cạnh đó, đùa cá cảnh liếc họ một cái. Cứ mặc kệ anh ta, anh ta chơi giỏi lắm. Hồi trước anh ta mà chơi là chẳng ai trong tuổi tớ chạm được vào bóng. Đường học chín trăm một điếu thuốc. Cô chơi đi. Tiêu Thiển Thiển giữ anh. Thế nào có bia da mà đường đại thiếu gia cũng không biết đánh ư? Trình của cô có thế thôi à? Đường học chính cười cười. Tiêu thiển thiển hốt hoảng. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ chịu được kiểu khiêu khích đó. Lúc nào cũng ngông nghênh như thế, cả thế giới nên quỳ dưới chân anh. Vốn cho là anh không hề thay đổi, nhưng kỳ thật. Có ai là không thay đổi đâu. Anh này, tôi có một trò chơi mới, muốn được ngoạn gia duyệt cô bỗng thấy anh rất xa rất xa cố tìm một đề tài có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người họ ừ cô xác định rõ cô muốn làm gì đi rồi đưa bản kế hoạch cho tôi càng chi tiết càng tốt ý hay đó cho cô nàng đỡ đến làm phiền anh xác suất thành công thế nào đường học dính nhã một vòng khói cong môi cười nụ cười của anh như nói với cô rằng cô đang hỏi câu ngu sủng gì vậy tiêu thiển thiển đã hiểu không phải anh không còn ngông nghênh nữa mà hôm nay anh đã không thèm đếm xỉa tới những khiêu khích đến từ bên ngoài. Bởi vì sự tự tin đã ngắm sâu vào xương tủy anh, trở thành chính anh rồi. Như thấy được khí phách toát ra từ anh, cô thoáng ngẩn ra. Ái chà chà, xem tôi may mắn đến mức nào nào. Một giọng cợt nhỏ quen tai vang lên, đánh vỡ giây phút thất thần của cô nàng. Tiêu thiển thiển đến là đau đầu, là mặt vu phi. Người đẹp tiêu à, đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau tôi đến chơi pizza mà cũng gặp được em. Hay hôm nào đôi ta đi cục dân chính đi, tôi mời em. Mái tóc bạc bắt mắt, được phối với bộ cơm lê hàng hiệu, may thủ công theo đơn đặt hàng. Ngắm kiểu gì cũng thấy quá hợp với câu thành ngữ mặt người giả thú. Một mình anh biết đến chơi pizza ư. Ừ. Tiêu thiển thiển hiểu ra, cô sang nhìn đường học chính. Ánh nhìn giận dữ, lạnh lùng hỏi. Mặt vu phi húng hắn ho hai tiếng. Chẳng phải ở đây rất nhiều cô em xinh đẹp à ý là tôi đến đây vì mấy cô nhân viên xinh đẹp tiêu thiển thiển đâu có tin cô thấy cần giận dâng lên trong mình hừ cô xoay người bỏ đi thiển thiển ninh ninh vội đuổi theo hai gã đàn ông không đuổi theo họ mà vu phi vỗ mạnh anh một phát mày giỏi ghê ta gọi tao đến trắng hoa đào cho mày hả rõ là nó biết anh chưa cưa được cô nàng nó lại còn khoe ra chẳng phải là tạo điều kiện cho mày sao ông không thèm. Đường học chính liếc xéo anh chàng một cái. Ông là ông đến vì tình anh em. Khổ thân ghê. Thì biết làm sao, mày mà không có ông là không được. Tao có số điện thoại của Vương Tiểu Xuyên đấy. Đường học chính tốt bụng nhắc nhở. Người đẹp tốt ở chỗ, không phải lo không có hộ hoa sứ giả. Câu này chọc đúng cục tức của mặt vu phi. Mẹ nói chứ, mẹ dám. Anh không cưa được không phải vấn đề, mà vấn đề là anh không cưa được, nhưng thằng khác cưa được. Đường học chính dập điếu thuốc, cầm gậy đánh bia da lên, chơi nốt ván bóng còn gian dở. Khi này Ninh Ninh đã dỗ được tiêu thiển thiển quay lại. Cô nàng vẫn chưa hết tức, nghiêng người. Đứng dựa vào một bàn bia da khác cạnh đó. Mặt vu phi mà thấy người đẹp mặt của mày châu là lại không chịu nổi. Phát huy sở trường dỗ dành của anh chàng, ra sức nịnh đọc cô nàng. Dù không phải người đàn ông trong trái tim mình, nhưng được một người cỡ mặt vu phi dỗ dành, cũng đã thỏa mãn thói hư vinh của phụ nữ nơi cô nàng lắm rồi. Thêm vào đó, Ninh Ninh đứng cạnh ra sức hòa giải. Cuối cùng, cô nàng không chảy xị mặt ra nữa nhận lời Ninh Ninh cùng chơi mấy ván. Mặt đại thiếu gia chính mình đề nghị, được chung phe với tiêu thiển thiển. Người đẹp tiêu cũng không ý kiến ý cò gì, thế là hai phe hồ hởi bắt đầu ván đấu. Tâm trí của đường học chính cứ để đi đâu, đánh trật bóng rồi lùi ra sau. Tiêu thiển thiển lướt qua anh chàng, không thèm nhìn anh chàng cái nào. Không buồn chú ý đến cơn giận của cô, anh ngồi xuống chiếc sofa đơn, rút di động ra. Ngó qua màn hình một cái, thấy không có tin nhắn mới cất máy vào túi. Cô gái nhỏ kia của mày đâu? Mặt vu phi ra vẻ thuận miệng thì hỏi. Mày hỏi cô ấy để làm gì? Đường học chính ngẩng lên, quét mắt về phía anh chàng. Tiêu thiển thiển ngay trước mắt, mà nó còn không quên phù hiểu chẳng phải chỉ thuận miệng thì hỏi ư vẫn còn theo mày chứ hỏi vớ vẩn tao thấy cô nàng đó mặt mày thì không xinh dáng người thì không đẹp cô ta dụ dỗ mày kiểu gì thế Người phụ của mày là paparazzi à mày định chơi cô bé bao lâu không lẽ mày định cưới cô ta thật mặc vu phi trưng cái vẻ mày đừng nghịch nữa ra người ta chỉ là một cô bé thôi đừng để cô nàng ôm ảo tưởng quá lớn cẩn thận kẻo con dương xéo lắm cũng hoàng. Tao nhưng là người từng trải. Mày muốn nói gì? Đường học chính hiếp mắt lại. Đương nhiên là khuyên mày sớm bỏ cô bé đi. Nếu mày thấy mày bị tổn thất, thì gia tặng tiêu thiển thiển cho mày là được. Mạc vu phi nói như anh hào phóng lắm. Dù sao con bé đó có ngon thế nào, cũng không bằng tiêu. Anh đập mạnh chiếc ghế xoay một phát. Mạc vu phi đang đà ngồi xuống, không kịp đề phòng nên ngã bổ chỏng mày làm cái mẹ gì đó. Bị biến thành tiêu điểm sự chú ý của mọi người, Mạc Vu Phi thẹn quá hóa giận, phát chiếc ghế xoay ném sang. Đường học chính nghiêng đầu tránh, chiếc ghế đập vào bức tường gạch sau lưng anh. Bức tranh gớm treo tường rớt xuống. Tao làm gì à? Tao đánh cái miệng thối của mày. Cô bé là của anh. Nó có tư cách gì mà đặt điều, phán xét. Chà, mày nói cứ như thật ấy nhỉ. Chỉ vì một con đàn bà mới quen, mà mày ra tay đánh người anh em chơi với mày hai mươi mấy năm trời mặt vu phi quát lên nếu cô ấy nói mày như thế tao cũng sẽ mắng cô ấy nhưng sự thật chứng minh sau này mỗi khi phù hiểu mắng mặt vu phi đường học chính luôn là người tát nước theo mưa mặt đại thiếu da máu nóng bốc lên tao thì mày đánh cô ta thì mày chỉ mắng thôi ư cô ấy là phụ nữ mày có phải phụ nữ không cô ấy không nói không rằng cứ thế bỏ về, mà anh còn chẳng nỡ nói nặng cô lấy một câu. Anh đã nể mặt nó thế còn gì? Họ đang gây với nhau về chuyện gì vậy? Bởi vì anh biết được một số chuyện không nên biết, nên mới tốn hơi nghĩ cách kéo nó lại. Trời biết cô gái đó tiếp cận nó vì mục đích gì. Không ngờ nó không biết điều cỡ vậy. Anh chưa kịp bàn sang mấy chuyện quan trọng, nó đã ra tay rồi. Còn nữa mẹ nói chứ sau chủ đề cuộc cãi vã của họ lại xa lắc xa lơ chủ đề chính vậy. Cứ như là Mạc Phu Phi anh ghen tị, tranh người yêu với cô nàng đó ý. Mạc Phu Phi rất muốn vả cho mình một phát. Sao đang yên đang lành lại cãi cọ thế? Ninh Ninh bận làm người hòa giải, không buồn nhíu mày vì bức tường quán mình bị nứt. Chỉ lo hai người họ làm căng với nhau. Tiêu Thiển Thiển bực tức nói. Hai anh gây nhau cái quái gì? Đám đàn ông này thật là, cứ một câu không đồng quan điểm là lại gây gỗ đánh nhau song bây giờ, họ đều đã là những người thành công trong sự nghiệp và được nhiều người biết đến rồi. Phải chú ý giữ gìn hình ảnh của mình đi chứ. Hừ. Mặt vu phi phủi bụi trên quần áo, lườm đường học chính một cái. Định giúp người ta lại rước họa vào thân, quả nhiên là anh không học với nghề làm người tốt. Mặc vu phi, anh ra tay cũng phải biết chừng mực chứ, quăng ghế linh tinh thế à, nhỡ A9 không né kịp thì sao? Thấy anh chàng ném mạnh quá, tiêu thiển thiển không kìm lòng được mắng anh chàng em xót nó hả? Nhưng nó cũng đâu có đánh nhau vì em. Mặt Vu Phi cười lạnh một tiếng, tội gì mà anh phải khó chịu một mình chứ? Nghe thế tiêu thiển thiển quả nhiên biến sắc mặt. Nhưng sự kiêu ngạo lòng tự tôn của cô lại khiến cô thốt lên câu. Liên quan gì đến tôi chứ? Ninh ninh thì thấy bầu không khí đang căng thẳng quá, định đi lên hòa giải, thì chợt thấy bụng rũng cả người, phán vất đầu óc và hoa mắt chóng mặt. Cô thầm than một tiếng, định lén rời đi một lát. Chỉ có điều, trời không chiều lòng người, cô vừa quay lại đã phải đối diện với gã đàn ông mà cô hận nhất trần đời. Gã nọ mang theo hai gã lâu la đi về phía cô. Đi đâu thế? Người vừa hỏi là một gã đàn ông tóc húi cua, khoảng hơn 30 tuổi. Đầy người là sát khí của dân xã hội đen. Gã đeo trên cổ một vết sẹo dài xấu xí và một chiếc kiềng vàng to cỡ ngón tay cái. Gã ta ác nâng khuôn mặt, càng lúc càng tái mét của cô nàng lên. Thèm rồi hả? Ninh Ninh cố sức nghiêng đầu, giải khỏi sự kìm kẹp của gã. Gã đàn ông cực thích kiểm soát người khác đó hiếp mắt lại, bóp cầm cô nàng, ép cô nàng phải nhìn thẳng vào gã. Tao không thích đàn bà không ngoan ngoãn, xem ra mày vẫn chưa nhận được bài học đích đáng. Chưa đến lúc phải quỳ xuống van xin tao à. Đôi con ngươi trong mắt không ngừng co lại, cơ thể của Ninh Ninh run lẩy bẩy. Tiêu Thiển Thiển bước lên, dùng một tay kéo bạn ra. Anh là ai? Anh định làm gì đấy hả? cả đàn ông nhớ mày, thông thả rút tay về. Nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt xăm soi. Tôi còn tưởng là ai cơ, đây không phải kiểm sát trưởng tiêu vĩ đại, người vẫn lên báo mỗi ngày ư. Ừ. Sao nào? Tôi dạy dỗ con đàn bà của tôi, mà cô cũng muốn chỏ mõm vào à. Có muốn còng tôi về thẩm vấn luôn không? Yên tâm sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó, ngày tôi mời anh đến làm khách. Tiêu thiển thiển kéo ninh ninh ra sau mình, cười lạnh đáp lại. Tôi mong còn chẳng được, gã đàn ông nọ bước đến gần cô, cười dâm đãng nói. Cô nhớ nhanh lên đấy, dạo này con tiện nhân này lề mề lắm, tôi sợ tôi không kịp hầu cả cô đây mất. Mày! Cô định tác cho gã một cái, nhưng gã chặn được tay cô một cách dễ dàng. Đừng sốt ruột thế chứ. Tốt nhất mày nên bỏ cái móng chó của mày ra, hôm nay tâm trạng da không tốt đâu. Mặt vu phi đủng đỉnh bước đến chỗ họ, đưa tay lên, rút tay tiêu thiển thiển ra. Từ lúc mới bước vào, gã đàn ông đã chú ý đến hai người đàn ông sau lưng các cô gái rồi. Tuy hai tên cũng đó không phải loại tôm tép gì, nhưng gã không quan tâm, nếu hai tên đó thông minh thì ắt phải hiểu luật, nước giếng không phạm nước sông. Xem ra là ghẹo nhầm con đàn bà của thằng khác. Gã đàn ông cười nhạt, giơ hai tay lên đầu ra vẽ đầu hàng. Là lỗi của tôi, tôi không biết hoa đã có chủ. Tiêu thiển thiển nói. Mạc Vu Phi, gã nhục mà tôi dạy cho gã một bài học giúp tôi mặt vu phi vốn là một kẻ không sợ chọc phải phiền toái chỉ sợ không có phiền toái để chọc nên nghe cô nói vậy thì nhếch mép cười quay sang nhìn đường học chính đang ngồi im re không đếm xỉa đến chung quanh có làm không mày đường học chính thì hoàn toàn không bận tâm đến những gì đang diễn ra ở đây anh còn đang bận soạn tin nhắn sau cùng anh để lại đúng ba chữ và một dấu chấm câu anh nhớ em rồi nhấn nút gửi tin. Trong tố quanh anh càng dữ dội, anh lại càng nhớ cô bé của anh. Nhớ sự bình yên, thanh thản khi bên cô. Cả đàn ông tóc húi cua, nhìn chầm chập vào người đàn ông đang cúi đầu nghịch di động và hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nọ. Cả thấy cơ bắp trên cơ thể gã không vì lý do gì mà cũng căng hết cả lên. Thành phố Bắc Kinh này có nhân vật số một đó từ bao giờ. Tiêu Thiển Thiển cũng nhìn sang đường học chính, ánh mắt cô đầy những cảm xúc không tên. Ninh Ninh đứng sau lưng cô thì cắn chặt môi dưới, nhục nhã cúi đầu. Đường học chính đợi mãi chả thấy người ta nhắn tin lại, đành xịu mặt ra cất di động vào túi. Khi này anh mới trỗi hơi mà ngẩng đầu lên, liếc xéo gã đàn ông kia một cái, rồi hỏi lại bạn một cách khiêm tốn. Làm gì cơ? Mặt vu phi xém mối máu vì tức, anh gần như chắc chắn là thằng bạn cố ý. Màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh, cứ thế mà bị nó phá hỏng mặt vu phi nói trước nha sau này có thiếu tay hay thiếu chân thì cũng đừng về nhà mách mẹ thấy khí thế của đối phương đang xẹp dần gã đàn ông nọ cười lạnh đe dọa tề tam mày tưởng mày có khả năng đó thật sao thành phố bắc kinh nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn cũng không quá lớn ra xã hội nhiều năm kiểu gì chả có lúc gặp nhau trước hôm nay hai người từng gặp mặt mấy lần nhưng cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi tổng số câu họ nói với nhau cho đến giờ, còn chưa nổi 10 câu. Sao anh quen thằng khốn này vậy? Tiêu Thiển Thiển nói với giọng khinh bỉ. Cả đàn ông mà mặt vu phi gọi là tề tam đó, mắt lạnh nhìn sang cô, từ tốn nở một nụ cười hiền hậu với cô. Người đẹp à, tao đánh cả đàn bà đó. Ninh Ninh không khỏi sợ hãi, kéo Tiêu Thiển Thiển lùi lại. Hồng đưa cô ra khỏi tầm ngắm của gã. Tiện nhân mày ra đây cho tao. Một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bay thẳng về phía gáy tề tam với tốc độ chóng mặt. Gã giật mình, thoát đòn trong gan tắc. Hai tên lâu la sau gã, cũng vô thức né người sang một bên. Đồng thời mặc vu phi ra đòn. Hai tên lâu la đứng đằng sau gã nọ, còn chưa kịp rút súng ra, thì một bóng đen đã vụt đến. Hai gã chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn. Mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp của quán đã sớm chuồn sạch rồi. Họ trốn cùng một chỗ mà lo lắng hải hùng. Giải quyết xong hai tên nhảy nhép, đường học chính xòe tay ra nhìn. Thấy mu bàn tay hơi đỏ lên thì lại nhớ vợ, lại rút di động ra xem xét. Cảnh đó Mạc Vu Phi, người luôn vờ tỏ ra mình lịch sự, tao nhã, đã không địch lại nổi thái tử của gia đình xã hội đen. Kẻ quanh năm suốt tháng cầm vũ khí và luôn sống cuộc đời giết chóc nữa rồi. Anh chàng bị gã đá văng vào sofa, sofa lật nhào đánh rầm một tiếng, và người thì ngã bổ chẳng. Tề Tam vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn, gã định cho anh chàng một bài học nên rút dao ra, định đâm cho anh chàng mấy nhát. Một lực cực mạnh sượt qua gã, một tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt tề tam. Vừa rồi rõ ràng gã đã quan sát kỹ, thấy y ở ngoài phạm vi có thể tấn công gã sau mới đó mà y đã ở trước mặt gã rồi. Không có thời gian nghỉ nhiều, gã xoay tay lại đâm vũ khí sắc nhọn vào cánh tay đang tóm lấy tay gã. Cẩn thận! Tiêu thiển thiển thét lên. Đường học chính nhanh nhẹn xoay người tránh đòn. Thế vậy tề tam lập tức đổi thế võ tay ra chiêu mà lòng không khỏi lo lắng đề phòng y đã khóa được tay gã một cách dễ dàng người bình thường vốn không thể làm được điều đó tuy gã luôn có vệ sĩ bảo vệ nhưng trong gia đình xã hội đen nếu mày không dựa vào bản lĩnh thật của mày mà lập công thì ai chịu tâm phục khẩu phục mày cơ chứ nghĩ lại thì 14 tuổi gã đã bước vào con đường giết chóc gã từng chặn đối thủ một mất một còn của mình trong hẻm quyết đấu với y giết chết y. Điều trị hôm nay của gã được xây lên bởi những chiến công của gã và máu của kẻ thù gã. Nếu chỉ một cao thủ võ thuật là có thể dễ dàng khóa được tay gã, thì không biết gã đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhanh như chớp hai người đã so nhau mấy chiêu liền. Tề tam tung hết sức, còn anh thì chỉ kệ cho gã ra đòn, rồi thung dung phá giải đòn của gã. Thấy thế mắt tề tam đỏ vằn lên, rút tay trái lại định rút khẩu súng bên hông ra ai ngờ động tác của anh còn nhanh hơn gã lợi dụng lúc gã đưa tay xuống không kịp phòng thủ anh cướp súng từ trong tay gã nhanh và gọn anh cho luôn gã một viên đạn vào đùi cơn đau khiến tề tam khuỵ một chân xuống sự nhục nhã thúc giục gã một lần nữa đứng lên nhưng một lực cực mạnh đánh lên miệng vết thương của gã khiến gã sụng hẳn xuống trong tư thế quỳ một gối trước người đàn ông đang nhìn xuống gã và dí súng lên trán gã sắc mặt tề tam trắng bệch như giấy đâu phải gã chưa từng bị bắt bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy cảm giác nhục nhã trào dân trong lòng gã. Kẻ thù của nhà gã coi gã như cái đinh trong mắt, dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không khử được gã. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt khi này, thì chỉ cần búng tay một cái cũng đủ giết gã. Trong nháy mắt, niềm kiêu hãnh bao năm qua của gã tan thành tro bụi. Đồ vô tích sự. Ánh mắt đường học chính lạnh như băng. Mày là ai? Mặt cho chân trái nhói buốt, Tề Tam vẫn thẳng lưng gằn giọng hỏi. Mặt thiếu của chúng ta, anh hùng cứu mỹ nhân, mày đóng cẩu hùng một lát lại xong thôi, tội gì mà phải biến mình thành con rùa nòi thế này. Đường học chính đút một tay vào túi, tay kia thì cầm súng dí vào đầu gã, đủng đỉnh đáp lời. Mặt Phu Phi đang bận kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không, nghe được câu đó thì dập dập khóe môi. Ý nó là vụ này anh đầu têu ư. Mày là thuộc hạ của thằng đó. Tề Tam không tin. Hừ, Mạch Thiếu nói, cậu ấy chấm cô kia rồi, mày xem rồi lo đi. Chỗ này là địa bàn của ông, có giỏi mày bắn chết ông đi, nếu không ông sẽ không tha cho mày đâu. Cho dù quỳ Tề Tam cũng không chịu lép vế. Đường học chính mỉm cười. Mày tưởng tao không dám hả? Lời còn chưa dứt, anh đã cho gã thêm một viên đạn vào chân còn lại. Những tiếng đổ súng liên tiếp vang lên, khiến mấy người đẹp nhát gan sợ quá, bật thét ra tiếng hớt hải chạy ra ngoài những người khách khác thấy tình hình có vẻ căng thì đã bỏ đi từ nãy rồi quán pizza khi nãy trộn rộn là thế mà giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương và tiếng thở dốc của tề tam mẹ nó chứ mày muốn chết à tề tam vã mồ hôi lạnh đầy trắng mặc cho hai chân ướt nhẹp vì máu gã vẫn nghiến răng nghiến lợi lườm anh ánh mắt hung ác như muốn xé xác anh ra làm nhiều mảnh gọi thằng bố nó đến nhận người đi Lão mà đến muộn thì không ai biết, thứ lão nhận về là người hay thứ gì đó khác đâu. Không thèm đếm xỉa đến câu đe dọa của gã, Đường Học chính vứt súng cho Mạc Vu Phi. "Cục cả hứng, tao đi trước đây." Mạc Vu Phi nhận súng, khẽ hừ một tiếng. Nói giỏi thật, định phủi mông đi luôn." Lúc này Ninh Ninh mới lấy lại chút thần trí, nhìn sang Tề Tam đang sụm hai gối quỳ dưới đất, chợt cô nàng hốt hoảng đuổi theo Đường Học chính, túm được tay anh ở cửa thang máy. Đừng thiếu, đừng thiếu. Đừng có đụng vào tôi. Đường Học Chính ung dung hất tay cô nàng ra, lạnh lùng nhổ ra một chữ. Tởm. Sắc mặt Ninh Ninh càng nhợt nhạt hơn. Tiêu Thiển Thiển đi ra cùng, không khỏi trách cứ. Đường Học Chính. Tiêu Thiển Thiển. Đường Học Chính nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh lạnh lẽo, không chút ấm áp. Chẳng phải đây là mục đích của cô khi dẫn tôi đến đây ư? Ừ vì người đàn bà đã tắm mình trong thuốc viện này mà cô cất công lợi dụng tôi gớm. Chỉ một câu thôi mà khiến sắc mặt hai cô nàng đổi màu liên tục. Đừng thiếu, ngài nghe tôi giải thích đã. Miễn đi. Quên mật của tiêu thiển thiển, làm gì mà chẳng có chút của riêng. Nếu cô ta không tự nguyện thì chẳng ai bẫy được cô ta cả. Trong mắt anh cô ta là tự làm tự chịu thôi. Tốt nhất là cho tôi biết, cô đã rất hài lòng rồi lạnh lùng và tàn nhẫn ném cho tiêu thiển thiển một câu anh sải một bước dài bước vào thang máy bỏ lại hai cô nàng há miệng định gọi anh lại nhưng không thốt ra lời chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại mặt vu phi vừa gọi điện thoại vừa giỏng tay lên ngay ngóng động tỉnh chỗ ba người họ mắt sáng lên anh kẻ lắc đầu người đẹp tiêu được nhiều người nịnh nọt quá đâm vênh váo rồi cái thằng ai chính đó có phải loại người cam tâm tình nguyện để đàn bà lợi dụng mình đâu cơ chứ nếu không phải gã hôm nay vừa khéo có trong danh sách của bọn họ thì đến ngón tay nó cũng chả buồn động đâu chỉ có điều nó đừng có mà chấm con đàn bà tên phù hiểu đó nhé cô ta là con gái của nạn nhân sao đột nhiên lại tiếp cận ai chính vậy lẽ nào cô ấy muốn nhân cơ hội trả thù kết thúc phần 2. mời các bạn nghe các phần còn lại trong những video tiếp theo nhé